Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 61. Trác Phi đã đánh mất quá nhiều thọ nguyên, tuổi tác tăng quá cao nên đến giờ vẫn còn ngủ say chưa tỉnh. Ma quân đã bế quan. Ma hậu cũng đã bế quan. Bọn họ cần thời gian để hồi phục lại tu vi. Giống như bọn họ, Thương Khung cũng bế quan. Trận chiến nơi đất Phật cũng đẩy ông ta vào tình thế sinh tử. Người đến đường cùng tự có tạo hóa, ông ta có hy vọng quay lại cảnh giới thiên võ. Mau làm việc đi. Thành Thiên Thu vẫn náo nhiệt như ngày nào. Có vài lão già tụm lại bàn tán, trận chiến ở đất Phật trước đó khiến họ hao hết thực lực, sao có thể không khen ngợi một chút, phía sau chẳng phải còn huyết tôn và ân chú à. Trên đỉnh núi, Triệu Bân vẫn còn đang ngon giấc. Phù Dung cũng có mặt, bà ấy đã canh giữ ở đó mấy ngày rồi. Mấy người Phượng Vũ và Huyễn Mộng đến thăm nom mỗi ngày, lần nào nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Triệu Bân, họ đều không khỏi đau lòng, yêu nghiệt nghịch thiên, phải đi con đường sinh ly tử biệt, không biết còn có bao nhiêu bi thảm đang chờ đợi hắn nữa. Lão Phu vừa bấm tay tính thử, người sắp tỉnh lại rồi. Tiểu Vũ Linh ngồi xếp bằng trên ngực Triệu Bân, ngày nào cũng nói câu đó nhưng đến nay vẫn chưa thấy Triệu Bân tỉnh lại, điều này làm nó nhấp nhổm không yên, chủ yếu là bởi nó đang muốn được uống tinh hoa của tiên trì. Bè! Tiểu Kỳ Lân nhảy ra ngoài, tung cước đá nó một phát. Suốt ngày ngồi đó lại nhảy, ai nghe mà không nổi máu. Vào đêm, Triệu Bân chậm chậm mở mắt ra, đôi mắt có vẻ hơi vẩn đục. Cũng đúng, hắn đã không còn bao nhiêu thọ nguyên, tuổi tác đã cao lắm rồi. Bân Nhi! Phù Dung vội vã chạy lại, là một người mẹ, sao bà ấy có thể không đau lòng cho được. Triệu Bân mỉm cười an ủi, thuận tay lấy ra quan tài băng ngọc. Liễu Tâm Như đang nằm bên trong, đất Phật đã mất nhưng Phật Quang vẫn vây lấy cơ thể nàng, dù đã giải phong ấn nhưng nàng vẫn cứ cứng đờ như vậy. Như Nhi, Phù Dung dựng thẳng người, lảo đảo trước mặt Triệu Bân. Kết quả này không khó để dự đoán, Liễu Tâm Như vẫn không có phản ứng gì. Con sẽ đánh thức nàng ấy. Triệu Bân lấy ra đàn đá, gảy khúc tỉnh thế. Tiếng đàn du dương vang khắp Thành Thiên Thu, rất nhiều người ngước lên đỉnh núi. Tài đánh đàn của Triệu công tử càng lúc càng tiến bộ, khúc tỉnh thế khiến tâm tư người nghe trong sáng thanh minh, còn có tác dụng hơn cả tĩnh tâm quyết. Ánh mắt nhìn Liễu Tâm Như có chút mơ màng. Cũng được độ hóa như nhau nhưng nàng lại có chút khác với Ngưu Anh ngày xưa. Người độ hóa nàng là thánh nữ Phật gia, người dùng chú vong thế trên thân nàng cũng là thánh nữ Phật gia, dù cho dùng khúc tỉnh thế thì cũng khó đánh thức được, ít nhất thì trong thời gian ngắn, nàng sẽ không thể nào tỉnh táo lại được. Theo sau tiếng đàn là một tiếng nổ ầm vang khắp cả thành cổ. Là Thương Khung, ông ta đã thật sự khôi phục lại cảnh giới thiên võ. Bao giờ chúng ta mới được thăng cấp đây? Mấy lão bối ai cũng buồn bã, đặc biệt mấy lão già đang ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao, họ là người buồn nhất. Tu luyện đến chuẩn thiên đỉnh cao thì dễ nhưng muốn đột phá lên cảnh giới thiên võ lại khó như lên trời. Thương Khung đã xuất quan, vô cùng oai phong. Tiếng hét thê thảm cũng theo đó vang lên vì có rất nhiều người bị đánh. Lúc Thương Khung lên đến đỉnh núi nhà họ Triệu, chữ sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt. Thật ra người mà ông ta muốn đánh nhất là Triệu Bân. Đương nhiên ông ta không phải đến để đánh nhau, vì có đánh cũng không đánh lại được. Ông ta đến là để thăm Liễu Tâm Như, cô nhóc này là hạt giống tốt để tu luyện. Cảnh giới chuẩn thiên. Thương Khung nhìn thấy Liễu Tâm Như thì ngây ra. Không sai. Nàng thật sự đã là cảnh giới chuẩn thiên, khiếu ẩn là thứ không biết nói dối. Triệu Bân không nói gì, chỉ lặng lẽ gảy đàn. Việc Liễu Tâm Như thăng cấp lên chuẩn thiên đã nằm trong dự đoán của hắn. Sở dĩ như vậy là vì căn nguyên, huyết mạch tiên linh truyền thừa của nàng có sức mạnh bàng bạc, vì bị Phật độ hóa nên được thúc đẩy, sức mạnh được giải phóng, âm thầm đẩy tu vi lên cao. Không có gì tốt bằng việc có được một huyết mạch tuyệt vời. Thương Khung suýt xoa. Có vẻ như ông ta cũng đã nhìn ra được điểm mấu chốt. Thể tiên linh thật sự bá đạo, đó là món quà từ tổ tiên ban tặng. Ma tử đến sau cũng phải chật lưỡi. Người so với người đúng là tức chết người mà, thế này là mở bắp nữa à? Hắn ta còn đỡ, mấy lão già bị đả kích đến không ngóc đầu lên nổi, sống đến từng tuổi này rồi, khó lắm mới tu được đến cảnh giới chuẩn thiên. Cô nhóc này thì sướng quá, mới ra ngoài một chuyến, giờ quay về đã là chuẩn thiên rồi. Đúng là trai tài gái sắc. Rất nhiều người vuốt râu, nói với vẻ đầy cảm xúc. Nhân tài gặp nhân tài, thế mới xứng với phong độ của ai kia. Đùng, đùng, quỳnh. Mấy ngày sau đó, Thành Thiên Thu chẳng được yên tĩnh,
dị tượng liên tục xuất hiện. Cũng không biết gặp phải ngày tốt gì mà liên tục có người đột phá, không còn ai thăng cấp lên thiên võ nhưng số người đột phá chuẩn thiên lại không ngừng tăng lên, có già có trẻ, vô cùng náo nhiệt. Triệu Bân không ngừng nhìn lên trời, hắn cứ cảm thấy càn khôn đang biến đổi. Ma quân và ma hậu cũng xuất quan trong thời gian này, cả hai để kết luận như hắn. Thật sự là có biến hóa. Bọn họ cảm nhận không sai, Nguyệt Thần cũng cảm ứng được khá rõ. Có người đang tu sửa càn khôn ở thế giới trần tục, sự áp chế đang giảm dần. Vậy thì việc đột phá lên cảnh giới thiên võ cũng sẽ dễ dàng hơn. Cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn về hư không nơi xa xôi. Là kẻ quản lý của thế giới trần tục, chắc là ông ta đã tỉnh giấc. Cô ta mới khen đối phương được mấy ngày thì càn khôn đã ngừng biến đổi. Ngươi cứ lười biếng đi. Nguyệt Thần chửi thầm, cô ta có thể cảm nhận được đối phương lại ngủ say nữa rồi. Cơ mà nghĩ lại cũng thấy bình thường, càn khôn của thế giới phàm tục liên kết với hai thế giới của thần và tiên, nếu hai thế giới này có vấn đề, đương nhiên không thể sửa chữa được thế giới phàm tục, chỉ một câu thôi, thần tiên đánh nhau thì người phàm chịu trận. Tháng thứ ba, tiếng đàn của Triệu Bân bớt đi chút bị thương, thêm được chút vui vẻ cuối cùng liễu tâm như cứng để cùng tinh tác lại được một chút, đấy là dấu hiệu cực kỳ tốt. Tháng thứ tư, ma hậu mới xuất quan. Cô ta dùng bí pháp, khắc ấn lên linh hồn của Liễu Tâm Như. Cũng từ ngày hôm đó, tốc độ hồi phục của Liễu Tâm Như nhanh hơn khá nhiều. Ngày thứ năm, nàng đã mơ màng gọi được tên của Triệu Bân, trong ánh mắt như có nước mắt loang loáng. Vì bị Phật cưỡng chế độ hóa nên trí nhớ của nàng trắng xóa, như nằm mơ một giấc mơ rất lâu, rất xa xôi. Phải nhờ ma hậu dùng bí pháp thần bí của mình giúp nàng tẩy luyện thể phách. Hôm đó, bầu trời xuất hiện khải tượng, là khải tượng của thể tiên linh. Không phải vì tu vi tấn cấp, mà là huyết mạch thoát biến, sức mạnh được khai quật nhiều hơn. Triệu Bân vui mừng. Nguyệt Thần cũng mỉm cười. Trước đó, bởi vì Bát Nhã đảo lộn nhân quả nên lời chúc cửu thế tan tác. Bây giờ, Liễu Tâm Như dần dần hồi tỉnh, lời chúc cửu thế cũng quay lại rồi. Sau đó, lời nguyền của thần sẽ phải chịu đòn. Thế nhưng... họ vẫn chưa thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Đợi khi nào Triệu Bân thăng cấp lên thiên võ, họ mới có thể nhổ được thứ ung nhọt này. Tới tháng thứ sáu, Liễu Tâm Như khôi phục hẳn. Vì muốn phá chú vong thế mà Triệu Bân tốn rất nhiều công sức. Liễu Tâm Như vừa hồi tỉnh, hắn đã cắm đầu ngã xuống. Gảy đàn suốt 6 tháng trời ròng rã, tinh lực dù mạnh đến mấy cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Quá trình tuy rắc rối, nhưng kết cục vẫn tốt đẹp. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngày hôm đó, thành Thiên Thu tràn ngập không khí vui mừng. Thương Khung cũng không phải kẻ vô tình, cũng coi như có chút nhân tính. Hành trình của Triệu Bân quá vất vả, đi đến đâu cũng gặp cảnh sinh ly tử biệt. Nếu đến cả Liễu Tâm Như cũng không thể quay về, có lẽ hắn sẽ suy sụp lắm. Trải qua gian khó, cũng gặp nhiều khổ ải. Cuối cùng hắn cũng nhận được chút an ủi trong tâm hồn. Đỉnh núi của Triệu gia gần như trở thành cấm địa. Không một ai đặt chân tới. Dưới gốc cây, Triệu Bân nằm trên chân Liễu Tâm Như, ngủ một giấc yên ổn. Cô nhóc kia ôm lấy hắn mà lặng lẽ rơi nước mắt, người mà nàng yêu đã bạc trắng mái đầu rồi. Ta nguyện dùng 9 kiếp luân hồi đổi lấy một đời an khang cho hắn. Câu nói này được lặp đi lặp lại trong lòng Liễu Tâm Như không biết bao nhiêu lần. Đến cả thần linh như Nguyệt Thần cũng cảm thấy xúc động. Cô ta không biết thế gian này thực sự có luân hồi hay không. Nhưng lời thề nguyện mà Liễu Tâm Như đặt ngang với cửu thế, cõi âm đã ghi lại không thiếu nửa chữ rồi. Cũng có nghĩa là, lời chúc phúc này thực sự có hiệu lực. Nếu tình cảm không sâu đậm, Liễu Tâm Như cũng không dùng tính mạng của mình để cá cược. Vào đêm, Liễu Tâm Như đặt Triệu Bân lên đám mây, một mình leo lên đỉnh núi. Nàng đứng im ở đó, hấp thụ ánh sáng và ánh trăng từ bên ngoài, biến nó thành từng luồng khói sương vấn vít, tạo ra một thứ ý cảnh như mơ như ảo. Chính nàng cũng giống như vị tiên bước ra từ trong giấc mộng xa xôi, không nhiễm bụi trần. Gặp đúng lúc ma tử lướt qua, tiện thể đảo mắt nhìn lên đỉnh núi. Cái nhìn này khiến hắn ta sững sờ, bởi vì trên người Liễu Tâm Như còn có bóng hình thứ hai. Tuy chỉ một thoáng chớp nhoáng, nhưng hắn ta trông thấy rất rõ, đó cũng là một bóng dáng yêu kiều, trông khá giống Sở Vô Xương. Nhìn nhầm ư, ma tử lầm bầm, dụi mắt nhìn lại. Phen này thì chỉ còn một mình Liễu Tâm Như. Không biết đến ngày thứ mấy, Triệu Bân mới tỉnh dậy. Khung cảnh trên đỉnh núi của Triệu gia trở nên vô cùng ấm áp. Triệu Bân như một ông già lười biếng,
nửa tháng không thấy hắn xuống núi, hoặc là ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, hoặc ngồi dưới tán cây, hoặc sách dao khắc tượng gỗ, hoặc cầm bút vẽ tranh thủy mặc, vô cùng nhàn nhã. Vẫn không ai quấy rầy. Thành Thiên Thu có được ngày hôm nay đâu thể thiếu công lao của Triệu Bân. Bây giờ thiên hạ tạm thời thái bình, đâu thể không cho người ta nghỉ ngơi. Nửa tháng rồi, chẳng lẽ hắn ở nhà sản xuất trẻ con? Tiểu Vũ Linh khoanh chân ngồi trên mỏm đá, hai tay khoanh lại trước ngực, trông rất đáng yêu. Không ai đáp lại nó, ai cần làm gì thì làm nấy, nhưng mà tạo người ấy hả, chắc hẳn là không được đâu. Lão Tổ Thương Khung từng nói, trên người Triệu Bân có lời nguyền thần bí, không thích hợp để ấy ấy cùng Liễu Tâm Như. Tất cả mọi người đều tin là thật. Bao gồm cả Triệu Bân, hắn rất yên phận. Không ấy làm sao được. Nếu đổi lại là ngày khác, Nguyệt Thần sẽ chửi mắng Thương Khung. Nhưng lần này, dường như cô ta cũng không còn tâm trí đâu để xem đưa tin trực tiếp từ hiện trường nữa. Có lời nguyền quấn thân tuy không ảnh hưởng tới Triệu Bân lên giường, nhưng mệnh cách thiên sát cô tinh đã thành hình thì là chuyện khác. Nếu hắn dưỡng dục một sinh linh khác, nó sẽ được tai ách quấn lấy cả đời, chuyện này không thể đùa được. Nếu hắn đoạn tử tuyệt tôn thì không thể thiếu công lao của ngươi được. Nguyệt Thần liếc mắt lườm lời chúc của thần, mẹ kiếp, người hay quả lời chúc lại run rẩy, dường như thể hiện sự ủy này của nó. Đây chỉ là hiểu nhầm thôi, lại vào đêm Triệu Bân ngồi trên đỉnh núi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao. Liễu Tâm Như là một người vợ dịu dàng, nàng khoác cánh tay hắn, ngả đầu lên vai hắn. Cảnh tượng lãng mạn như thế, đừng nói là người của Thành Thiên Thu, đến cả người làm mẹ như Phù Dung cũng không nỡ quấy rầy. Lại một lần nữa, Triệu Bân trông thấy cửa ải thiên võ. Lần này hắn trông thấy chân thực hơn, đó là một cánh cửa khổng lồ cao chọc trời. Tiếc rằng tạm thời hắn chưa vượt qua được, vẫn cần cơ duyên và tạo hóa. Triệu Bân. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng gọi từ dưới chân núi. Đó là Đao Vô Ngân, giọng điệu có vẻ gấp gáp lắm. Triệu Bân lập tức hoàn hồn, lao xuống chân núi nhanh như cắt. Có thể khiến Đao Vô Ngân nóng ruột như vậy, chắc chắn Tiểu Bất Phàm gặp vấn đề rồi. Sự thật đúng như hắn đã dự đoán. Không chỉ Tiểu Bất Phàm gặp vấn đề, mà còn cả Kiếm Nam và những người khác. Có thể nói thế này, phàm là người chúng ma chú ám hắc ở Thành Thiên Thu đều gặp biến dị vào đêm nay. Biến dị gì thế, huyết mạch của họ thất thoát với tốc độ không chậm, cũng không có cách nào ngăn cản được. Thương Khung và các lão bối cũng đã tới. Người chúng bùa chú vẫn đang được phong ấn, nhưng không hiểu sao huyết mạch tiếp tục mất đi. Chắc hẳn kẻ hạ chú đang cưỡng chế cắn nuốt huyết mạch. Cứ với đà này, không cần mất quá nhiều thời gian, tất cả đều biến thành ngụy bí giả. Sắc mặt Triệu Bân cực kỳ khó coi. Ân chú trong cỗ quan tài hắc ngọc cuối cùng cũng hồi phục rồi sao? Lão ta đang điên cuồng báo thù. Tiểu Hữu, cứu con ta với. Đao Vô Ngân khẩn khoản bằng chất giọng khàn đặc. Những người có mặt ở đó đều hiểu được tâm trạng này, Tiểu Bất Phàm là tính mạng của ông ta. Ta sẽ cứu cậu ấy. Triệu Bân để lại câu này rồi quay người ra khỏi địa cung. Người của Thành Thiên Thu cũng không rảnh rỗi. Nhiều người được phái đi tìm rừng rậm huyết u. Ma chú hắc ám không khó phá giải, cứ tìm kẻ hạ chú rồi tiêu diệt lão ta là được, ấn chú này sẽ tự tiêu tán. Ngoài ra, nếu có một vị tiên, cũng có thể phá được cục diện nguy hiểm này. Tiếc rằng Thành Thiên Thu không có tiên, cho dù là ma hậu và ma quân ở trạng thái đỉnh cao nhất cũng chỉ là cấp bậc chuẩn tiên, cho dù hồng tước của đại hạ còn sống thì tu vi cũng chỉ đến vậy, không phải những vị tiên thực sự. Thế nên, chỉ có thể tìm kẻ hạ chú. Triệu Bân xuất hiện lần nữa, đã là ở đế đô của đại hạ. Dọc đường đi, hắn không gặp trở ngại nào, chạy thẳng tới ngự hoa viên. Từ đằng xa đã trông thấy một bóng người đi ra khỏi ngự hoa viên, đó là một thanh niên, mắt sáng như sao trời, tóc đen như thác để, nhưng sâu trong cốt tủy ẩn chứa ma sát, chỉ có thể luyện ra từ chiến trường. Trong từng cử chỉ hành động của người này lệ ra uy nghiêm của bậc vương giả. Hắn ta là Long Dương, anh trai của Long Phi, thái tử của Long Triều Đại Hạ. Trăm nghe không bằng một thấy. Long Dương nói, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp Triệu Bân, nhưng ngày nào cũng được nghe kể về truyền thuyết của Thánh tử Thiên Tông. Mắt nhìn người của em gái đúng là không tồi, ý trung nhân của em gái là một nhân tài nghịch thiên. Thế nhưng hồng nhan bạc mệnh, em gái không đợi nổi đến ngày nhân duyên mỹ mãn. Triệu Bân khẽ gật đầu, hắn cũng vậy, cũng là lần đầu gặp Long Dương. Long Phi giống Hoàng Phi, mà khí phách của Long Dương lại giống hệt Long Chiến, trong cốt tủy toát ra sự cương liệt, quang minh lỗi lạc, toàn thân lộ rõ chính khí. Long Dương đi tới đại điện của triều đường.
Phụ hoàng ngã xuống, hắn ta phải vực dậy bầu trời này. Ngự hoa viên, Long Chiến và Hoàng Phi đều ở đó. Hoàng Phi còn ổn, chứ sắc mặt của Long Chiến không còn chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn rỉ máu. Ông ta đã hao kiệt như ngọn đèn cạn dầu, một mình ông ta còn đứng không vững, muốn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm còn cần Hoàng Phi ở bên cạnh dìu đỡ. Ông ta đúng là một hảo hán. Nếu được phong ấn từ sớm, nếu chìm vào giấc ngủ sâu từ sớm, ông ta cũng không cần đau đớn như vậy. Nhưng ông ta không chịu. Ông ta là hoàng đế của đại hạ, dù chết cũng phải cương liệt đến cùng. Triệu Bân thoáng dừng chân, chắp tay hành lễ. Ta nên gọi ngươi là Cơ Ngân, hay nên gọi ngươi là Triệu Bân? Long Chiến mỉm cười yếu ớt, có vẻ như Hoàng Phi đã nói bí mật này cho ông ta. Trượng phu biến thành thế này, bà ấy cũng không nỡ giấu giếm nữa. Bất kể gọi tên nào, vãn bối cũng sẽ đáp lời, Triệu Bân mỉm cười đầy khiên cưỡng. Đêm hôm đó, Long Chiến bị phong ấn, do chính tay Hoàng Phi phong ấn. Triệu Bân kiểm tra một lượt, Hoàng Phi tạm thời an toàn, chỉ ít huyết mạch vẫn chưa mất đi. Đến Long Chiến còn có thể gắng gượng đối đầu, huống hồ là người có căn cơ mạnh hơn như Hoàng Phi Vũ Linh. Cho dù bị cắn nuốt huyết mạch, trong thời gian ngắn sắp tới, bà ấy cũng không biến thành ngụy bí giả. Nếu ngày nào đó ta cũng không còn nữa, mong ngươi giúp đỡ Long Chiến, Hoàng Phi khẽ nói. Ta còn, đại hạ còn. Năm chữ này, Triệu Bân nói rất chân thành. Hắn mắc nợ Sở gia, cũng mắc nợ hoàng tộc. Không có Long Phi dùng tính mạng hiến tế cũng sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Gọi là ân tình cũng được, gọi là đại nghĩa cũng được, hắn sẽ bảo vệ Long Triều đại hạ. Hắn bỏ đi, tới chỗ ở của Hồng Uyên. Không thấy Hồng Uyên. Theo hắn nghĩ, chắc hẳn Hồng Uyên đang đi tìm rừng rậm huyết u. Tuy Hồng Uyên không ở đây, nhưng Linh Lung đang ngồi uống trà trong đỉnh hóng mát. Đồ đệ của người đứng đầu thiên hạ nhưng trạng thái không ổn lắm, khỏi cần tra xét cũng biết huyết mạch của cô ta đang thất thoát, ngày này cuối cùng cũng đến. Không biết tại sao, đêm nay ánh mắt Linh Lung nhìn Triệu Bân có vẻ kỳ lạ, cứ thỉnh thoảng lại đảo mắt qua Triệu Bân, gặp phải ánh mắt của Triệu Bân thì hoảng loạn né đi. 3 tháng sau ta sẽ lại đến. Triệu Bân không nấn ná quá lâu, để lại lời dặn này rồi quay người rời đi. Nếu hắn tính toán không sai, 3 tháng sau, huyết mạch của Linh Lung sẽ cạn kiệt rồi chính thức diễn hóa thành ngụy bí giả. Hắn sẽ không giết Linh Lung, hắn sẽ cưỡng chế phong ấn cô ta. Thay ta hỏi thăm mẹ ngươi, sau lưng vọng lại lời nói khẽ khàng của Linh Lung. Được, Triệu Bân đáp lại rồi biến mất dưới ánh trăng. Sau lưng hắn, thần thái của Linh Lung khá hoảng hốt. Long Chiến biết bí mật thì cô ta cũng được thông báo. Cơ Ngân của Thiên Tông là Triệu Bân của Thành Vong Cổ. Cô ta không thể nào ngờ được, những gì mình trông thấy từ đầu đến cuối là một vở kịch. Cô ta càng không ngờ được, tiểu võ tu đã liều mình bảo vệ cô ta vào cái đêm cô ta cải lão hoàn đồng sẽ dùng một tư thế khác để đứng trước mặt cô ta. Đời người như vở kịch, quả đúng không sai. Sở ra, Triệu Bân tiến vào như một u linh. Sở ra cũng có khá nhiều người chúng bùa chú, hắn kiểm tra từng người một. Cứ 10 người thì có 8 người đang mất dần huyết mạch. Khi hắn tìm thấy nữ soái, Sở Lam đang đứng trên cầu ngắm nhìn bầu trời. Tìm rừng rậm huyết u như tìm kim đáy bể, nhưng có lẽ tà niệm của Hồng Tước sẽ có cách. Sao nửa đêm lại tới đây, nữ soái quay đầu nhìn hắn. Một kiếp nạn lớn đã bắt đầu rồi, Triệu Bân nói rồi chỉ tay vào mi tâm của Sở Lam, một tia hồn lực chảy vào, tìm thấy tà niệm của Hồng Tước một cách chuẩn xác, nó bị Sở Lam đè nén tới chỗ sâu nhất trong linh hồn. Đó là một gương mặt quỷ, trông giống hệt Hồng Tước, nhưng vô cùng méo mó. Nhìn thần sắc của nó dữ tợn và đáng sợ như lệ quỷ, nếu không phải vì Triệu Bân, nó cũng không rơi vào hoàn cảnh này. Nói cho ta biết rừng rậm huyết u ở đâu, ta sẽ cho ngươi tự do, Triệu Bân điềm tĩnh. Trên thực tế, đây là một lời khoác lác. Hắn không thể trả tự do cho tà niệm của Hồng Tước, bởi vì nó là tà niệm, đã hòa cùng linh hồn của nữ soái làm một. Cưỡng ép tách hai bên ra chẳng khác nào giết Sở Lam, nếu có thể tách được thì đâu cần đợi hắn, e là Hồng Uyên đã làm từ lâu rồi. Tất nhiên, nếu tà niệm của Hồng Tước tự ra ngoài thì là chuyện khác. Nhưng theo hắn thấy, tà niệm không ngốc đến mức tự chạy ra ngoài là chết. Mà cơ thể của nữ soái là nơi tránh nạn của nó, muốn nhắm vào nó ư. Trừ phi hắn muốn Sở Lam chết. Tà niệm không đáp lời Triệu Bân, chỉ nở nụ cười dữ tợn. Triệu Bân không chịu bẻ cuộc, bắt đầu dùng chiêu lừa gạt dụ dễ, nói một đống lời ngon tiếng ngọt tiếc thay, nói với tà niệm của Hồng Tước cử như nước đổ đầu vịt.
Về rừng rậm huyết u, nó tuyệt đối không nhắc nữa lời. Bất đắc dĩ, Triệu Bân đành thu tay về. Khi Triệu Bân rời khỏi phủ đệ Sở ra thì trời đã khuya. Hắn như một u linh thường xuyên lui tới đủ mọi ngóc ngách trong đế đô để kiểm tra những người bị yểm trú. Sau khi kiểm tra thì sắc mặt của hắn càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Hơn 3 phần trong số đó đều đã biến thành ngụy bí giả. 6 phần còn lại thì huyết mạch đều đã bị hút mòn. Còn lại chưa đến 1 phần cũng chỉ là vấn đề thời gian, ân chú gần như đã sắp khôi phục, thảm họa đã sắp bắt đầu, với sự hiểu biết của hắn về ân chú thì đó nhất định sẽ là một cuộc trả thù đẫm máu. Hửm. Đi tới một nơi, hắn đột nhiên dừng chân, ánh mắt chợt lóe lên, bất giác nhìn xuống dưới chân mình. Dưới lòng đất có người. Chính xác mà nói thì ở trong đại địa linh mạch có người. Hắn chắc chắn đó không phải là Hoàng Phi Vũ Linh cũng không phải người của hoàng tộc. Khí tức không rõ ràng khiến cho hắn không khỏi cau mày. Nói cách khác, có kẻ thù đã lẻn vào đại địa linh mạch. Không cần suy nghĩ nhiều thì hắn đã xoay người đi vào trong ngõ, tìm đến tiểu viện nhỏ trước kia rồi đi xuống thông đạo. Người của thi tộc. Còn chưa tới đại địa linh mạch thì Triệu Bân đã nhận ra khí tức của đối phương. Chắc chắn là người của thi tộc, hắn đã quá quen với khí âm minh của đối phương. Khi vừa đến lối vào thì hắn liền núp vào một chỗ để quan sát. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một kẻ áo đen đang khoanh chân ngồi trong đại địa linh mạch điên cuồng hấp thụ đại địa tinh nguyên. Chính xác là người của thi tộc. Chính xác mà nói thì đó là một ngụy bí giả thi tộc. Cảnh giới thiên võ. Triệu Bân lẩm bẩm, nhất thời cau mày. Hắn thật sự đã xem thường thi tộc, ngoại trừ tứ đại thi tổ thì lại còn một cường giả thiên võ thứ năm. Sau khi quan sát một lúc hắn mới nhận ra manh mối, cường giả thiên võ của thi tộc này so với tứ đại thi tổ còn lớn hơn, tức là ở rất lâu trước kia thì vị thi tổ cảnh giới thiên võ này đã bị ân chú ám toán. Chuyện này cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng là, lão ta dám hành động ngay tại đây. Đã là ngụy bí giả thì chắc chắn đã bị ân chú khống chế, bên ngoài là cường giả thiên võ thi tộc đang hấp thụ đại địa tinh nguyên, nhưng kỳ thật là ân chú đang thông qua người này để hấp thụ đại địa tinh nguyên. Lão ta thật sự biết chọn thời điểm, biết Hồng Nguyên không có ở đây cho nên mới dám lộng hành như vậy. Ai? Kẻ áo đen đột nhiên mở mắt ra, ngay lập tức đứng lên. Đáp lại lão ta chỉ có tiếng kiếm ngân, Triệu Bân đã thi triển thuấn thân tuyệt sát. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Thuấn thân tuyệt sát của Triệu Bân không thể chém được đầu của đối phương, trong nháy mắt bên ngoài cơ thể của kẻ áo đen đã nổi lên một tầng ánh sáng trắng, đây hẳn là ánh sáng vô lượng. Khi gặp tuyệt sát thì sẽ tự động hiển hóa đỡ đòn. Triệu Bân, kẻ áo đen phi thân ra phía sau, đã thấy rõ đó là ai. Lão ta bị ân chú khống chế, lời nói của lão ta cũng chính là lời nói của ân chú, thần thái của lão ta cũng chính là thần thái của ân chú, con người của lão ta lúc này đang đỏ ngầu dữ tợn như ác quỷ, đúng là oan ra ngõ hẹp, đi đâu cũng có thể gặp được tên sát tinh này. Vèo, Triệu Bân áp sát, tung ra một quyền đánh ngã kẻ áo đen. Kẻ áo đen có nội tình hùng hậu, cũng tung ra một quyền đối kháng, tất nhiên trên đường quyền của lão ta cũng được ánh sáng vô lượng bao phủ, quyền uy của Triệu Bân đã bị ánh sáng vô lượng hóa diệt. Hôm nay ta sẽ phá hủy đại địa linh mạch. Kẻ áo đen cười gằn, dùng kiếm chém vào gốc của linh mạch. Triệu Bân nhanh như chớp thêm vào thiên lôi, huyền hoàng khí cùng lực minh hôn vào kiếm Long Uyên, ngay khi kiếm của kẻ áo đen chém xuống đại địa thì đã bị kiếm Long Uyên của Triệu Bân đánh bay. Hắn đột nhiên nhướng mày bởi vì đường kiếm của hắn đã chém thủng áo giáp ánh sáng vô lượng của đối thủ, chém ra một vết thương đẫm máu trên ngực lão ta. Điều này khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Ân chú đang khống chế ngụy bí giả cũng ngạc nhiên. Vì muốn cướp đoạt đại địa tinh nguyên mà lão ta đã không tiếc cho ngụy bí giả sử dụng ánh sáng vô lượng ngưng tụ thành áo giáp vô lượng, áo giáp này vô cùng cứng rắn, sức mạnh bình thường không thể nào phá vỡ được. Bây giờ nó lại bị Triệu Bân một kiếm chém rách khiến cho lão ta không thể không cảm thấy kinh hãi. Keng, keng. Kẻ áo đen kinh ngạc trong chốc lát rồi tiếng kiếm ngân lại vang lên. Triệu Bân nhất tâm nhị dụng, dùng thiên lôi hóa kiếm quang, dùng huyền hoàng khí hóa kiếm khí, một trái một phải chém ra công phạt. Keng, keng. Tiếng kim loại va chạm không phân biệt trước sau vang lên. Bất luận là thiên lôi kiếm quang hay huyền hoàng kiếm khí đều chỉ có thể tạc ra bên ngoài thân của kẻ áo đen một đám lửa, không thể chém rách áo giáp vô lượng được nữa. Ánh mắt Triệu Bân lóe lên, lực minh hôn ngưng tụ thành một tia sáng phóng thẳng tới. Lực minh hôn quả nhiên có tác dụng, một kích xuyên thủng áo giáp vô lượng khiến cho thân thể của kẻ áo đen bị khoét ra một lỗ máu.
Quả nhiên, Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng. Ba loại công phạt hắn đều đã thử qua cho nên đã có thể xác định lực minh hôn khắc chế ánh sáng vô lượng. Vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Nguyệt thần cũng đồng ý với hắn. Ánh sáng vô lượng còn được gọi là ánh sáng công đức, được tạo ra từ công đức. Còn lực minh hôn được tạo ra từ khế ước âm dương, chính là sức mạnh của tình yêu. Đều là những tồn tại hư ảo, có thể khắc chế lẫn nhau. Sao có thể như thế được, ân chú nghiến răng nghiến lợi. Lão ta từng nghĩ ánh sáng vô lượng không có sơ hở. Vì vậy cho nên lão ta đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết để luyện ra nó. Kết quả nó vẫn có thể bị khắc chế. Keng! Triệu Bân như một u linh cầm kiếm lướt tới chém giết. Kẻ áo đen tung ra một trường đẩy lui Triệu Bân, sau đó lại vung kiếm chém vào gốc đại địa linh mạch. Lão ta nhất định phải phá hủy đại địa linh mạch, phá hủy vận khí của Triều Long Đại Hạ. Di thiên hoán địa. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng rồi đổi vị trí với kẻ áo đen. Kẻ áo đen đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống. Cũng chính vào lúc này Triệu Bân đã vung kiếm chém trả, kiếm uy nghiền nát kinh thiên động địa. Phụt! Huyết quang ngay lập tức hiện ra. Triệu Bân đã chém nứt một tay của kẻ áo đen. Lão ta còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy thiên lôi kiếm quang cùng huyền hoàng kiếm khí chém tới nhắm thẳng vào vết rách trên áo giáp vô lượng, một chiêu này suýt nữa đã chém lão ta chết ngay tại chỗ. Thể ánh sáng! Triệu Bân lạnh lùng quát lên, không cho đối phương có cơ hội nghỉ thở. Thể ánh sáng vô cùng chói chang, không chỉ làm kẻ áo đen bị chói mắt mà còn làm cho ân chú bị mất tầm nhìn, tinh thần hốt hoảng. Triệu Bân còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên khó chịu của lão ta. Ngươi không thể ngăn cản ta được đâu. Kẻ áo đen gầm giống, thân thể trong nháy mắt phồng lên. Hiển nhiên là lão ta đang định tự nổ, chính là ân chú đang khống chế lão ta tự nổ. Định! Triệu Bân phất tay dán bùa chú lên người kẻ áo đen. Đó là bùa định thân cấp cao, cho dù không có tác dụng với cường giả thiên võ bình thường nhưng đối với ngụy bí giả thiên võ thì vẫn có thể miễn cưỡng trói buộc. Dù sao bọn họ cũng không có ý thức thanh tỉnh, không khác gì một con rối. Nhưng ngay cả bùa định thân cấp cao cũng không kìm giữ được bao lâu. Nhưng cho dù chỉ kìm giữ được vài giây cũng được. Chỉ cần như vậy cũng đã đủ cho Triệu Bân chấp được thời cơ hắn đâm tới một kiếm xé giá xuyên thủng thắt lưng của kẻ áo đen, phá hủy đan hải của lão tại cũng hủy đi ma chủ ám hắc. Không còn ma chủ ám hắc thì ân chú cùng không còn có thể khống chế được ngụy bé giả, tất nhiên ma chủ bị hủy thì ngụy bí giả cũng tăng thân. Ngụy bí giả là người của thi tộc cho nên hắn cũng không đau lòng. Phụt! Ân chú hộc máu, trở tay không kịp. Thánh tử Thiên Tông không chỉ là sát tinh mà còn là khắc tinh của lão ta. Đi đâu? Triệu Bân bay lên không trung, vung tay lên hư không. Kẻ áo đen mặc dù đã táng thân nhưng ánh sáng vô lượng vẫn còn và đang muốn bỏ chạy. Vật của lão phu mà ngươi cũng dám động vào sao? Ân chú hừ lạnh một tiếng sau đó liền kết ấn niệm chú. Ánh sáng vô lượng lập tức biến mất vào hư không, tay của Triệu Bân chỉ có thể bắt vào khoảng không. Đế đô về đêm có chút quạnh quẽ. Khi Triệu Bân ra khỏi đại địa linh mạch thì trên đường không có một bóng người. Hắn khoác hắc bào đi lại trong bóng đêm, muốn xem xét quanh đây có còn ngụy bí giả thiên võ hay không. Nhưng hắn không tìm thêm được kẻ thứ hai nào. Có lẽ ân chú chỉ phái một người tới đây. Hoặc là do đạo hạnh của hắn quá thấp cho nên không thể tìm ra được tung tích. Dưới ánh sao sáng, hắn rời khỏi đế đô. Trước khi đi hắn còn để lại một ít phân thân ở đại địa linh mạch. Nếu như hắn đã biết ân chú định phá hủy đại địa linh mạch thì hắn không thể không đề phòng. Thiên Tông đêm nay cũng yên tĩnh lạ thường. Khi hắn khai triển cảm chi lực rộng ra, hắn phát hiện có rất nhiều khí tức quen thuộc đã biến mất. Hiển nhiên Thiên Tông cũng giống như đế đô, có rất nhiều người đã bị biến thành ngụy bí giả, cũng có rất nhiều người bị phong ấn. Chỉ cần tùy tiện chọn ra một người thì thân phận cũng không tầm thường, đều nắm giữ những vị trí quan trọng trong Thiên Tông. Cho nên, một khi ân chú thẳng tay thì đại hạ thật sự có thể rơi vào trạng thái tê liệt. Hắn đi lên đỉnh núi của trưởng giáo. Dương Huyền Tông đang ngồi trong đình nghỉ mát pha trà. Huyết mạch của trưởng giáo Thiên Tông cũng đã bị hút mòn. Ngồi, Dương Huyền Tông nhẹ nhàng mỉm cười nói rồi tự mình rót một tách trà cho Triệu Bân. Ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân hôm nay ngoại trừ thể hiện sự vui mừng còn thể hiện sự khiếp sợ. Nếu như Triệu Bân đoán không sai thì Hoàng Phi cũng đã nói cho ông ta biết bí mật. Quả nhiên, ông ta cũng đã biết thân phận thật sự của Triệu Bân. Hai người dường như rất hiểu ý nhau, không ai cố ý nhắc đến chuyện này, chuyện đã xảy ra rồi có nhắc lại cũng vô nghĩa,
Dương Huyền Tông lúc này dường như chỉ cảm thấy rất cảm khái. Lúc này Triệu Bân phóng ra căn nguyên huyết mạch đẩy vào trong cơ thể Dương Huyền Tông. Hắn muốn dùng căn nguyên huyết mạch cảm giác tìm ra vị trí của kẻ thi chú. Đáng tiếc cách này không thành công. Sau ba tách trà hắn mới xoay người rời đi. Đến một góc của ngọn núi, hắn tình cờ gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là Liễu Như Nguyệt. Sau nhiều ngày không gặp, tu vi của cô ta đã tiến bộ rất nhiều. Triệu Bân đi qua không nói lời nào. Triệu Bân. Sau lưng hắn, Liễu Như Nguyệt gọi với theo, hai mắt đã nổi lên một tầng hơi nước. Phong tình thủy cũng không có tác dụng lâu dài với tất cả mọi người, cô ta đã khôi phục được trí nhớ. Triệu Bân không trả lời, đi càng lúc càng xa. Liễu Như Nguyệt tự cười nhạo bản thân, vô cùng hối hận về những gì đã xảy ra năm đó. Nguyệt thần có thể hiểu được, nếu năm đó không có hôn lễ thay xà đổi cột mà Liễu Như Nguyệt gây ra thì cũng sẽ không có Triệu Bân của ngày hôm nay, chuyện này đến tột cùng cũng không thể phân định đúng sai. Nhưng dù nói thế nào thì Liễu Như Nguyệt cũng đã khiến cho Triệu gia mất hết mặt mũi. Bây giờ Triệu Bân không muốn để ý đến cô ta cũng là chuyện thường tình. Triệu Bân xuất hiện trở lại ở đỉnh Tử Trúc. Đã lâu hắn không về đây, đỉnh núi này đã trở nên hoang vắng đến đáng sợ. Có trưởng lão đi ngang qua nhìn thấy đều nhìn không được phải thở dài một tiếng. Ngày xưa đỉnh Tử Trúc có một sư hai đồ, hiện giờ chỉ còn lại một mình Cơ Ngân, sư phụ táng thân, sư tỷ thành ngụy bí giả, ngẫm lại đều khiến cho người ta vô cùng bi thương. Triệu Bân đốt hương cho Vân Yên. Dưới gốc cổ thụ quen thuộc, hắn ngồi lặng lẽ thiếp đi. Đêm nay như dài hơn bao giờ hết. Đêm nay cũng không bình yên. Trên lãnh thổ đại hạ có rất nhiều nơi nhuộm đỏ máu tươi, từ các tòa thành cổ cho đến trấn nhỏ xa xôi, thậm chí là rừng rậm sơn thôn đều xảy ra huyết án, có rất nhiều người táng thân, máu tươi toàn thân bị hút sạch. Đây tất nhiên là kiệt tác của huyết ma. Ngoài ra còn có một ngụy bí giả đáng sợ khác, ân chú trong quan tài Hắc Ngọc đã liên thủ với huyết ma, lợi dụng bóng tối gây ra vô số huyết kiếp, ngoại trừ một số tòa thành cổ đặc biệt thì không có nơi nào thoát được. Bọn chúng tới như u linh, xuất quỷ nhập thần. Đợi cường giả đại hạ tới thì đã sớm không còn thấy bóng dáng. Minh thương dễ tranh ám tiễn khó phòng, không người nào biết rừng rậm huyết u ở đâu, cũng không có người nào biết nơi ẩn thân của huyết ma. Chỉ biết hai thế lực này đang muốn nhấn chìm đại hạ. Vào một đêm yên tĩnh, Triệu Bân leo lên một đỉnh núi. Hắn cũng giống như đại hạ Hồng Uyên, suốt ngày đều bôn ba bên ngoài tìm huyết ma cùng ân chú. Hai mối họa này ngày nào không nhổ tận gốc thì ngày đó đại hạ không được yên ổn, đáng tiếc đến nay hắn vẫn chưa tìm được. Rốt cuộc thì bọn chúng đã trốn ở đâu? Triệu Bân lẩm bẩm, cảm thấy khá bất lực. Tìm theo cách này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hửm. Trong khi phóng tầm mắt quan sát bốn phương thì Triệu Bân lại đột nhiên cau mày. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên linh cảm có chuyện xấu sắp xảy ra. Linh cảm của hắn bắt đầu trở thành sự thật ngay sau đó, tuổi thọ của hắn lại đột nhiên bị mất đi. Sao có thể như thế được? Triệu Bân cau mày, ngay lập tức nội thị khí lực. Tuổi thọ của hắn đang mất đi càng lúc càng nhanh. Nếu như là ngày thường thì hắn vẫn sẽ bình tĩnh, nhưng bây giờ thì khác, tuổi thọ của hắn đã không còn được bao nhiêu. Nếu như cứ tiếp tục mất đi như vậy thì không tới nửa canh giờ hắn sẽ khô héo mà chết một cách vô cùng khó coi. Ngoài hắn ra thì ngươi là người đầu tiên khiến ta phải dùng đến táng mệnh pháp này. Một tiếng cười lạnh như băng đột nhiên vang lên bên tai Triệu Bân giống như thanh âm vọng đến từ địa ngục. Hai mắt Triệu Bân khẽ nheo lại, hắn có thể nhận ra được giọng nói này, đó là giọng nói của vua huyết ma, huyết tôn. Nhưng cảm chi lực của hắn không thể tìm ra được huyết tôn ở nơi này. Hiển nhiên huyết tôn không có ở đây mà đang ẩn thân ở một nơi khác ám toán hắn. Hắn chưa bao giờ nghe qua táng mệnh pháp, bây giờ chúng chiêu thì hắn mới ít nhiều hiểu được đây là một loại bí pháp lưỡng bại câu thương, không cần nhìn thấy cũng biết tuổi thọ của huyết tôn cũng đang bị hút mòn giống như hắn, mục đích của lão ta cực kỳ rõ ràng, lão ta muốn sinh mệnh của hắn khô kiệt. Nhưng hắn không hiểu, huyết tân rõ ràng không có ở đây, sao là ta có thể thi triển bí pháp này được? Chẳng lẽ huyết tên lại có thể khiến cho hai người cách xa nhau liên hệ cùng một chế. Nếu như vậy thì quá dọa người. Trên thực tế, trên người hắn đã có ấn ký của huyết tiên. Ấn ký này chính là cơ sở để huyết tôn thi triển táng mệnh pháp. Tuy là lưỡng bại câu thương, nhưng với tuổi thọ dồi dào của huyết tôn thì hoàn toàn có thể thoải mái khiến cho tuổi thọ của Triệu Bân khô kiệt. Chuyện này khó giải quyết. Thấy vậy, Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu. Phàm giới càng lúc càng có thêm nhiều nhân tài, một tiểu huyết ma cũng có thể thi triển táng mệnh pháp. Trên đỉnh núi,
Triệu Bân đã khoanh chân ngồi xuống. Tuổi thọ của hắn vẫn đang mất đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đã đánh giá thấp Huyết Tôn, không ngờ lão ta chẳng những có chiến lực khủng bố mà còn thông hiểu bàng môn tà đạo, táng mệnh pháp này hắn chưa từng nghe nói qua, không biết gì về huyền cơ bên trong mà cũng không biết phải phá giải như thế nào. Tai họa ập đến bất ngờ khiến cho hắn trở tay không kịp. Tuổi thọ mất đi khiến cho khí huyết của hắn cũng tuột dốc nhanh chóng. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi đan hải. Nó cũng lo lắng chạy vòng quanh Triệu Bân. Ta suýt nữa đã quên mất ngươi. Nguyệt Thần liếc nhìn, ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Kỳ Lân không phải là thú cảnh, bản lĩnh của nó vô cùng lớn. Đừng lại gần ta. Triệu Bân nói, hắn sợ Tiểu Kỳ Lân cũng bị ảnh hưởng. Tiểu Kỳ Lân không ngừng gầm gừ, nó như biến thành một con chó nhỏ ngửi tới ngửi lui khắp người Triệu Bân. Nguyệt Thần đoán không sai. Tiểu thánh thú này rất bất phàm, tuy Triệu Bân không tìm ra manh mối nhưng nó thì có, tuy Triệu Bân chưa từng nghe qua táng mệnh pháp nhưng trong trí nhớ truyền thừa của Tiểu Kỳ Lân thì vẫn có ấn tượng dù mơ hồ. Ngao hú, chỉ nghe nó giống lên một tiếng rồi liền cắn xuống một miếng thịt trên vai Triệu Bân. Chính xác mà nói thì nó đã cắn ra một khối khí đen thui trên vai Triệu Bân. Triệu Bân cau mày nhìn nó. Hắn có thể nhìn ra được đó là một ấn ký biến hóa không lường. Chẳng qua được hiện hóa qua dạng khí. Nhưng hắn không nhớ Huyết Tôn đã để lại ấn ký trên người hắn từ lúc nào, chẳng lẽ trong lúc đại chiến lần trước. Trên người hắn có ấn ký nhưng hắn lại không hề phát hiện. Huyết Tôn rất biết lựa chọn thời điểm, thừa dịp tuổi thọ của hắn không còn nhiều liền sử dụng táng mệnh pháp với hắn. Bên này, Tiểu Kỳ Lân đã nuốt khối khí màu đen vào bụng. Sau đó khối khí đen lại biến thành ấn ký màu đen trên bụng nó. Sau đó ấn ký màu đen kia lại chậm rãi khắc chặt vào thân thể nó. Nhổ ra, Triệu Bân vội vàng nói. Tiểu Kỳ Lân chỉ kêu ngao ngao một tiếng nhưng chưa nghe theo. Nó như một con chó săn nhỏ ngồi chồm hổm, hai mắt sáng rực. Không phải muốn tuổi thọ sao? Nó sẽ thay Triệu Bân hút chết đối phương. Như vậy cũng được sao? Triệu Bân sửng sốt, dường như đã biết Tiểu Kỳ Lân đang làm gì. Hắn đã đánh giá thấp Huyết Tôn, cũng đã đánh giá thấp tên nhóc này. Bản lĩnh của nó rất lớn. Hửm. Huyết Tôn không biết đang ẩn thân ở đâu, ánh mắt hơi nhíu lại. Ấn ký táng mệnh của lão ta dường như đã không còn ở trên người Triệu Bân nữa. Nhưng tuổi thọ của lão ta vẫn đang hao mòn, trong khi sinh khí của đối phương lại vô cùng dồi dào. Chết tiệt. Đó là Kỳ Lân. Trong khoảnh khắc, Huyết Tôn đã nhận ra đối phương là ai. Sinh cơ mãnh liệt thế này rõ ràng là của thánh thú. Chính là Kỳ Lân đang thay Triệu Bân tranh đoạt tuổi thọ. Chuyện này vô cùng đáng sợ. Kỳ Lân không phải là loại thú bình thường, nó là thánh thú cho nên tuổi thọ của nó cực kỳ dài. Cho dù chỉ là một con Kỳ Lân non nhưng tuổi thọ cũng vô cùng nhiều, lão ta không thể sánh được với nó. 8.000 năm trước lão ta đã dùng bí pháp này để chống lại ma quân, lúc đó lão ta cũng đã tổn hại rất nhiều tuổi thọ, bây giờ lão ta lại phải chống lại Kỳ Lân thì kẻ chết trước chắc chắn sẽ là lão ta. Cẩn thận mấy cũng có sai sót. Lão ta nghiến răng nghiến lợi, quả thật đã xem nhẹ trí nhớ truyền thừa của Kỳ Lân. Dòng dõi của thánh thú rất bí ẩn, không ngờ bọn chúng cũng có nghiên cứu qua táng mệnh pháp. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân lại kêu lên một tiếng, sau đó há miệng hút ba giọt máu của Triệu Bân. Ba giọt máu này cũng biến thành ấn ký khắc lên ấn đường của nó. Nó là một bí văn cổ xưa, ngay khi bí văn thành hình thì Tiểu Kỳ Lân đã phát sáng, ánh mắt lóe lên hung quang. Cả thân hình rực lửa. Nó cùng thi triển bị pháp khác chuyên nhằm vào tảng mệnh pháp. Huyết Tôn không khỏi kêu rên, vốn đã khó chịu bây giờ lại càng thê thảm. Phá, lão ta nghiến răng nghiến lợi cắt đứt liên hệ. Táng mệnh pháp tuy rất hữu dụng nhưng không thể đột ngột phá vỡ liên hệ giữa hai bên, nếu không sẽ bị phản phệ dữ dội. Lão ta bây giờ chính là ví dụ tốt nhất, chẳng khác nào bị kẻ thù hung hăng chém một kiếm, võ hồn bị trọng thương. Nhưng bị phản phệ còn tốt hơn mất mạng. Kỳ Lân quá mạnh, không thể không biết sợ. Nguyệt Thần thổn thức, tiểu huyết ma kia chắc chắn không ngờ mình đã tự đào hố chôn mình. Lão ta đường đường là cường giả chuẩn tiên, chỉ cần xuất hiện rồi đường hoàng giết chết Triệu Bân là được, còn đi dùng táng mệnh pháp để lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên ngẫm lại thì cũng không có gì lạ. Giờ phút này Huyết Tôn dường như không có thời gian để ý tới Triệu Bân. Lão ta đang chơi một ván cờ lớn hơn. Trong khoảng thời gian này không rảnh để ý đến hắn cho nên lão ta mới dùng táng mệnh pháp, vốn tưởng rằng sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt Triệu Bân, không ngờ lại bị Tiểu Kỳ Lân gây ra biến cố. Ngao hú!
Tiểu Kỳ Lân khoái chí nhảy qua nhảy lại. Luận chiến lực thì nó còn kém xa so với huyết tôn, nhưng luận tuổi thọ thì có ba huyết tôn cộng lại cũng không bằng nó, muốn đấu tuổi thọ với thánh thú Kỳ Lân chẳng khác nào châu chấu đá xe. Đa tạ. Triệu Bân lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Chỉ trong vài phút mà tuổi thọ của hắn đã gần như cạn kiệt, hắn chỉ còn sống nhiều nhất không quá một năm. Cũng may hắn có Kỳ Lân. Nếu không thì hắn đã chết vì tuổi thọ khô kiệt. Sáng sớm, Triệu Bân đã xuống núi. Hắn đã già hơn trước, khí huyết mặc dù mênh mông nhưng đã có xu hướng tuột dốc. Ngoài ra, các phân thân mà hắn để lại ở đại địa linh mạch cũng đã táng diệt vì hắn mất đi tuổi thọ. Lão ta thật sự không có thời gian để tâm đến ta sao? Trên đường đi, hắn liên tục lẩm bẩm. Với tu vi cùng chiến lực của huyết tôn thì hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn, nhưng cho đến nay lão ta vẫn chưa đến tìm hắn. Điều này chứng minh huyết tôn chưa thể ra khỏi nơi mà mình đang ẩn thân, cho nên lúc này mới phải dùng táng mệnh pháp nhắm vào tuổi thọ để ám toán hắn. Chỉ có điều đối phương đã xem nhẹ Kỳ Lân. Đã không trộm được gà còn bị mất nắm gạo, bây giờ lão ta chắc chắn đang gặp phản phệ dữ dội. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng là huyết tôn ẩn thân không chịu ra, chắc chắn còn đang che giấu âm mưu lớn khác. Còn có ân chú trong quan tài Hắc Ngọc đang ẩn thân trong rừng rậm huyết u chắc chắn cũng đang chuẩn bị cho một âm mưu đẫm máu. Tìm. Vẫn phải tiếp tục tìm. Các cường giả đại hạ khác cũng đang hành động giống như hắn. Quân ám ảnh cũng đều đã được phái ra ngoài, do thám thành thiên thu cũng đều không nhàn rỗi, đi khắp thiên hạ tìm kiếm. Màn đêm lại buông xuống. Triệu Bân tiến vào một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Thật trùng hợp, huyết ma cũng đã lẻn vào đây đêm nay. Ta tìm các ngươi thật lâu. Triệu Bân ẩn mình trong bóng tối, thông qua đại địa linh chú cảm nhận tứ phương. Có bao nhiêu huyết ma đến đây, tu vi của bọn chúng cao bao nhiêu, hắn đều có thể cảm nhận được. Nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận thì hắn thấy đó cũng không hẳn là huyết ma, nói đúng hơn thì chúng là con rối máu của huyết ma, do huyết tôn thi triển bí pháp quỷ dị dùng máu tươi biến thành con rối. Trong khi hắn đang nói thì đám rối máu đã tản ra. Cho dù bọn chúng đều là con rối nhưng tu vi cảnh giới cũng không hề thấp. Có ý thức tự chủ. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, hai mắt nheo lại. Huyết tôn có thủ đoạn thật ghê gớm, còn có thể tạo ra những con rối có ý thức tự chủ. Thảo nào năm xưa ngay cả ma vực cường đại cũng bị dòng dõi huyết ma đánh đến tê liệt. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến đám con rối máu này thì cũng đã đủ ghê tởm. Giết! Con rối máu cầm đầu nhe răng cười, hạ lệnh chu diệt. Hắn ta vừa dứt lời thì đã thấy một mũi tên sấm sét từ trong bóng tối bắn ra. Đó tất nhiên là mũi tên do Triệu Bân bắn ra. Cảnh tượng tiếp theo đã xác nhận rõ phán đoán của hắn. Đám con rối máu này thật sự có ý thức tự chủ, vừa nhìn thấy con cầm đầu bị giết thì đã tản ra bỏ chạy. Đi đâu? Triệu Bân ẩn thân vào trong bóng tối, liên tục giương cung cài tên. Những mũi tên sấm sét vô song liên tục được bắn ra. Huyết quang ngay lập tức hiện ra. Mấy chục con rối huyết ma đã liên tiếp bị bắn diệt. Khi còn lại hai con rối máu cuối cùng, Triệu Bân mới thu tay lại, từ trong bóng đêm phóng ra như một tia chớp, phất tay chém ra trụ tiên quyết chém bay con rối máu thứ nhất, sau đó con rối lại bị hắn dùng chín lá bùa mạnh mẽ phong ấn. Khi xé chiếc áo choàng đen của con rối xuống thì hắn không khỏi sừng sốt. Diện mạc của con rối này trong y hệt đại thiên sự của Nhật Quốc, khí tức cũng có vài phần tương tự, như vậy con rối này đã được làm từ máu của đại thiên sư Nhật Quốc. Chuyện này thật đáng sợ. Chỉ cần dùng máu tươi mà đã có thể luyện ra con rối mạnh thế này sao? Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức đặt tay lên đỉnh đầu con rối để soát hồn. Tất nhiên trước khi Triệu Bân có thể tìm ra bí mật mà mình muốn thì con rối máu đã nổ tung thành vũng máu, hiển nhiên trên người con rối máu đã được khắc một loại cấm chế quỷ dị, chỉ cần gặp soát hồn thì sẽ tự hủy. Một lần nữa Triệu Bân không thể không trầm trồ khen ngợi huyết tôn. Kẻ từng đối chiến ngang ngửa với ma quân quả nhiên không hề tầm thường. Vèo. Hắn lại biến mất, đuổi theo con rối huyết ma thứ hai. Trước đó khi đang giương cung cài tên bắn diệt đám rối thì hắn cũng đã dùng thiên nhãn để theo dõi và xác định vị trí của những con rối máu. Hắn cố tình để con rối này bỏ chạy, mục đích rất rõ ràng, hắn muốn theo con rối máu để tìm ra hang ổ của huyết ma. Hắn không dám truy đuổi quá sát sao vì sợ con rối máu sẽ nhận ra. Hai người một trước một sau, như hai luồng u quang lướt đi trong bóng đêm. Sau khi đi đến một khu rừng tối, Triệu Bân cuối cùng cũng dừng lại.
không phải hắn ngừng đuổi theo mà là khi hắn đuổi tới đây thì đã không thấy bóng dáng của con rối huyết ma đâu nữa. Đi đâu mất rồi? Triệu Bân dùng đại địa linh chú cảm nhận tứ phương. Hắn không tìm được con rối máu mà lại tìm được một lão già tóc bạc đang ngồi ở bờ sông câu cá. Ánh mắt của Triệu Bân rất kỳ quái, hắn đã dùng tới đại địa linh chú cùng cảm chi lực nhưng lại không cảm nhận được khí tức của lão già tóc bạc kia, cho dù là người chết thì lão ta cũng nên bộc phát tử khí mới đúng. Nghĩ đến đây, hắn lại lẳng lặng đi về phía trước. Lão già tóc bạc rất chuyên tâm câu cá, ngồi yên không nhúc nhích như một pho tượng. Cho đến khi Triệu Bân bước đến bên cạnh thì lão ta cũng không phản ứng gì. Triệu Bân dừng lại quét nhìn lão ta từ trên xuống dưới từ trái qua phải, xác định lão ta là con người bằng xương bằng thịt nhưng tại sao lại không có khí tức. Trên người lão ta hoàn toàn không có dấu vết gì, một tồn tại giống y hệt không khí. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người quỷ dị đến như vậy. Hắn không nhìn lão già tóc bạc nữa mà nhìn vào con sông trước mặt, nước sông trong suốt nhìn thấu tận đáy cũng không thấy con cá nào. Không biết lão già này đang câu gì ở đây. Nếu như không câu cá thì chẳng lẽ hơn nửa đêm lão ta còn chạy ra đây tu thân dưỡng tính. Tiền bối có thấy kẻ áo đen nào chạy qua đây không? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi, cố ý hạ thấp giọng điệu. Lão già không đáp, không biết lão ta bị điếc hay là không muốn phản ứng nhưng lão ta vẫn duy trì tư thế nắm cần câu ngồi yên, từ đầu đến cuối chỉ có mái tóc bạc trắng là không gió tự động. Tiền bối. Triệu Bân lại gọi một tiếng. Còn đưa tay hơ hơ trước mặt lão già. Lão già tóc bạc vẫn không nói lời nào, bất động y như một bức tượng. Thật sự rất muốn đánh lão ta một gậy. Ý tưởng này mạnh mẽ dâng lên trong lòng Triệu Bân. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, xoay người rời đi. Phù! Nguyệt thần thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn không gây náo loạn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mãi cho đến khi Triệu Bân biến mất trong bóng tối thì lão già tóc bạc đang câu cá một mình mới khẽ đưa mắt liếc nhìn. Lại là một thiên sát cô tinh. Lão già tự lẩm bẩm một mình. Ngay khi rời khỏi khu rừng thì Triệu Bân đã tìm thấy con rối máu thứ hai. Chính xác mà nói thì hắn chỉ tìm được một vũng máu loãng. Thật bực mình. Sắc mặt của Triệu Bân lúc này trông vô cùng khó coi. Khi con rối máu phát hiện mình bị định vị thì liền tự hủy sao? Huyết tôn thực sự là một lão hồ ly, ngay cả chuyện này cũng nghĩ đến được. Manh mối lại bị chặt đứt. Nhưng hắn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nửa tháng sau hắn nhiều lần gặp đám rối máu tác loạn, ở một tòa thành cổ hắn còn gặp ngụy bí giả. Nhưng đi một vòng lớn cũng không có gì tiến triển. Trong màn đêm tĩnh mịch, hắn lại leo lên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn vào hư vô. Hắn lại mơ hồ cảm nhận được càn khôn biến hóa, trọng lực thiên địa đã suy yếu không ít. Thứ trước đây 100 cân lúc này cũng chỉ còn lại 80 cân. Đó chính là cảm giác của hắn. Hắn đạo hạnh nông cạn, không biết vì sao càn khôn lại biến hóa. Chẳng lẽ ông trời đột nhiên có lương tâm cho nên liền cấp cho phàm giới chút phúc lợi sao? Nhất định là như thế. Bởi vào lúc này hắn lại nhìn thấy cánh cổng thiên về nếu như hắn đoán không sai thì khó khăn khi thăng lên cảnh giới thiên và có lẽ sẽ giảm đi nhiều trong thời gian tới. Khi màn đêm buông xuống, hắn đang trên đường về. Hắn đã ra ngoài hơn 3 tháng, nay phải quay lại phong ấn Linh Lung. Khi hắn đến Linh Lung phủ, khi gặp lại Linh Lung thì hắn cũng sửng sốt mất một lúc, Linh Lung đã thăng cấp, mới 3 tháng không gặp mà cô ta đã đột phá cảnh giới thiên võ, xem ra khí ẩn cảnh giới thiên võ trước đây là thật. Sao, ngươi không nhận ra ta sao? Linh Lung mỉm cười, nét cười mang ý cảnh mộng ảo. Triệu Bân lúc này mới phản ứng lại, lời tiền bối nói quả nhiên không giả. Trong cảnh tuyệt vọng cũng có cơ hội niết bàn, bây giờ Linh Lung chính là một ví dụ, cô ta đã thăng lên cảnh giới thiên võ, trong thời gian này cô ta sẽ không có nguy cơ biến thành ngụy bí giả, bởi vì ngay cả khi còn cảnh giới chuẩn thiên cô ta cũng có thể mạnh mẽ đối kháng ma chú chứ đừng nói đến cảnh giới thiên võ lúc này. Xem này! Linh Lung phất tay, một lá bùa đưa tin đã bay ra khỏi tay áo. Triệu Bân tiếp lấy, sau khi mở cấm chế thì liền có thể nhìn thấy thông tin bên trên. Vừa xem qua thì hắn đã nhướng mày, liên thủ hành động. Hắn đang nói về những con rối máu cùng ngụy bí giả. Đêm qua hai thế lực này đã tập kích thành cổ Hạo Thiên, cũng may trong thành có cường giả tọa trấn cho nên toàn thành mới thoát khỏi kiếp nạn. Ta e rằng ân chú đã thành lập liên minh với huyết tôn, Linh Lung trầm ngâm. Triệu Bân không trả lời, tâm trạng u ám ảm đạm, hai kẻ đó đã liên minh với nhau từ lúc nào. Còn có chuyện này nữa. Linh Lung lại phất tay áo, lá bùa đưa tin thứ hai bay ra.
Triệu Bân xem tin tình báo xong thì sắc mặt lại càng khó coi, các phương triều lớn lại dục dịch, hắn có cảm giác như các phương triều lớn bắt đầu điều binh khiển tướng hơn phân nửa là có liên hệ với Huyết Tôn. Không chỉ có hắn, Linh Lung cũng nghĩ như vậy. Khắp nơi liên thủ, e rằng lại muốn thôn tính Triều Long Đại Hạ lần nữa. Đột nhiên lại có một tiếng nổ vang lên. Triệu Bân bất giác liếc mắt nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt của hắn là một luồng ánh sáng ngọc bắn lên không trung, nhập vào bầu trời diễn hóa ra một dị tượng cổ xưa ảo mộng. Năm nào cũng có những điều bất ngờ, đêm nay thì đặc biệt nhiều. Đó là dị tượng thiên võ, lại có người thăng lên cảnh giới thiên võ, nếu như hắn không nhìn nhầm thì đó là nữ soái Xích Diễm. Chuyện này khiến toàn thành chấn động, khi uẩn cũng uy áp của cảnh giới thiên võ khiến đế đô rung chuyển, có nhiều người đang ngủ say đều bừng tỉnh, trước đó không lâu là Đồ Nhi Hồng Uyên, hiện giờ Sở gia cũng có thể một cường giả thiên võ. Thật sự đáng ngạc nhiên. Triệu Bân kinh ngạc, Sở Lam là cường giả thiên võ trẻ tuổi nhất. Theo như hắn nghĩ thì chuyện nữ soái có thể thăng cấp nhanh như vậy không thể không liên quan đến tà niệm hồng tước. Đại hạ quật khởi. Tiếng hò reo vang dội khắp đế đô. Đầu đầu cũng thấy tràn đầy vui mừng. Đại hạ vốn có 5 cường giả thiên võ, bây giờ có thêm nữ soái cùng Đồ Nhi Hồng Uyên thì đã có tổng cộng 7 cường giả thiên võ, ngoài ra còn có thêm một yêu nghiệt như Thánh Tử Thiên Tông. Đội hình lớn như vậy, để xem ai còn dám chạy đến đại hạ tìm phiền toái. Trải qua mấy phen kiếp nạn, đại hạ tưởng như ảm đạm nay lại huy hoàng ánh sáng. Đêm khuya, Triệu Bân mới ra khỏi Linh Lung Phủ. Hắn vừa mới bước chân ra ngoài thì đã bị kẻ khác tóm lấy kéo đi. Kẻ đó chính là Diêm La Mặt Quỷ. Đêm nay không trăng không sao, sắc mặt của hắn ta đang đen lại. Đã lâu không gặp, dạo này khỏe không, Triệu Bân cười rồi lấy ra một bầu rượu. Đừng nói nhảm, giao tiền ra đây, Diêm La Mặt Quỷ hùng hùng hổ hổ giơ tay ra. Tiền gì, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu liếc mắt nhìn Diêm La Mặt Quỷ. Đừng giả ngu nữa, Diêm La Mặt Quỷ mắng. Người bao hết sát thủ cấp thiên mà nghĩ không cần trả thù lao sao? Ta đã giao tiền cho môn chủ của ngươi rồi, Triệu Bân nghiêm túc nói. Láo, quá láo, Diêm La Mặt Quỷ đen mặt liếc mắt nhìn sang, môn chủ của ta đã bị cấm cửa mấy tháng nay, ngay cả ông đây còn không gặp được mà ngươi có thể gặp được sao? Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi chắc? Cấm cửa, Triệu Bân hơi nhướng mày, bị ai cấm cửa? Ngoài lão môn chủ thì còn ai dám cấm cửa môn chủ, Diêm La Mặt Quỷ vừa nói vừa lấy ra bao tải chờ lấy tiền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tại sao lại cấm cửa cô ta, Triệu Bân tò mò hỏi. Còn tại sao nữa, môn chủ đang mang thai đó, Diêm La Mặt Quỷ nói xong lại lấy ra bao tải khác. Mang thai, cũng không biết là tên xúc sinh nào đã làm ra, ta. A, hắt xì, quác. Đại bằng dương cánh bay cao, như một luồng sáng vàng xẹt qua bầu trời đêm. Triệu Bân ngồi xếp bằng, vùi đầu vào tay lẩm bẩm suốt trên đường đi. Diêm La Mặt Quỷ cũng ở đó nhưng mặt mũi đã sưng tấy, không biết tại sao Triệu Bân lại đánh mình. Hắn ta và Triệu Bân xuất hành vào lúc nửa đêm, cũng không phải để du sơn ngoạn thủy. Người nào đó nói muốn tìm môn chủ La Sinh Môn để thanh toán tiền thù lao. Thật ra Triệu Bân không hề nghĩ tới việc thanh toán tiền. Hắn chỉ muốn đi xem Lạc Hà có thật sự mang thai hay không, nếu như đứa trẻ là con của hắn thì hắn nhất định phải nói chuyện với lão môn chủ, mẹ của con ta mà lão cũng dám cấm cửa, xem ta làm thế nào. Người có chắc là mang thai không? Triệu Bân đã hỏi câu này rất nhiều lần trên đường đi. Diêm La Mặt Quỷ chỉ lo dụi dụi mắt, đầu óc đến tận bây giờ vẫn còn choáng váng vì bị đánh. Nếu như là thật thì 1-2 tháng nữa sẽ sinh rồi. Triệu Bân lại vùi đầu lẩm bẩm. Thầm tính thời gian. Một lúc sau Diêm La Mặt Quỷ mới ngẩng đầu nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sắc mặt cổ quái, dường như đêm nay tên nhóc này rất không bình thường, vừa nghe tin Lạc Hà bị cấm cửa thì hắn liền ra tay đánh người. Lão môn chủ của ngươi, tính tình có tốt không? Triệu Bân lại nghiêm túc hỏi, vẻ mặt đầy ẩn ý. Không tốt lắm, Diêm La Mặt Quỷ đen mặt nói. Xong rồi hắn ta lại bồi thêm một câu. So với Thượng Dương chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Triệu Bân không hỏi nữa, chỉ cần không vượt qua cảnh giới thiên võ thì hắn vẫn có thể giải quyết được. Quác! Đại bằng kêu, tốc độ lại tăng lên. Tại căn cứ chính của La Sinh Môn có một nơi tên là Phượng Minh Cốc. Theo như Diêm La Mặt Quỷ nói thì Phượng Minh Các nằm ở phía tây bắc đại hạ, nhưng Triệu Bân lấy bản đề xem cả đêm cũng không tìm thấy Phượng Minh Các, hiển nhiên là Phượng Minh Các còn có tên khác. Hoặc là nơi đó chính là một không gian đại thế giới.
Mấy ngày sau Đại Bằng mới đáp xuống trước một dãy núi. Triệu Bân đưa mắt nhìn bốn phía, xác định mình chưa từng đi tới đây bao giờ, dãy núi này trông cũng có chút đáng sợ. Theo sát ta, Diêm La mặt quỷ thúc giục rồi tiến vào dãy núi trước. Triệu Bân thu tầm mắt lại theo sát Diêm La mặt quỷ, trên đường đi liên tục nhìn trái nhìn phải. Càng vào sâu cây cối càng tùm. Càng vào sâu mây mù càng mờ ảo. Triệu Bân có thể thấy rõ trong dãy núi này có một mê tung đại trận. Ngoài ra còn có sát trận cùng cấm chế, bẫy dập được bố trí ở khắp mọi nơi. Không chọn được ngày tốt, sương mù lớn quá. Diêm La mặt quỷ cầm theo la bàn rồi bám sát theo nó. Triệu Bân liếc mắt nhìn la bàn sau đó lại liếc mắt nhìn Diêm La mặt quỷ, vẫn luôn cảm thấy Diêm La mặt quỷ không đáng tin cậy, trở lại căn cứ điểm của mình mà còn phải dùng la bàn định hướng, có khi nào đang đi lại rơi xuống mương hay không. Theo sát ta, không được đi lung tung. Diêm La mặt quỷ vừa đi vừa cảnh báo, cầm la bàn xoay người tới lui. Triệu Bân gật gật đầu, mê tung trận ở đây xem ra rất quỷ dị. Ngoài ra còn có cấm chế cùng sát trận ẩn giấu cũng cực kỳ hung hãn, nếu như đọa thân trong đó thì cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Không biết đây là truyền thừa của vị tiên nào để lại mà vừa mạnh vừa huyền ảo. Một lúc lâu sau Diêm La mặt quỷ mới dừng lại. Trước mặt hai người là một bức tường đá cao chót vót. Đây là lối vào. Triệu Bân lẳng lặng mở thiên nhãn, hai mắt lóe ra hào quang. Hắn đoán không sai, đây chính là một không gian thế giới. Mở. Diêm La mặt quỷ mắng một tiếng, sau đó kết ấn niệm chú. Cảnh tượng sau đó khá lúng túng, hắn ta niệm chú rất khí thế nhưng bức tường trước mặt vẫn không hề nhúc nhích. Được khôn vậy, Triệu Bân lại liếc mắt nhìn hắn ta. Chẳng lẽ đã đổi mật mã? Hừm, đổi cấm chế rồi sao? Diêm La mặt quỷ lẩm bẩm. Hắn ta cố gắng hết lần này đến lần khác, nhưng cánh cổng của không gian đại thế giới vẫn không mở. Bất đắc dĩ hắn mới lấy ra sát kiếm bổ vào vách đá leng keng một tiếng. Không ngờ cách này lại rất hiệu quả, vách tường nguy nga ầm ầm rung lên. Là kẻ nào dám lỗ mãng, có tiếng nói lạnh như băng từ trong vách tường truyền ra. Là ta, tiểu la tử, Diêm La mặt quỷ ha hả cười nói, không còn chút oai phong nào. Tiểu, la tử. Triệu Bân nghe vậy thì nhướng mày thật cao. Sát thủ cấp thiên của La Sinh Môn thực sự vui tính. Ông. Nhưng vách tường đã ông chấn động, sau đó liền có một cánh cổng truyền ra ánh sáng chậm rãi mở ra. Diêm La mặt quỷ thu kiếm, kéo Triệu Bân vào theo, còn không quên nhắc nhở, ngươi vào trong phải biết điều cho ta. Tất nhiên rồi, Triệu Bân thản nhiên đáp. Khi bọn họ bước vào trong thì lọt vào trong tầm mắt chính là một sơn cốc mông lung mây mù, quả nhiên là một không gian đại thế giới nhưng so với thành Thiên Thu thì vẫn còn kém một chút, núi non san sát sông dài bắt ngang. Đền đài lầu các được xây dựng rất có trật tự, linh khí dồi dào, là một nơi rất tốt để tu thân dưỡng tính. Quác! Trong khi hắn đang nhìn thì lại nghe thấy tiếng phượng kêu. Điều này càng khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn tứ phương không hề nhìn thấy manh mối nhưng tiếng phượng kêu này rất thật, lẽ nào trong sơn cốc này còn có một con phượng hoàng? Vì thường xuyên nghe thấy tiếng phượng kêu cho nên mới gọi là phượng minh cốc. Sao ngươi lại dẫn theo người ngoài vào đây? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó có một lão giả áo đen xuất hiện, vô cùng oai phong lẫm liệt. Lão ta chính là lão môn chủ La Sinh Môn, cường giả thiên võ đỉnh phong hàng thật giá thật. Diêm La mặt quỷ chấn động đến mức muốn tè cả ra quần, áp lực của lão tổ quá mạnh. Triệu Bân vẫn bình tĩnh, áp lực của cường giả thiên võ đối với hắn chẳng khác nào gió xuân. Diêm La mặt quỷ thực sự không nói dối hắn, khí tức của lão môn chủ La Sinh Môn còn đáng sợ hơn Thượng Dương chân nhân. Vãn bối cơ ngân, bái kiến tiền bối. Triệu Bân rất hiểu lễ nghĩa, từ xa đã chắp tay cúi chào. Thần sắc của lão môn chủ lạnh như băng không chút biến hóa, lão ta chưa từng nghe đến cái tên này, cũng lười nghe tới. Bẩm lão tổ, hắn chính là Thánh tử Thiên Tông. Diêm La mặt quỷ cũng cúi đầu hành lễ giới thiệu Triệu Bân. Lão tổ của hắn ta đã nhiều năm không ra khỏi Phượng Minh Cốc, tất nhiên sẽ không biết cơ ngân là ai. Ngươi còn mạnh hơn so với Dương Huyền Tông ngày xưa, lão môn chủ thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối đã khích lệ, Triệu Bân nói xong lại liếc nhìn tứ phương tìm bóng dáng của Lạc Hà, đáng tiếc trong Phượng Minh Cốc này nơi đâu cũng có cấm chế cản trở cảm chi lực của hắn cho nên hắn không thể tìm thấy Lạc Hà. Hắn đến đây để thanh toán tiền, Diêm La mặt quỷ ha hả cười nói. Đây là lý do người dẫn hắn tới đây sao, sắc mặt lão môn chủ La Sinh Môn lạnh như băng. Hắn đã bao toàn bộ sát thủ cấp thiên.
Vậy thì, để tiền lại đó, lão môn chủ vuốt râu nói. Lúc này, ánh mắt của lão ta nhìn Triệu Bân đã thay đổi, Thánh Tử Thiên Tông thật sự rất giàu có. Từ khi lão ta khai sinh ra La Sinh Môn, tên nhóc này là kẻ đầu tiên dám bao toàn bộ sát thủ cấp thiên. Tiền, ta chỉ đưa cho Lạc Hà mà thôi, Triệu Bân nói. Ngươi đang tự tìm con đường chết, lão môn chủ chậm rãi nói. Những lời này ẩn chứa sát ý vô cùng đáng sợ, vừa mở miệng đã muốn gặp đương kim môn chủ La Sinh Môn, lá gan của tên nhóc này thực sự quá lớn. Hơn nữa đây là tổng bộ La Sinh Môn của lão ta, đám sát thủ cấp thiên cũng không thể tùy ý ra vào chứ đừng nói tới người ngoài, đã bước tới đây thì chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu. Lão tổ, hắn, Diêm La mặt quỷ vội vàng bước tới. Câm miệng, lão môn chủ hừ lạnh một tiếng, áp lực cường giả thiên võ lại hiển lộ. Lão tổ, hắn, chẳng lẽ ngươi không biết quy tắc của La Sinh Môn mà còn dám mang người ngoài vào đây? Lão tổ, hắn, đã tiến vào Phượng Minh Cốc thì lão phu chắc chắn sẽ tiêu diệt hắn. Ta chỉ muốn nói, hắn đánh nhau rất giỏi, Diêm La mặt quỷ ho khan nói. Cảnh giới chuẩn thiên nhỏ nhoi, tuổi thọ sắp hết, thực lực lớn cỡ nào chứ, lão môn chủ lạnh lùng cười nói. Lão tổ của ngươi bình thường không ra khỏi cửa đúng không, Triệu Bân liếc nhìn sang Diêm La mặt quỷ. Đúng vậy, Diêm La mặt quỷ khẽ gật đầu. Nếu như không phải bế quan tỏa cảng bên trong Phượng Minh Cốc quá lâu thì sao lão ta có thể không biết uy danh của Thánh Tử Thiên Tông? Nếu như ngươi có thể tiếp ba chiêu của lão phu mà không chết thì lão phu sẽ thả ngươi đi, lão môn chủ thản nhiên nói một lời tràn đầy uy lực. Nếu như ngươi có thể tiếp ba chiêu của lão phu mà không chết thì lão phu sẽ thả ngươi đi. Lão môn chủ nói ra một lời lạnh lẽo, vừa uy nghiêm vừa tràn đầy oai phong. Diêm La mặt quỷ hít một hơi thật sâu rồi bất giác lùi lại một bước, cảnh tượng trước mặt hắn ta rất nhanh có thể trở nên đẫm máu, hắn ta đã nhắc nhở rồi nhưng lão tổ vẫn nhất quyết không tin. Đã bảo là không nên luyện công phu với kẻ này mà. Triệu Bân thủ thế vững vàng. Chỉ cần không phải cấp tiên thì không ai có thể dễ dàng hạ gục hắn. Lão môn chủ bộc phát khí thế về cùng lớn. Tung ra một chưởng đánh tới. Triệu Bân không chút do dự liền tung một đường quyền đối kháng. Quyền chưởng va chạm, tạo nên sấm chớp cuồng phong trên không trung. Hai bên bất phân thắng bại, thế trận ngang tài ngang sức. Nhóc con, ta đã đánh giá thấp ngươi, lão môn chủ âm trầm cười nói, không ngờ ngươi còn có thể tiếp được ba phần công lực của ta. Đáng tiếc, ta chỉ dùng một phần chiến lực, Triệu Bân vỗ vỗ bụi trên vai xem như không có chuyện gì xảy ra. Lời nói này mang tính vũ nhục rất lớn. Lão môn chủ nghe xong thì vô cùng tức giận, tên nhóc này thật sự rất láo toét. Nếu như ngươi muốn chết như vậy thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Lão môn chủ vừa quát lên một tiếng thì đã dùng toàn lực tung ra một chưởng từ trên trời giáng xuống. Lão ta đúng là có cơ sở để tỏ ra oai phong, chưởng uy này của lão ta không phải là thứ mà cường giả thiên võ bình thường có thể so sánh được. Chiêu thứ hai. Triệu Bân phóng lên bầu trời tung ra một quyền đánh xuyên trường ấn. Quyền uy của hắn cường hãn bá đạo đến mức lão môn chủ cũng bị chấn lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin một tên nhóc cảnh giới chuẩn thiên sắp cạn tuổi thọ lại có sức mạnh cường đại đến như vậy. Chiêu thứ ba. Lão môn chủ còn chưa kịp ổn định thân thể thì Triệu Bân đã giết tới như một bóng ma. Hắn vẫn tung ra hám thiên quyền, quyền ý vô địch thi triển bằng chiến lực đỉnh phong. Phụt. Huyết quang ngay lập tức hiện ra. Lão môn chủ còn đang bàng hoàng đã bị đấm đến hộc máu giản giụa, xương cốt kêu lên răng rắc, bên trong thân thể không biết đã gãy bao nhiêu chiếc, đứt bao nhiêu kinh mạch, trong khi nội tạng cũng gần như nát ra. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Diêm La mặt quỷ tặc lưỡi nói, toàn thân cảm thấy mất tự nhiên. Nếu đổi lại là hắn ta thì chắc chắn đã bị một quyền của Triệu Bân đánh thành thịt nát. Ông có thể đi. Triệu Bân lại nhấc bổng lão môn chủ ném ra ngoài. Lão môn chủ đã ngã xuống rồi chấn sập một ngọn núi sau đó lăn từ đỉnh núi xuống chân núi, trong lúc đá vụn văng tung tóe thì lão ta lại phun ra thêm một ngụm máu, có đau hay không thì chưa biết, chỉ biết đầu óc lão ta đang vô cùng choáng váng. Không lừa lão ta. Tiểu La Tử không lừa lão ta. Thế hệ Thánh Tử Thiên Tông này thật sự đánh nhau rất giỏi. Triệu công tử cũng từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng sau đó cũng rất đẫm máu. Hiếm khi hắn mới tức giận đến như vậy, hiếm khi mới tóm được một cường giả thiên võ đỉnh phong, với bản tính của người nào đó thì sao có thể không bắt đầu đập người ta đến chết, hắn nhất định phải để cho lão già này nhớ kỹ ngày hôm nay. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên sau đó,
mặt đất cũng rung chuyển liên hồi. Lão môn chủ cảnh giới thiên võ đỉnh phong đang bị đập đến bê bết máu. Chậc chậc chậc, Nguyệt thần thấy vậy cũng phải thở dài tặc lưỡi. Người xưa có câu một ngày làm thầy cả đời làm cha. Lạc Hà còn chưa qua cửa mà người nào đó đã đánh cha vợ đến tàn phế. Ta không tin. Phiền muộn nhất vẫn chính là lão môn chủ. Lão ta là cường giả thiên võ đỉnh phong vậy mà lại bị một tên nhóc cảnh giới chuẩn thiên đánh thảm, bị đập liên tục cũng bất lực không thể đánh trả. Tên nhóc này rốt cuộc là quái thai gì mà chiến lực lại khủng bố đến thế? Kiềm chế chút đi. Diêm La mặt quỷ không thể ngồi yên, vội vàng lao về phía trước. Nếu như Triệu Bân còn đập nữa thì sẽ đập chết lão tổ, hắn ta dẫn Triệu Bân đến đây để thanh toán tiền cho nhóm sát thủ chữ thiên chứ không phải để cho hắn đập chết lão tổ. Triệu Bân, dừng tay. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, từ sâu trong Phượng Minh Cốc lại có thêm một bóng dáng xinh đẹp lướt tới. Đó chính là Lạc Hà đã bị đánh động bởi tiếng nổ vang trời, sau khi dùng cảm chi lực cảm giác thì cô ta liền biết đó là ai, chính vì biết đó là ai cho nên cô ta mới không thể hiểu nổi. Tại sao Triệu Bân lại chạy tới đây, hơn nữa còn đánh nhau với lão môn chủ, Triệu Bân rốt cuộc có thù oán gì với sư phụ của cô ta chứ? Lời nói của cô ta rất có tác dụng, Triệu Bân thật sự đã dừng tay. Hắn đã đập lão môn chủ La Sinh Môn vô cùng thê thảm, khoét ra hẳn một cái hố lớn trên mặt đất, khiến cho lão môn chủ không ngừng run rẩy, khóe miệng liên tục trào máu, bị đập liên tục khiến cho trong đầu ông ta chỉ còn hiện lên suy nghĩ, ta là ai? Ta đang ở đâu? Sư tôn! Lạc Hà từ trên không đáp xuống, cẩn thận nâng lão môn chủ dậy. Cô ta phải vô cùng cẩn thận, người nào đó thật quá nhẫn tâm, xương cốt của lão môn chủ dường như đã gãy gần hết, nếu như sư phụ của cô ta không có chân nguyên hộ thể chống đỡ thì cũng không thể gượng dậy nổi. Lão môn chủ không đáp lại tiếng gọi của cô ta. Lão ta đã bị đập đến bán thân bất toại, ý thức đã trở nên mơ mơ hồ hồ. Người đang làm cái gì vậy? Lạc Hà liếc nhìn Triệu Bân. Bừng bừng lửa giận Triệu Bân không đáp, chi nhìn chằm chằm vào bụng của Lạc Hà, ánh mắt có chút buồn bực, tính thời gian thì bụng của Lạc Hà lúc này phải rất lớn rồi, nhưng hiện tại vóc dáng của cô ta vẫn rất mảnh mai xinh đẹp, không hề giống một người đang mang thai. Ngươi nhìn cái gì, Lạc Hà trừng mắt. Cô không mang thai sao, Triệu Bân nói, lộ ra ánh mắt kỳ quái. Ngươi nghe kẻ nào nói ta mang thai. Hai má Lạc Hà đỏ bừng, lan đến tận cổ. Triệu Bân hít sâu một hơi nhìn sang Diêm La mặt quỷ. Ông đây cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Diêm La mặt quỷ bật cười ha hả nhưng chân thì đang lùi lại từng bước. Lời này vừa nói ra thì Lạc Hà thậm chí còn không thèm để ý đến sư phụ, ngay lập tức đi thẳng tới chỗ hắn. Á! Tiếng heo bị chọc tiết ngay lập tức vang vọng khắp Phượng Minh Cốc. Cũng không biết là do xấu hổ hay tức giận mà Lạc Hà xuống tay không hề nhẹ. Từ khi cô ta làm môn chủ cho đến nay thì đây là lần đầu tiên có người dám bịa đặt tin đồn về cô ta, thậm chí còn dám đi lan truyền khắp nơi. Triệu Bân rất cơ trí, liền xoay người biến mất. Hắn đã đánh thẳng đến tổng bộ La Sinh Môn chỉ vì một chuyện hiểu lầm. Chuyện này cũng không thể trách hắn, là do tiểu La Tử lừa dối hắn, còn có lão môn chủ La Sinh Môn tự muốn đánh nhau với hắn. Tiếng kêu la thảm thiết không biết lúc nào mới mai một. Diêm La mặt quỷ cũng bị đánh đến bán thân bất toại. Hắn ta bị đánh cũng thật oan uổng. Nguyệt thần thở dài, người ngoài không thể nhìn thấu nhưng cô ta thì khác. Diêm La mặt quỷ không nói dối, môn chủ La Sinh Môn đúng là đang mang thai, chỉ có điều Lạc Hà không biết, lão môn chủ cũng vậy, Triệu Bân cũng không thể nhìn thấu. Nguyên do chính là vì huyết mạch. Lạc Hà có huyết mạch đặc biệt, Triệu Bân cũng có huyết mạch đặc biệt, hơn nữa đều là huyết mạch nghịch thiên. Hai người kết hợp tạo ra sinh linh thì tất nhiên sẽ không giống như người bình thường. Người bình thường hoài thai 9 tháng 10 ngày sẽ sinh nhưng Lạc Hà thì khác, sinh linh nhỏ trong bụng của nàng ta ít nhất cũng phải hoài thai mấy năm. Sư tôn! Lạc Hà không ngừng gọi sư phụ của mình. Lão môn chủ đã tỉnh, cũng không biết là do đang hoài nghi nhân sinh hay là do bị đánh đến ngốc mà lão ta vẫn ngồi yên như một bức tượng không hề nhúc nhích cũng không nói lời nào. Lão ta đã ẩn cư quá lâu rồi hay sao? Thời đại này ngay cả một võ tu chuẩn thiên cũng mạnh đến như vậy. Hồng Uyên lúc ở cảnh giới đó cũng không khủng bố đến vậy. Không chỉ có lão ta khiếp sợ mà ngay cả Lạc Hà cũng khiếp sợ. Cô ta bế quan chưa được bao lâu mà Triệu Bân đã trở nên cường hãn như thế. Lại đây. Bởi vì rất nghi hoặc cho nên cô ta mới bảo Diêm La mặt quỷ đi theo. Cô ta phải hỏi hắn ta xem Triệu Bân rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì. Đêm. Những ngọn núi được bao phủ trong sương mù.
Từ khi Triệu Bân ra khỏi Phượng Minh Cốc thì đã đi vòng vòng trong núi hơn nửa đêm cũng chưa thể ra ngoài, mê tung trận cấp tiên này vô cùng tà hồ, còn tà hồ hơn cả núi bất tử của hắn. Hắn dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ. Tuổi thọ của hắn không còn bao nhiêu, thậm chí tinh lực cũng thiếu thốn, đi suốt một đêm khiến cho hắn cảm thấy mệt rã rời, hắn bất giác lại ngồi rúc vào dưới gốc cây ngủ thiếp đi, khí huyết vốn mênh mông giờ phút này bắt đầu suy giảm. Bất chợt lại có một làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo một làn hương nữ tính. Tất nhiên đó chính là Lạc Hà, nơi này không hổ là địa bàn của La Sinh Môn, cô ta có thể dễ dàng tìm người, thấy Triệu Bân đang ngủ say cô ta cũng không quấy rầy. Còn tiện tay vén mái tóc bạc của hắn ra rồi vuốt ve khuôn mặt hắn, mấy tháng không gặp mà hắn đã trở nên già nua thế này. Diêm La mặt quỷ đã nói rằng Triệu Bân liên tục phải đối mặt với những chuyện sinh ly tử biệt. Những câu chuyện sau lưng hắn đều mang đầy đau thương. Nửa đêm Triệu Bân tỉnh dậy, lúc đầu tầm nhìn có chút mờ mịt, khi ý thức trở lại sáng tỏ thì hắn mới nhận ra tầm mắt của hắn đã bị vẩn đục, tuổi thọ của hắn sắp hết. Thời gian đúng là tàn khốc. Tỉnh rồi sao? Lạc Hà ngồi cách đó không xa đang nhàn nhã lật xem bí quyển. Chính xác mà nói thì cô ta đang lật xem cuốn sổ nhỏ của Diêm La Mặt Quỷ, trong cuốn sổ có ghi lại rất nhiều câu chuyện ly kỳ, bắt cóc tống tiền, chơi bời trác táng, trêu ghẹo nữ nhân nhà lành. Tất cả đều được viết một cách chi tiết, còn thêm thắt rất nhiều tình tiết phân khích. Cuối cùng cô cũng đến rồi, mau mang ta ra ngoài đi, Triệu Bân xoa xoa bờ vai đau nhức nói. Hiếm khi mới có dịp tới đây, sao lại vội rời đi như vậy? Lạc Hà vẫn còn xem cuốn sổ nhỏ kia, tư thế lật sách điềm tĩnh tao nhã, nét mặt nghiêm túc như đang đọc một kiệt tác. Chuyện ở Phượng Minh Cốc chỉ là hiểu lầm mà thôi, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Sư tôn của ta bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường, Lạc Hà chậm rãi nói. Ta tưởng rằng cô bị lão môn chủ phong ấn vì mang thai, Triệu Bân ho khan nói. Nói như vậy là ngươi chạy đến đây cứu ta sao? Lạc Hà liếc mắt nhìn hắn, hai mắt lóe sáng. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, Triệu Bân nghiêm trang nói. Ra vậy, Lạc Hà lại nhìn vào cuốn sổ một lần nữa, trong chớp mắt mỉm cười ngọt ngào. Mặc dù không có được câu trả lời mà mình muốn nhưng cô ta vẫn có thể thấy tên nhóc này rất quan tâm đến mình. Ngày thường tuy hắn vô liêm sỉ nhưng vào những thời khắc mấu chốt vẫn cố mạnh miệng chống chế, lo lắng thì cứ nói đại ra đi. Hẳn là tâm trạng của cô ta đang rất vui vẻ cho nên cô ta liền hào phóng lấy ra một viên đan bổ mệnh. Chuyện này, thật ngại quá, Triệu Bân ha hả cười nói, nhanh tay nhận lấy. Đi thôi, Lạc Hà liếc nhìn hắn, thu lại cuốn sổ nhỏ rồi bắt đầu bước đi. Triệu Bân nuốt viên đan dược rồi cũng đi theo. Khi quay trở về Phượng Minh Cốc hắn không thấy lão môn chủ La Sinh Môn đâu nữa. Chỉ sợ đúng như Lạc Hà nói, lão ta vẫn còn nằm bẹp ở trên giường. Có phải nhà ngươi đang cất giấu một con thần thú không? Triệu Bân nhìn trái nhìn phải, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng Phượng Hoàng kêu. Có lẽ là do đạo hạnh của hắn quá nông cạn, cũng có lẽ là do cấm chế quá nhiều, cho nên đến nay hắn vẫn không thể biết được tiếng kêu của Phượng Hoàng phát ra từ đâu. Là Tiểu Thanh Loan, Lạc Hà không giấu giếm nói. Là được hai cái, Triệu Bân nhanh nhảu thốt ra một câu. Lạc Hà liếc mắt nhìn Triệu Bân, thầm nghĩ hắn hỏi cái quái gì mà kỳ lạ vậy. Tò mò, Triệu Bân cười khan nói. Con cái, Lạc Hà nhàn nhạt đáp. Lời này vừa nói ra thì hai mắt Triệu Bân đã sáng lên, sau đó liền nhìn thoáng qua Đan Hải, con cái thì rất tốt. Hắn có thể giới thiệu cho Tiểu Kỳ Lân một chút, thánh thú kết hợp với huyết mạch Phượng Hoàng thật sự rất xứng đôi, nói không chừng còn có thể sinh ra một loài mới. Đó là huyễn âm trì, ngày thường dùng để chữa thương. Ngọn núi cao nhất là nơi ở của sư phụ ta. Bên tay trái có một tàng kinh các. Hôm nay môn chủ La Sinh Môn cực kỳ giống một hướng dẫn viên du lịch. Vừa đi vừa giới thiệu cho Triệu Bân biết khắp mọi nơi, chủ yếu vẫn là thần thái của cô ta, rất thường lơ đãng mỉm cười dịu dàng, sợ là ngay cả chính cô ta cũng không biết nụ cười của mình lúc này xinh đẹp nhẹ nhàng đến mức nào, thậm chí còn khiến cho các linh thú nuôi trong núi nhìn thấy đều muốn lọt hai mắt ra ngoài. Thật nhiều bảo bối. Triệu Bân vừa đi vừa nhìn thấy hết thảy, trong lòng thổn thức không thôi. Nơi này không hổ là tổng bộ La Sinh Môn. Ở đây có rất nhiều bảo bối bất phàm cùng kỳ hoa dị thảo đã tuyệt tích ở thế giới bên ngoài, càng nhìn thì hắn lại càng cảm thấy ngứa ngáy tay chân, muốn nổi lên bệnh nghề nghiệp. Nếu như ở đây có luyện đan sư thì nhất định cũng sẽ cảm thấy ngứa ngáy tay chân, ở đây có nhiều nguyên liệu luyện đan quý hiếm như vậy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Sao xứng đôi vậy ta? Ở ngọn núi phía nam, Diêm La Mặt Quỷ đang cầm kính viễn vọng nhìn về hướng này.
càng nhìn hắn ta càng cảm thấy môn chủ của hắn ta rất có tướng phu thê với Thánh Tử Thiên Tông. Bên này, Triệu Bân và Lạc Hà đã dừng bước trước một địa cung khổng lồ. Nơi này không đơn giản, chính là cấm địa của La Sinh Môn. Ngay cả sát thủ cấp thiên cũng không có tư cách bước vào. Không phải bảo khố. Triệu Bân thầm nói trong lòng, đưa mắt nhìn bốn phía. Địa cung không chỉ khổng lồ mà còn trống trải, ngoại trừ cột đá thì chỉ còn 5 tòa tế đàn, trong đó có 4 tòa tọa lạc ở 4 vị trí đông tây nam bắc, tòa tế đàn thứ 5 tọa lạc ở chính giữa và cũng là tế đàn lớn nhất và phức tạp nhất, bên trên khắc đầy bí văn, còn có đồ đằng cổ xưa khắc bên trên. Người có biết đây là gì không? Lạc Hà chỉ vào tòa tế đàn hỏi. Ta không biết, Triệu Bân nhẹ lắc đầu, chỉ biết 5 tòa tế đàn này không bình thường. Đó là mắt thiên không? Lạc Hà cười nói, có chút thần bí trong giọng điệu của cô ta. Chưa từng nghe qua. Vậy để ta cho ngươi được mở mang tầm mắt. Lạc Hà nói xong liền đi tới tòa tế đàn phía đông. Cô ta ngồi xếp bằng, hai tay đan vào nhau kết ấn niệm chú. Đột nhiên, tòa tế đàn phía đông run lên rồi như một mồi lửa đốt cháy tòa tế đàn trung tâm, làm sống lại những bí văn cùng đồ đằng cổ xưa trên đó, sau đó tụ lại thành một luồng sáng xuyên thẳng vào bóng đêm, không phải biến mất không thấy mà là đồng hóa vào hư vô. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn, hắn đã mở ra thiên nhãn. Xuyên thấu qua mấy tầng trời cao, hẳn dường như có thể nhìn thấy một đôi mắt cực lớn cực hư ảo, dường như cùng một loại với thiên nhãn của Nhật Quốc lúc trước, nếu như hắn đoán không nhầm thì đây là một loại bí pháp nhìn lén. Đó là mắt thiên không sao. Triệu Bân lẩm bẩm, càng nhìn càng thấy không rõ. Địa cung rung lên, sau đó lại có một tấm bản đồ lớn chậm rãi diễn hóa ra, bên trên có thể thấy núi cao U Lâm, Thương Nguyên Sơn Cốc, thành cổ thôn xóm, cẩn thận nhìn còn có thể nhìn thấy hình ảnh con người cùng muôn thú, phạm vi nhìn lén của bí pháp này vô cùng khổng lồ khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ta hiểu rồi. Triệu Bân thu tầm mắt lại nhìn sang Lạc Hà. Ở đây có 5 tòa tế đàn nhưng kỳ thực chỉ cần 4 người trấn thủ ở 4 tòa tế đàn đông tây nam bắc, tế đàn trung tâm là nơi để tập trung năng lượng tạo ra mắt thiên không. Một lần thi triển hoàn chỉnh cần 4 tòa tế đàn cùng kích hoạt, Lạc Hà mới thi triển mắt thiên không bằng một tòa tế đàn mà phạm vi hiển hóa của bản đồ đã khổng lồ đến như vậy, nếu như kích hoạt đủ cả 4 tòa tế đàn thì chắc chắn phạm vi nhìn lén sẽ càng bá đạo. Ghê gớm không, Lạc Hà thu pháp, lại bước xuống tế đàn. Nội tình của La Sinh Môn thật sự sâu không lường được, Triệu Bân thổn thức không thôi. Đáng tiếc La Sinh Môn ta chỉ có 2 cường giả thiên võ, hơn nữa còn là một nam một nữ, không thể thi triển ra uy lực hoàn chỉnh của nó. Lời này là có ý gì? Tốt nhất là phải có 4 nam hoặc 4 nữ. Đồng khí liên chi sao? Ngươi nói như vậy không có gì sai. La Sinh Môn có thể cho ta mượn mắt thiên không dùng một chút không? Triệu Bân chậm rãi bước lên, quét nhìn mấy tòa tế đàn từ trên xuống dưới, phạm vi nhìn lén rộng như vậy chắc sẽ có thể tìm được rừng rậm huyết u, tất nhiên cũng có thể tìm được hang ổ của huyết ma, nhanh hơn nhiều so với cách mò kim đáy bể hiện giờ. Ngươi nghĩ rằng ta mang ngươi tới đây là để khoe khoang về mắt thiên không sao? Lời này lại có ý gì? Hai ta thân nhau như vậy, có gì cứ nói thẳng. Liên thủ giải quyết dòng dõi huyết ma, Lạc Hà khẽ cười nói. Sao, La Sinh Môn cũng có ân oán với huyết ma sao? Triệu Bân nhướng mày hỏi. Tổ tiên của La Sinh Môn đã bị huyết ma thôn tính tiêu diệt, Lạc Hà nói bằng giọng điệu lạnh như băng. Liên minh! Hai mắt Triệu Bân sáng lên, toàn thân tràn đầy khí thế. Bất luận là cần 4 nam thiên võ hay 4 nữ thiên võ hắn đều có thể cung cấp cho La Sinh Môn để thi triển ra uy lực hoàn chỉnh của mắt thiên không, đến lúc đó hắn không tin mình không tìm được hang ổ của huyết ma cùng rừng rậm huyết u của ân chú. Dưới ánh trăng, hai người bước ra khỏi địa cung. Lạc Hà đi lên một đỉnh núi tìm lão môn chủ nói chuyện. Triệu Bân thì được sắp xếp ở trong một rừng trúc tím có vài tòa lầu các nhỏ, đó là một nơi tu thân dưỡng tính rất tốt. Ngoài ra còn có tụ linh trận khiến cho linh lực ở đó vô cùng nồng đậm. Không biết từ lúc nào mà Diêm La Mặt Quỷ đã áp sát hắn. Vị sát thủ cấp thiên này bây giờ rất thê thảm, đi đường còn phải khập khiễng. Nếu làm quá nhiều chuyện xấu xa thì sẽ gặp báo ứng, Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Hắn còn chưa nói dứt lời thì Diêm La Mặt Quỷ đã đen mặt lại, ta tìm ngươi tới thanh toán tiền công chứ liên quan quái gì đến chuyện mang thai, ngươi thì hay rồi, còn khiến cho ông đây suýt chút nữa bị đánh chết. Triệu Bân không đồng ý. Hắn đến đây vì chuyện mang thai thôi, thanh toán tiền công cái quái gì chứ? Người có quan hệ gì với môn chủ? Diêm La Mặt Quỷ chọc chọc Triệu Bân hỏi. Chiến hữu, Triệu Bân tỏ ra thâm trầm nói, bộ dạng khoa trương.
Lão. Lão toét, xạo sự. Diêm La mặt quỷ tất nhiên không tin, ánh mắt mà môn chủ nhìn Triệu Bân cực kỳ không bình thường, hắn ta mãnh liệt hoài nghi giữa hai người này có bí mật không thể nói ra, nói không chừng quả thật đã từng nói chuyện lý tưởng trên giường rồi. Nếu đúng là như vậy thì tên nhóc này quả thật rất ghê gớm. Thảo nào hắn không chịu trả tiền công cho bọn họ, hóa ra là có môn chủ chống lưng. Á! Lại có tiếng hét thảm thiết vang lên. Diêm La mặt quỷ còn đang chuẩn bị nhiều chuyện thì đã bị ném ra khỏi rừng trúc tím. Triệu Bân lại mệt rã rời, ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Tiểu Kỳ Lân tối nay không bình tĩnh. Nó kêu lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài, chạy lanh quanh trong rừng trúc tím, vừa chạy vừa ngửi, cũng không biết là tìm bảo bối hay là tìm muội tử mà tìm rất khí thế. Tới một rừng đào nó mới dừng lại, hai mắt sáng rỡ. Tiếng kêu của Phượng Hoàng truyền ra từ rừng đào này. Nó rất tự giác chạy tới, nhìn từ xa đã thấy một con chim, chính xác mà nói thì là một con tiểu thanh loan toàn thân được bao phủ bởi những áng mây sáng màu tỏa ra ánh sáng thánh khiết mộng ảo. Tiểu thanh loan mở mắt rồi sửng sốt một chút, kia là thánh thú Kỳ Lân sao? Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, không ngờ ánh mắt lại xẹt ra tia lửa điện. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp bao trùm Phượng Minh Cốc. Triệu Bân dậy sớm, vươn vai bước ra khỏi lầu các. Vừa bước ra thì hắn liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi trước bàn đá uống trà. Đó là môn chủ La Sinh Môn. Sao rồi, Triệu Bân đi tới hỏi. Sư tôn không phản đối, Lạc Hà khẽ cười nói, nhưng ngươi phải kích hoạt mắt thiên không ở thành Thiên Thu. Chuyện này cũng quan trọng sao, Triệu Bân cầm ấm trà lên vừa rót vừa hỏi. Càng khôn của thành Thiên Thu rất bất phàm, sẽ bổ sung cho tế đàn rất nhiều sức mạnh. Đã hiểu, Triệu Bân không từ chối. Như thế cũng tốt, muốn kích hoạt mắt thiên không cũng không dễ dàng, cần sự hợp tác của ba bên, Đại Hạ, Thành Thiên Thu và La Sinh Môn. Hắn có thể coi là người trung gian giữa Đại Hạ và La Sinh Môn, mời tất cả Thành Thiên Thu cũng đỡ lúng túng. Người đâu? Trong lúc đang nói chuyện thì bọn họ lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài rừng trúc. Nhóm sát thủ cấp thiên đều đã tụ tập bên ngoài rừng trúc, nghe nói người nào đó đã đến tổng bộ La Sinh Môn cho nên tất cả đều chạy tới đây. Trên tay ai cũng cầm một cuốn sổ nhỏ, đó chính là sổ ghi nợ. Nhìn thấy Lạc Hà cũng ở đó thì mọi người mới nhất thời lúng túng, đồng loạt hành lễ. Hôm nay chính tề thế, sao các người lại tới đây? Lạc Hà nhấp một ngụm trà hỏi. Đến lấy tiền công, nhóm sát thủ cấp thiên đều giao sổ sách ra nói Lạc Hà cầm lấy một quyển lật xem. Nhóm sát thủ cấp thiên của La Sinh Môn thật ra sống rất cẩn thận, lúc nào cũng ghi lại từng nhiệm vụ một cách rõ ràng, thậm chí còn đánh dấu giá cả. Ngươi cũng ghê gớm lắm, dám bao toàn bộ sát thủ cấp thiên, Lạc Hà tặc lưỡi nói. Muốn làm việc lớn thì phải mạo hiểm, Triệu Bân thâm trầm nói, tràn đầy oai phong. Chuyện này cũng dễ thôi, để ta giảm giá cho ngươi. Hai ta thân nhau như vậy, hay là miễn đơn này đi. Ngươi nói gì? Chưa đợi Lạc Hà lên tiếng thì nhóm sát thủ cấp thiên đã bắt đầu gào thét. Miễn là miễn thế quái nào? Ngươi nghĩ mặt mũi của mình lớn cỡ nào? Đừng nói nhảm, giao tiền ra đây. Tất cả đều vuốt râu trừng mắt, đồng loạt giơ tay ra đòi tiền. Đưa tiền, tất nhiên phải đưa tiền rồi, Triệu Bân phất tay lấy đồ trong chiếc nhẫn ma ra. Nhưng thứ mà hắn lấy ra không phải là tiền mà là một chồng sổ sách, cũng chính là sổ ghi nợ. Nào, lại đây xem thử đi. Triệu Bân để đống sổ sách lên bàn đá. Lạc Hà trở nên thích thú, cô ta cầm một quyển lên xem thì liền giật giật khóe miệng. Cô ta đọc xong một quyển thì liền phất tay cho nhóm sát thủ cấp thiên cùng đọc. Bọn họ vừa nhìn thấy sổ ghi nợ thì khóe miệng cũng đều giật giật. Trong sổ sách cũng không có ghi chép được bao nhiêu, chỉ ghi chép đơn giản vào ngày ăn thịt con ngỗng lớn, ai gào thét đòi ăn mấy bát, ai đòi phần xương ai đòi phần thịt bên trên đều viết rất rõ ràng, hơn nữa giá cả cũng được đánh dấu bên cạnh. Cô đã từng ăn ngỗng hầm cấp thiên võ chưa, Triệu Bân rót cho Lạc Hà một chén trà rồi chậm rãi hỏi. Chưa. Lạc Hà thành thật trả lời ngắn gọn, chuyện này cô ta đã từng nghe Diêm La mặt quỷ nói. Thứ tốt như vậy tất nhiên là không rẻ. Nói thế nghe cũng không sai. Hai người vừa uống trà vừa tán gẫu, không hề có cảm giác sai trái gì. Trong khi đó, sắc mặt của nhóm sát thủ đều đã đen lại đến cực điểm, náo loạn nửa ngày rốt cục vẫn bị tên nhóc này gài bẫy. Ngỗng hầm cấp thiên võ đắt tiền như vậy sao? Ăn vài bát liền tính giá mấy ngàn vạn lượng, còn môn chủ của chúng ta nữa. Hôm nay có phải đã dùng lộn thuốc rồi hay không? Đó là tiền, tất cả đều là tiền đó. Đã không giúp đỡ đòi tiền thì thôi,
còn ngồi uống trà tán gẫu với tên nhóc đó, giúp người ngoài hại người nhà. Tất cả đều quay về đi, môn chủ La Sinh Môn thản nhiên nói. Nhóm sát thủ lại giật giật khóe miệng, thật sự muốn miễn tiền công cho hắn sao? Cho dù khó chịu nhưng môn chủ đã lên tiếng thì bọn họ vẫn phải lui ra ngoài. Nói thẳng ra thì ai cũng ôm một bụng tức, bọn họ làm sát thủ bấy lâu nay mà đây là lần đầu tiên phải tay không trở về. Ta thật cơ trí, Triệu Bân lại thu lại đống sổ sách. Ta miễn tiền công cho ngươi, thế ngươi tính báo đáp ta thế nào, Lạc Hà cười nhìn Triệu Bân nói. Sao, hay là ta cho cô mượn dùng vài ngày, Triệu công tử há miệng tiếp lời, lại nói ra một câu như vậy. Màn đêm buông xuống, có một kẻ áo đen đứng sừng sững trên một đỉnh núi. Đó chính là vua huyết ma. Chính xác mà nói thì đó là ma thân do huyết tôn dùng máu tươi tạo ra. Bên cạnh lão ta có một gốc cây cổ thụ khẽ rung lên trong gió, bên trên lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo, đó chính là khuôn mặt của ân chú, lão ta đã dùng một loại bí pháp cổ xưa quỷ dị để hiển hóa dưới trạng thái này. Đứng từ đây có thể nhìn thấy đế đô đại hạ. Không bao lâu nữa thì bọn họ sẽ liên thủ đồ sát tòa thành đó. Chạy đi đâu? Phượng Minh Cốc đêm nay vô cùng ồn ào. Đó là tiếng ồn ào của nhóm sát thủ cấp thiên đang truy đuổi thánh thú Kỳ Lân, tên nhóc này vô cùng tham ăn, toàn bộ linh quả trên cây thánh linh đều đã bị nó ăn hết sạch. Ngoài ra nó còn ăn không biết bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo. Chỉ có quỷ mới biết nó đã ăn hết bao nhiêu thứ quý giá ở tổng bộ La Sinh Môn. Điều khiến cho bọn họ tức giận nhất chính là việc tên nhóc này suốt ngày tán tỉnh muội tử, hở ra một chút là chạy tới rừng đào chạy nhảy xung quanh Tiểu Thanh Loan giống như con ngựa hoang mừng rỡ. Tóm lại, tên nhóc này không đến để tán tỉnh muội tử mà là để trộm bảo bối. Bên ngoài náo nhiệt nhưng bên trong địa cung khổng lồ lại rất yên tĩnh, Triệu Bân cùng Lạc Hà đều đang ở đây, hai người một trái một phải đứng lặng trước tòa tế đàn thứ năm, một bên tiên lực minh mông, một bên chân nguyên mãnh liệt. Tuy bốn tòa tế đàn còn lại không cần mang đi nhưng tòa tế đàn thứ năm này thì trong khoảng thời gian ngắn không thể tạo ra được cái thứ hai. Như vậy thì chỉ có cách di chuyển nó đi để tiết kiệm thời gian. Giờ phút này hai người đang đứng ở đó luyện hóa tế đàn. Bầu không khí tại hiện trường có chút khó xử. Dường như tiếng nói đều khiến cho hai người trong địa cung khó xử. Địa cung yên tĩnh này chỉ có hai người bọn họ khiến cho bọn họ khó có thể không nhớ lại ba ngày ba đêm trước đây. Ông! Một lúc sau thì tòa tế đàn bắt đầu rung lên. Tòa tế đàn khổng lồ thứ năm đã bị hai người nhấc lên sau đó đưa vào trong chiếc nhẫn ma của Triệu Bân, thứ nặng nề không phải tòa tế đàn mà là bí văn đồ đằng khắc trên nó. Người đi trước, ta tới sau. Lạc Hà ném cho hắn một bầu rượu rồi nói, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Triệu Bân nhận lấy sau đó cũng mạnh mẽ uống một ngụm lớn rồi xoay người rời khỏi địa cung. Ôi trời! Khi Triệu công tử bước ra ngoài thì thấy không ít lão già đã tụ tập phía trước. Hôm đó, sau khi đòi tiền công xong, Diêm La mặt quỷ nghiêm túc kể chuyện cho họ nghe. Đó là câu chuyện về môn chủ và Triệu Bân, bị Diêm La mặt quỷ thêm mắm dặm muối chém gió tới tận trời, thế mà mấy lão già kia lại tin sái cổ. Chẳng trách môn chủ miễn phí cho tên này, hóa ra là người nhà mình. Nói sớm đi, đâu cần rắc rối như vậy. Chuyện vốn chỉ cần một câu thôi, chỉ đâu đánh đó. Kỳ Lân! Triệu Bân hô lên một tiếng, nhấc chân bước lên trời. Tiểu Kỳ Lân như một luồng sáng, lao vào cơ thể hắn. Sau lưng hắn là từng đôi mắt kính nể, thánh tử thiên tông đỉnh quá. Đánh lão môn chủ, tán tân môn chủ, quả nhiên không đi theo con đường bình thường, hóa ra. Hắn mới là đại ca của La Môn Sinh. Sao rảnh rỗi thế này, không cần làm nhiệm vụ à? Lão môn chủ thét lên một tiếng, ngữ khí vẫn rất uy nghiêm. Các sát thủ đều vuốt râu, thần sắc thâm sâu và trầm ngâm, lão tổ nhà họ cũng là một nhân tài. Khi Triệu Bân ở đây, không thấy lão ta chạy ra dạo chơi, Triệu Bân vừa mới đi, lão ta đã nhảy ra rồi. Sau đó, Diêm La mặt quỷ bị đánh cho một trận. Hôm nay lão môn chủ cực kỳ nóng giận, nếu không phải vì con la này bị Triệu Bân lôi ra, lão ta sẽ bị đánh sao? Lúc này đây nghĩ lại vẫn thấy toàn thân đau nhức, ngần này tuổi rồi, thể diện rơi rất sạch sẽ. Soạt, Triệu Bân ra khỏi dãy núi, dọc đường không gặp trở ngại gì. Hai mắt hắn sáng quắc như đuốc, sát khí đùng đùng, chuyến đi tới Phượng Minh Cốc này quả nhiên không uổng phí. Có được sự giúp đỡ của con mắt thiên không, chắc chắn có thể tìm thấy huyết tôn và ân chú. Hai người cứ đợi bị đánh đi. Một đêm nào đó, Triệu Bân quay về núi Bất Tử. Cũng như bình thường,
không ít người chào đón hắn từ cổng thành Thiên Thu như hoan nghênh một vị anh hùng về nhà. Bao nhiêu lần rồi, hình như họ đã giác ngộ rằng, mỗi khi Triệu công tử trở về, chắc chắn sẽ có niềm vui bất ngờ. Về rồi à, ta. Thế nhưng nghi lễ chào đón hôm nay khiến họ vô cùng lúng túng, đám đông còn chưa nói xong, Triệu Bân đã lao vào thành Thiên Thu như một tia chớp. Có lẽ vì uy thế quá mạnh nên nhiều người bị hất bay. Triệu Bân là một người bận rộn, không có thời gian nói nhảm. Hắn một bước lên trời, trèo lên đỉnh núi của Nhan Gia. Vị trí bên ngoài đỉnh núi của Nhan Gia rất cầu kỳ, bốn phía đông tây nam bắc có các đỉnh núi khác tọa lạc. Đặt tế đàn thứ 5 ở đây là thích hợp nhất, bốn tế đàn khác lần lượt chia ra bốn đỉnh núi còn lại. Đùng! Khi người của Nhan Gia đến nơi, đúng lúc hắn đang chuyển tế đàn ra, đùng một tiếng đặt lên đỉnh núi. Đám đông trưởng lão vây quanh, ngó nghiêng đánh giá tế đàn, bao gồm cả lão tổ Nhan Gia. Họ không biết tế đàn này có lai lịch thế nào, càng không biết tại sao phải đặt ở đây, chỉ biết rằng tế đàn rất phi thường. Con mắt thiên không. Khi leo lên đến nơi, Thương Khung bất giác hô lên đầy kinh ngạc. Triệu Bân không khỏi nhướng mày, ông ta hiểu nhiều biết rộng thật đấy, nhận ra cả thứ này. Đây, chính là con mắt thiên không. Các lão bối đi cùng hai mắt sáng ngời, đây là thứ rất tốt, họ cũng nghe nói chứ mới gặp được vật thật lần đầu. Cái tên con mắt thiên không không phải vì nó là con mắt thực sự, mà là bí pháp nhìn trộm. Từ đâu ra thế? Thương Khung là một nhân tài hiếu học, ông ta lượn tới lượn lui quanh tế đàn, đôi lúc còn thò tay gõ gõ vào tế đàn. Nhìn hoa văn và nét vẽ trên tế đàn, ông ta khẳng định đây là con mắt thiên không, nói cho chính xác hơn là chủ trận của con mắt thiên không, người bình thường không thể tạo ra được, trong đó bao gồm cả ma quân nhà ông ta. Lôi về từ La Sinh Môn đấy. Triệu Bân không giấu giếm, không những thế còn nói qua một lượt với đám đông về chuyện ở Phượng Minh Cốc. Tất nhiên, trong đó có một số việc được lược bỏ, ví dụ như tẩn cho lão môn chủ một trận, hay là ba ngày ba đêm cùng Lạc Hà. Chậc chậc chậc, vài chữ ít ỏi của hắn cũng khiến đám đông phải cảm thán không thôi. Thánh tử Thiên Tông quả nhiên rất bản lĩnh, dường như không có chuyện gì hắn không làm được. Ngoài cảm thán ra, họ cũng không khỏi kinh ngạc vì căn cơ của La Sinh Môn. Hóa ra họ còn có cả con mắt thiên không. Thế thì dễ giải quyết hơn rồi. Thương Khung xoa xoa bàn tay, phấn chấn hơn hẳn. Nếu đã từng nghe nói về con mắt thiên không thì đâu thể không biết năng lực của nó. Dùng nó để nhìn trộm vừa đỡ tốn công vừa có hiệu quả, truy tìm rừng rậm huyết u và huyết tôn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đừng đờ người ra đó, giúp một tay đi, Triệu Bân hô hào. Thương Khung quăng bầu rượu đi, sắn tay áo lao tới, chân nguyên cuồn cuộn. Triệu Bân dùng tiên lực rồi rào nhấn chìm tế đàn thứ 5, luyện hóa nó cùng với đỉnh núi này làm một. Người tập trung tới đây không ít, không ai quấy rầy họ. Triệu Bân một lúc làm hai việc, vừa tôi luyện vừa liên lạc với phân thân. Bên phía đế đô có phân thân của hắn, hắn nhờ chúng tìm Linh Lung và nữ soái. Hắn đã chọn xong bốn người tỏa trấn góc trận rồi, tất cả đều là cao thủ nữ cấp thiên võ, Lạc Hà, Ma Hậu, nữ soái và Linh Lung. Nếu cần bốn vị cao thủ nam cấp thiên võ cũng không phải không gom được, ví dụ như Ma Quân, Lão Môn Chủ, Thương Khung và Hồng Uyên. Nhưng dùng cao thủ nữ vẫn tốt hơn. Họ phụ trách dùng con mắt thiên không để tìm kiếm, cánh đàn ông sẽ phụ trách ra ngoài đánh trận. Chỉ một câu thôi, họ có chung kẻ địch, ân oán nên tạm gác lại, xử lý huyết tôn và ân chú là việc quan trọng nhất. Bất kể là bên nào cũng không phản đối đâu, với điều kiện họ là liên minh. Núi Bất Tử. Thành Thiên Thu, nữ soái và Linh Lung nghe xong cũng phải nhướng mày. Họ từng nghe nói về núi Bất Tử, thậm chí từng đến một lần. Nhưng Thành Thiên Thu trong núi Bất Tử thì lần đầu nghe nói. Nếu đã là Triệu Bân tìm họ thì ắt hẳn không đơn giản. Hai người lập tức hành động, lao ra khỏi đế đô nhanh như cắt. Khi đi, Linh Lung còn dùng bí pháp gọi Hồng Uyên ở bên ngoài quay về tỏa trấn. Đợi khi tới Thành Thiên Thu, hai người sững sờ rất lâu. Bởi vì không biết bên trong núi Bất Tử ẩn giấu thế giới không gian. Khi tiến vào bên trong rồi, hai người lại thêm sững sờ, bởi vì trong thành cường giả nhiều như mây, các thế lực đan xen và phức tạp, dòng thừa kế của ma vực, Tần gia ở Đông Hải, Bạch gia và Nhan gia ở Nam vực, Thiên Âm các ở Tây Nhạc, thậm chí có cả người của Thiên Tông, người của Trấn Ma Ti, người của La Sinh Môn. Đây là cái nồi lẩu thập cẩm à. Nếu không đích thân đến, chắc họ cũng không biết Triệu Bân lại lôi kéo được lực lượng mạnh mẽ đến thế. Nhưng chuyện làm họ kinh ngạc hơn là ma quân vẫn còn sống.
không ngờ kẻ hùng mạnh cái thế của 8.000 năm trước lại sống đến thời đại này. Còn cả ma hậu nữa, sao trông quen mắt thế? Gương mặt y hệt như Bát Nhã. Rốt cuộc ngôi thành này còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa? Bản lĩnh không nhỏ đâu, Linh Lung hít một hơi thật sâu. Người bình tĩnh như nữ soái mà hôm nay cũng bất ngờ kinh hãi tới vậy, đúng thật là được mở rộng tầm mắt. Triệu Bân chỉ mỉm cười, nếu không có chút bản lĩnh, hắn nào dám ra ngoài lang thang. Thân phận thật đã bị bại lộ, để Linh Lung và nữ soái biết bí mật của thành Thiên Thu cũng không sao, dù họ tiết lộ cũng chẳng hề chi. Mắt Thiên Không, đồ đệ của Hồng Uyên và nữ soái của quân Xích Diễm đều là người có tri thức đa dạng. Khi nhìn thấy tế đàn thứ năm, mắt đẹp hơi híp, rõ ràng là họ đã nhận ra, mà cũng bởi thế nên mới vô cùng mừng rỡ. Mặc dù không biết Triệu Bân tìm thấy bí pháp này ở đâu nhưng mắt Thiên Không đã thất truyền từ lâu này thật sự là một sự giúp đỡ to lớn. Tạm thời đi dạo một chút nhé, vẫn còn phải đợi thêm một người, Triệu Bân mỉm cười nói. Đúng là phải nhìn ngắm cho kỹ. Hai người mỉm cười rồi như hai du khách, họ dạo quanh khắp nơi trong thành, càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Càn khôn của thành này vô cùng huyền diệu, đừng nói đến bọn họ, dù Hồng Uyên có đến thì cũng chưa chắc nhìn thấu, đây là thứ được tiên gia tạo ra. Hai người lòng vòng một lúc thì gặp một cây cổ lệch, nhìn thấy những người bị treo trên đó, trên mặt đều là biểu cảm sâu xa. Chắc đây là đám con tin, là vốn làm giàu của người nào đó rồi. Đúng là diễn viên thực thụ. Hai người lắc đầu mỉm cười rồi quay đầu bỏ đi, đến giờ, chưa ai biết được rốt cuộc Triệu Bân đã dùng cách gì để tránh được đại trận soát hồn. Một bộ phim truyền hình dài 80 tập xoay người đời như trong chóng, thậm chí còn tưởng đâu Thánh Tử Thiên Tông là thanh niên tốt. Chào sư tổ. Chào nữ soái. Suốt dọc đường có rất nhiều người hành lễ với hai người. Như huyễn mộng, tinh hồn, có cả người của Thiên Tông. Ngoài mấy người này ra, còn có kha khá người quen như Bích Tiêu, các chủ Thiên Âm Các, Tử Linh, người giữ mộ hay lão tổ của các thế lực. Không ít thì nhiều, toàn bộ đều có giao tình hoặc ân oán với Triệu Bân, chẳng hạn như người thừa kế của ma vực, hiện tại gặp nhau ở đây, đúng là quá thú vị. Cửu Vĩ Hồ. Thái Thượng Hung Hổ. Họ đang đi thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút kỳ lạ, chẳng phải Thái Thượng Hung Hổ đã chết rồi sao? Còn cả Cựu Vi Hề nữa, Long Phi đã chân thân ở Nam Hải, sao nó vẫn còn sống? Đây cũng là một bí mật sao? Cuối cùng, hai người leo lên đỉnh núi Triệu Gia, bao ngày không gặp, mà giờ đã thay ra đổi thịt rồi. Linh Lung lẩm bẩm, cô ta đang nói Liễu Tâm Như. Trước đây, khi cô ta cải lão hoàn đồng thì đã từng gặp Liễu Tâm Như ở nhà họ Triệu. Lúc đó cô nhóc này vẫn còn bị mù. Giờ gặp lại thì đối phương đã là cảnh giới chuẩn thiên, tốc độ thăng cấp thế này thật quá đáng sợ, còn cả huyết mạch đặc biệt kia nữa, bá đạo một cách dị thường. Liễu gia đúng là không tầm thường, Liễu Thương không có hai đứa con gái, đứa này còn đáng sợ hơn đứa kia. Nàng ấy là Liễu Tâm Như. Nữ soái nhìn thấy Liễu Tâm Như thì bất chợt bần thần. Không biết vì sao, giây phút đầu tiên nhìn thấy Liễu Tâm Như, cô ta lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Cũng chính vào giây phút đó, dường như cô ta đã thấy được bóng dáng quen thuộc từ trên người đối phương, cực kỳ giống với Sở Vô Xương nhà mình. Là do cô ta đã nhìn nhầm rồi ư? Sao trên người cô nhóc này lại có bóng hình của Vô Xương? Chào hai vị tiền bối, Liễu Tâm Như khá lễ phép. Không cần đa lễ, hai người mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời, không hề tỏ thái độ bề trên. Phù Dung cũng đến, đương nhiên bà ấy nhận ra đồ đệ Hồng Uyên và nữ soái Xích Diễm. Nếu như xét về vai vế và địa vị ở Thiên Tông và Hoàng Tộc, bà ấy cũng phải hành lễ. Trước đây đã để cô phải chịu khổ rồi. Dù là nữ soái hay Linh Lung, ai cũng có cảm giác hổ thẹn. Chuyện của Tử Y Hầu khiến nhà họ Triệu tan cửa nát nhà, cả Hoàng Tộc và Thiên Tông đều không thoát khỏi trách nhiệm. Vậy mà con trai của Phù Dung lại cứu đại hạ khỏi mấy lần đại họa. Bọn họ nợ Phù Dung, cũng nợ Triệu gia. Vì vậy bọn họ mới chuyên môn dành ra thời gian để lên đỉnh núi, bái tế Triệu Uyên. Đột phá thiên võ rồi, càng ngày càng đẹp. Bên ngoài núi, mấy lão già tụm lại nhìn ngắm nữ soái và Linh Lung. Đều là mỹ nữ tuyệt thế. Đều danh tiếng lẫy lừng. Nhìn thôi cũng thấy đã mắt. Ngày thường thì ngầu lắm, vậy mà đến lúc đi tán gái thì thương khung liếc mắt. Mấy chuyện đòi hỏi kỹ thuật thế này phải cần có lão tổ đây, mấy lão già nói với giọng ý vị sâu xa. Tán gái cũng phải xem đối tượng, hai cao thủ thiên võ, lạng quạng trêu vào thì nhừ tử chứ chẳng chơi. Ta đã có người thương. Thương khung vuốt râu, nói với vẻ đầy thâm trầm.
Lời ông ta nói là thật, người ông ta yêu là ma tướng thứ 9, Phù Nhàn. Ngày thứ 3, môn chủ La Sinh Môn đến. Người cùng đi với cô ta là lão môn chủ sư phụ của môn chủ La Sinh Môn, cả hai đều mặc áo choàng đen, trùm kín từ từ tới chân, nghề của họ là sát thủ, không tiện để lộ thân phận, mà Triệu Bân cũng sẽ không tò mò tới cùng làm gì. Lạc Hà vẫn ổn, từng đến một lần nên cô ta vẫn khá bình tĩnh. Nhưng lão môn chủ thì lại nhìn Thành Thiên Thu bằng ánh mắt vô cùng bất ngờ, thế giới không gian này thật sự phi thường, không phải nơi mà Phượng Minh Cốc có thể bì được, chẳng ai ngờ được trong núi bất tử lại có càn khôn tầm cỡ này. Hai người này mạnh thật. Nữ soái và Linh Lung hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng qua sự kiêng dè. Có điều, so với ma hậu, hai người này vẫn còn kém. Còn về phần ma quân, ông ta vẫn còn đang bế quan, đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Cơ mà không gặp người thì cũng biết đó là một nhân vật cái thế từng thống nhất tứ hải bát hoang, bất cứ ai trong số những người có mặt ở đó, kể cả Triệu Bân cũng đều không phải là đối thủ của ông ta. Giọng nói của cô ta nghe quen thật. Mấy lão già không đàng hoàng lại tụm lại với nhau xì xào, cô ta trong lời của bọn họ là đang chỉ môn chủ La Sinh Môn, hình như là đã nghe ở đâu đó. Đã từng nghe ở đâu chứ? Ở ngoài Vân U Cốc, nghe suốt 3 ngày 3 đêm. Trí tưởng tượng bay xa. Tưởng tượng một hồi là đều có suy nghĩ giống như nhau. Lẽ nào Triệu công tử nhà ta và môn chủ La Sinh Môn thật sự xảy ra chuyện đó sao? Vậy thì ngầu lòi luôn, hèn gì bọn sát thủ cấp chữ thiên lại nghĩa khí đến thế, hóa ra là do có tầng quan hệ này. Ăn rau cũng là một việc đòi hỏi kỹ thuật. Các cao thủ đồng loạt hít một hơi thật sâu, thầm giơ ngón tay cái khen ai kia. Mọi người đã đến đông đủ. Bắt đầu nào. Các cao thủ thiên võ phân công rõ ràng. Chia ra đến 4 đỉnh núi, hợp lực đúc tế đàn. Người đã được chọn xong, 4 nữ thiên võ nhất định có thể đánh ra mắt thiên không. Thành Thiên Thu hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người nhìn lên đỉnh núi với vẻ mặt mong đợi. Cũng có nhiều kẻ đang mài đào, chỉ chờ được ra ngoài đánh nhau. Các cao thủ thiên võ lại rất cẩn trọng. Triệu Bân cũng chẳng nhàn rỗi, hắn là người có tiên lực dồi dào nhất. Vừa hay, lão môn chủ đang đứng cách hắn không xa. Lão già đó có hơi mót, lần trước bị đập tới tấp khiến lão ta ám ảnh, cứ hễ gặp Triệu Bân là cứ cảm giác không tự nhiên. Nói tóm lại, hình ảnh vẫn khá hài hòa. Chắc đây là lần đầu tiên Thành Thiên Thu, Đại Hạ và La Sinh Môn bắt tay với nhau một cách chính thức như vậy. Đùng! Lúc mọi thứ đang tất bật, dị tượng xuất hiện trên vòng trời. Đó là dị tượng của ma quân, không biết là thể phách niết bàn hay tâm cảnh thay đổi mà dị tượng cực kỳ to lớn, bao phủ hết Thành Thiên Thu. Đừng nói gì đến cảnh giới chuẩn thiên, đến cả cao thủ cảnh giới thiên võ cũng cảm thấy bị đè nén. Đáng tiếc, ông ta vẫn còn là cảnh giới thiên võ. Cần tới 3, 5 năm nữa, ông ta mới có thể quay lại được cấp bậc tiên. Hay nói đúng hơn, là cảnh giới chuẩn thiên. Nếu chưa trải qua tiên lộ, cái gọi là cấp tiên cũng không phải là tiên chân chính. Hôm nay ma quân xuất quan. Lúc ông ta đến trước đỉnh núi, tất cả cảnh giới thiên võ đều thấy run sợ. Thiên võ cũng có chia cấp bậc, phân ra mạnh yếu, cảnh giới thiên võ như ma quân là cấp bậc mạnh nhất dưới cảnh giới tiên, không ai nghi ngờ chiến lực của ma quân, sức mạnh bá đạo chảm trời chém đất, bằng không năm đó người này cũng chẳng thể thống nhất bát hoang. Mắt thiên không, ma quân cũng lên đỉnh núi, vừa nhìn là nhận ra ngay. Là thứ tốt, không ngờ thời đại này vẫn còn có người am hiểu về nó. 3 ngày sau, 4 tế đàn đã được tạo ra, phân chia đặt trên 4 đỉnh núi. Mọi người đồng loạt lùi ra ngoài, chỉ có 4 nữ thiên võ tiến lên. Ma hậu, Lạc Hà, nữ soái, Linh Lung chia nhau ra ngồi cố thủ ở các tế đàn, ngồi xếp bằng, đan hai tay lại thành chữ thập, khởi động ấn quyết. Vù! Một âm thanh vang lên, 4 tế đàn đều rung lắc, tia sáng bắn ra chung quanh. Sức mạnh của bọn họ giống như ngòi nổ, thắp sáng tế đàn ở giữa. Quỳnh! Lại một tiếng động lớn nữa vang lên. Tia sáng chói mắt phóng vút lên bầu trời từ tế đàn thứ 5. Triệu Bân thấy thế thì dùng hết thị lực để quan sát nhưng hoàn toàn không thấy đôi mắt ảo ảnh khổng lồ kia, chỉ kịp bắt lấy hình thái trong tích tắc. Mắt thiên không ở đâu thế? Người trong thành đều ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng đáng tiếc là không có ai nhìn thấy gì cả. Mắt thiên không phiên bản hoàn chỉnh đã ẩn mình hoàn toàn trong hư vô. Có nhìn thấy không? Thương Khung hỏi. Ma quân gật đầu, mắt của ông ta cực tốt. Chắc ông ta là người duy nhất có thể nhìn thấy mắt thiên không một cách rõ ràng. Đương nhiên, 4 nữ thiên võ là ngoại lệ. Bọn họ là người nắm giữ điều khiển trận,
tầm mắt của họ đã liên kết với bầu trời. Là mắt thiên không đấy sao? Nữ soái và Linh Lung lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy chấn động. Bí pháp nhìn lén trong truyền thuyết đúng là kỳ diệu. Qua đôi mắt đó, không biết có thể nhìn thấy được bao nhiêu biên cương, núi cao, sông dài, rừng cây, thành cổ, thôn làng. Tất cả đều rõ mồn một. Lần đầu tiên được xem bản hoàn chỉnh. Lạc Hà thầm nghĩ, trong lòng cũng chấn động không thua gì. Người bệnh tình nhất vẫn là ma hậu đã tâm ngàn năm trôi qua rồi, không còn gì có thể khiến cô ta kinh ngắc nữa. Lớn không, Thương Khung khều nhẹ ma quân lớn, ma quân đáp khá rõ ràng. Ông ta nhìn thấy rẽ, đôi mắt thiên không đủ lớn ngoài sức tưởng tượng. Huyết tôn và ân chú có nhìn thấy không, đại trưởng lão ma ra khẽ hỏi. Ta có thể nhìn thấy, đương nhiên hai người họ cũng có thể, ma quân không giấu giếm. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Có thể nhìn thấy thì đã sao, bọn họ cũng không phá được mắt thiên không. Trừ phi đối phương chạy đến thành thiên thu phá trận, cũng tức là hủy hoại năm tế đàn này. Bốn nữ thiên võ đều nhắm mắt, không nói gì, tĩnh tâm quan sát, mắt thiên không hoàn chỉnh có năng lực thật sự rất bá đạo. Trong phạm vi nhất định, nó nhìn thấy hết tất cả mọi thứ dưới bầu trời, rất tiện cho việc điều tra từng điểm. Phía đông nam, bỗng dưng nữ soái thốt lên. Rừng rậm huyết u, Triệu Bân vội hỏi, ánh mắt chợt sáng lên. Chắc là cứ điểm của huyết ma, nằm sâu dưới lòng đất, huyết hải cuồn cuộn, nữ soái khẽ nói. Triệu Bân không nói gì, lao ra khỏi thành thiên thu như tia chớp. Trước khi đi, hắn còn để lại rất nhiều phân thân bên cạnh bốn nữ thiên võ để tiện liên lạc. Bên này chỉ ra vị trí là bản thể bên kia có thể chạy đến đánh ngay. Một câu thôi, chỉ đâu đánh đó. Đi cùng Triệu Bân còn có ma quân, Thương Khung và lão môn chủ. Như Triệu Bân, bọn họ cũng để lại phân thân để đỡ phải chạy đi chạy về, bất kể là rừng rậm huyết u hay là tộc huyết ma, không cần biết đó là xào huyệt hay chỉ là một nhánh của chúng, cứ đến đánh, tiêu diệt sạch sẽ rồi nói sau. Nghe nói ngươi và môn chủ La Sinh Môn đã lên giường với nhau hả? Trên đường đi, Thương Khung rất không an phận, cứ kiếm chuyện để hỏi. Ông ta vừa mới thốt ra lời này là lão môn chủ khoác áo choàng đen liếc mắt sang quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới, khuôn mặt già nua dưới lớp áo đen tối sầm, chuyện này xảy ra khi nào? Lên giường thật rồi sao? Đừng nói bậy. Triệu Bân bình thản đáp, hắn lại dùng tới khả năng diễn xuất của mình. Thương Khung không cho đó là thật, chắc chắn chuyện đó đã xảy ra. Dù có thật hay không, lão môn chủ đều tin là nó đã xảy ra. Vì lão ta tin nên ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân như bốc lửa, có biết câu một ngày làm thầy, suốt đời làm cha không? Thế mà trước đây, khi ở Phượng Minh Cốc của ta, nhóc con người cũng xuống tay đánh ta cho được. Tức thì tức, nhưng lão ta cũng không phản đối chuyện này. Tên nhóc này là một nhân tài, tiền đồ tương lai vô hạn, bên cạnh hắn còn có nhiều trợ thủ đến thế mà. Tạm không nói ai khác, chỉ mỗi ma quân thôi, đây đã là một cây cổ thụ chọc trời rồi. Bất kể là thiên phú hay là căn cơ thực lực, Triệu Bân đúng là một chàng rể có thắp đuốc cũng khó tìm, đương nhiên là do ánh mắt của đồ đệ nhà lão ta không tệ rồi. Lúc bốn người dừng lại thì đã ở một vùng núi hoang vu. Đêm nay vừa lúc là đêm không trăng gió lớn, cuồng phong thổi vèo vèo lạnh lẽo. Theo chỉ dẫn thì là chỗ này. Thương Khung cầm bản đồ, nhìn quanh bốn phía. Lão môn chủ cũng vậy, xác định đúng là nơi này, cứ điểm của huyết ma ẩn trong vùng rừng núi hoang vu này. Có một biển máu, chắc là đang nuôi dưỡng con rối máu, che giấu cũng kỹ thật. Có bản lĩnh đấy. Triệu Bân cười lạnh, hắn đã hơi ngửi thấy được mùi máu tanh. Chẳng cần nhìn cũng biết ở dưới lòng đất có che giấu huyền cơ khó phát hiện. Ma quân không nói gì, sải chân đi trước. Tầm nhìn ông ta tốt cỡ nào, nhìn một cái là biết trong lòng đất có càn khôn. Bùm! Ông ta giơ cao chân giẫm từ trên xuống, mặt đất nứt ra. Nhất thời, một làn xương máu cuồn cuộn trào ra từ trong cái khe, mang theo cả tiếng gào ầm ĩ. Trong làn xương máu còn có những bóng người đẫm máu, nói đúng ra thì là con rối bằng máu, số lượng khổng lồ, ngoại trừ rối máu ra thì còn cường giả huyết ma, số lượng không ít, thực lực cũng cực cao. Ai đó? Một tiếng hét to vang lên, một huyết ma giết ra. Màn súng bắn chim đầu đàn rất hợp để diễn ra ở đây. Huyết ma kia vừa xông ra đã bị Triệu Bân tiêu diệt sau một mũi tên, đám huyết ma phía sau xông ra cũng phải chịu kết quả tương tự. Bị Triệu Bân điểm danh, lão môn chủ và Thương Khung không dám nhàn rỗi, đánh ra toàn tuyệt chiêu. Bá đạo nhất vẫn là bất diệt ma quân.
một chưởng của ông ta vỗ xuống làm mặt đất lõm đến mấy trượng. Dấu tay khổng lồ trực tiếp hủy diệt biển máu kia, khiến cho không biết bao nhiêu con rối bị tiêu diệt. Trong núi hoang, chiến đấu bắt đầu nhanh mà kết thúc có vẻ còn nhanh hơn. Ba cảnh giới thiên võ cộng thêm Triệu Bân đánh tan cứ điểm của huyết ma. Đại chiến kết thúc, nhưng mọi chuyện sau đó thì chưa. Trên phế tích có mười mấy huyết ma hôn mê nằm đó, đây là người sống mà nhóm Triệu Bân cố ý để lại, muốn dựa vào chúng để dò tìm bí mật, ví dụ như huyết tôn đang ở đâu, hoặc hang ổ thật sự của huyết ma nằm tại chỗ nào. Triệu Bân không nói nhiều lời, định dùng thuật soát hồn. Vô ích thôi, thương khung ngăn hắn lại. Huyết ma là chủng loại khác, trong linh hồn có cấm chế tự hủy, thuật soát hồn sẽ bị hủy diệt, lão môn chủ nói. Ma vực không nói, nhưng im lặng coi như ngầm thừa nhận. Bốn người có cùng một loại ăn ý, tất cả cùng nấp trong bóng tối. Không soát hồn được thì lui lại dùng cách khác để theo dõi bọn chúng. Không lâu sau, mười mấy huyết ma kia tỉnh lại. Bọn chúng rất thông minh, đi đứng vô cùng trơn tru. Đuổi theo đi. Bốn người như u linh, lặng lẽ theo đuôi. Huyết ma cảm giác thực lực có hạn, không biết có người đi theo sau. Mặt khác, thành thiên thu yên tĩnh không tiếng động. Tất cả ngước lên trên bầu trời, cố gắng hết sức để nhìn con mắt thiên không. Nhưng không một ai thấy được. Sau đó, bọn họ mới thấy tứ đại nữ thiên võ đang đứng im như tượng. Những tiếng hít sâu vang lên, phép khuy thiên địa do bốn cường giả thiên võ kết hợp thi triển này bá đạo vô cùng. Điều đáng quan ngại là sau khi nhóm Triệu Bân đi cho đến nay vẫn không thấy bọn họ đưa ra chỉ thị gì. Tìm huyết ma và rừng rậm huyết u khó vậy sao? Đương nhiên rồi. Không chỉ khó mà khó vô cùng. Sau khi nhóm Triệu Bân định thân lại thì tất cả đã chui vào lòng đất. Mười mấy con huyết ma đi mãi rồi hóa thành một vũng máu, mà không có một chút dấu hiệu nào. Kể cả ma quân cũng vô cùng lúng túng. Theo đuôi cả ngày trời mà cuối cùng lại thế này. Đã 8.000 năm trôi qua, có lẽ huyết tôn biết rút kinh nghiệm mà trồng không ít cấm chế cho huyết ma của mình, không chỉ phòng được thuật soát hồn mà còn phòng con mẹ nó cả truy đuổi nữa. So với ba người thì Triệu Bân bình tĩnh hơn cả. Hắn gặp những trường hợp khó tiêu thế này không chỉ một lần. Huyễn Vũ U Lâm. Đột nhiên, có một âm thanh vang lên bên tai bốn người. Giọng nói tinh xảo đó truyền âm lần lượt cho bốn người. Ta rất quen thuộc với nơi đó. Triệu Bân nói xong thì quay đầu biến mất trong bóng đêm. Ba người ma quân chưa đi theo mà chờ chỉ thị tiếp theo. Vân U Cốc, phía nam. Ước chừng nửa canh giờ sau, giọng nói của Lạc Hà vang lên. Lão môn chủ tức khắc quay về hướng kia, ngụ ý rõ ràng, ta biết nơi đó. Triệu công tử thì họ Khan một tiếng, dân cốc và ta cùng biết. Địa tiên Vân Hải, phía đông bắc, sau đó là tiếng của nữ soái. Thương khung ực một tiếng, bước hướng lên trời. Chỉ sau đó một giây là giọng của ma hậu, di chỉ ma vực. Di chỉ ma vực. Ma quân nghe được thì nhíu mày. Đó là quê nhà của ma vực, sau khi ông ta hồi sinh thì cũng đã tới đó nhưng không hề thấy dấu vết nào. Hơn nữa ma vực của ông ta có cấm chế khác ngoài hạn chế tu vi, nên người thường không thể chui vào được. Xem thường ngươi rồi. Ma quân nói xong thì biến mất trong bóng tối. Rõ ràng là huyết tôn đã từng đi qua di chỉ ma vực, đúng là khéo chọn. Mau lên, mau lên. Đêm nay không hề yên bình. Tứ đại nữ thiên võ hợp lực mở mắt thiên không, tìm ra cứ điểm của huyết ma, nhưng không phải chỉ có mấy nơi đó. Cường giả thành thiên thu xuất hiện, chạy đi khắp nơi. Còn có La Sinh Môn, sát thủ cấp chữ thiên không nhận nhiệm vụ nữa, vì xử lý huyết ma chính là nhiệm vụ rồi. Cảnh tượng khủng khiếp thế này thì sao có thể thiếu được đại hạ, ngự lâm quân, hoàng ảnh vệ, thiên tông và cường giả hoàng tộc. Ai cũng mạnh mẽ xuất kích, thật sự là chỉ đâu đánh đó. Quan sát trời đất, xương máu ở khắp nơi. Cẩn thận nghe còn có thể thấy những tiếng kêu rên thê lương. Cứ điểm ẩn núp của huyết ma liên tục bị triệt phá. Khá khen cho một con mắt thiên không. Nương theo ánh sao, Hồng Uyên đứng trên tường thành đế đô, yên tĩnh ngẩng mặt lên nhìn tinh không. Ma quân dự đoán quả không sai, chỉ cần là cảnh giới có kinh nghiệm thì sẽ thấy mắt thiên không, Hồng Uyên được coi là một trong số đó. Ông ta là lão tổ của đại hạ, tuy là cảnh giới thiên võ nhưng cũng đã từng đi đến cảnh giới tiên. Nếu Hồng Uyên đã thấy thì huyết tôn cớ gì không thấy. Lão ta đứng trên đỉnh núi u ám, cũng nhìn lên hư không, thấy đôi mắt to lớn mà hư ảo trên đó, lão ta vừa nhìn đã nhận ra đây là mắt thiên không. Thật quái dị,
Bí pháp này hẳn là bị thất truyền từ lâu rồi mới phải chứ, thế mà vẫn được lưu truyền, khiến lão ta trở tay không kịp. Thú vị đấy. Một tiếng nói yếu ớt vang lên, truyền đến từ một gốc cây già bên cạnh huyết tôn. Sau đó, một gương mặt quỷ vặn vẹo xuất hiện, chính là ân chú. Lão ta cười đến là âm u, dù gì cũng có thực lực, nên lão ta cũng nhìn ra được mắt thiên không. Là kẻ nào làm phép, huyết tôn thản nhiên hỏi. Lão phu đã thôi diễn rồi, người làm phép đang ở núi Bất Tử, ân chú cười yếu ớt. Núi Bất Tử. Trong núi có một tòa thành cổ, nói đúng ra thì là một thế giới không gian. Vậy thì phá hủy nó thôi, huyết tôn hừ lạnh. Rất đúng ý ta, ân chú cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Hai người vô cùng ăn ý, đối phương liên tiếp xuất kích tứ phía, núi Bất Tử chắc chắn sẽ không có ai thủ vệ, là thời cơ tốt để đánh úp. Hai bọn họ kết hợp, với thực lực này thì có thể nắm chắc, cho dù đối phương có là bốn cảnh giới thiên võ đi nữa. Không sai chút nào, thành thiên thu trống rỗng không một bóng người, trừ tứ đại nữ thiên võ ra thì không có nổi một võ giả cảnh giới địa tạng. Người mạnh đều đi đánh trận hết rồi, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Soạt. Triệu Bân vọt qua bầu trời như một vệt ánh sáng. Lướt qua một quần thể núi là thấy một khu rừng rậm lộ ra dưới lớp mây mù, đây chính là Huyễn Vũ U Lâm. Ngày xưa hắn và lão già dâu chữ Bát đã từng đến đây, suýt thì bị thụ yêu ngàn năm giết chết. Bây giờ quay lại chốn cũ, tình cảnh khác biệt, sức mạnh tràn đầy. Theo như trí nhớ của hắn thì trong rừng có cây cối tươi tốt, nhưng xương độc cũng vần quanh. Hắn mở địa linh chú, vừa đi vừa cảm nhận, không cần mắt thiên không chỉ dẫn vẫn có thể cảm được mùi máu tanh. Huyết tôn giỏi tìm chỗ thật, dấu cứ điểm ở nơi này, Huyễn Vũ U Lâm tuy chẳng phải cấm địa nhưng hung danh hiển hách. Không ai ngu tới đây thám hiểm hết. Càng đi sâu thì xương độc càng dày đặc. Càng vào sâu thì xương độc càng lộ ra mùi tanh. Triệu Bân mở thiên nhãn, vén ra từng tầng mây, nhìn thấy một biển máu, rộng cỡ vạn trượng, bình tĩnh như chết, có xương máu lượn lờ, khí bạo ngược mãnh liệt. Lúc hắn nhìn thì biển máu đã có dị động, vô số bóng người đi ra từ trong biển máu, cả người đỏ lòm, đều có linh trí, xếp thành những đội ngũ vuông vức chỉnh tề trên mặt đất bằng phẳng. Tất cả đều là rối máu. Triệu Bân nhìn với vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu hắn thấy rối máu được sinh ra, quả nhiên là quỷ dị. Chỉ một biển máu mà cũng tạo ra được rối máu, thủ đoạn của huyết tôn quả nhiên không tầm thường. Biển máu thế này có thể tạo ra vô số rối máu, khó trách ma vực ngày xưa đã bị đánh cho bán tàn. Ông! Triệu Bân rút kiếm Long Nguyên ra, giết tới. Rối máu có linh trí, thấy có người xâm nhập nên con mắt cũng lóe lên ánh sáng bạo ngược. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân quát lên, dùng kiếm khí màu vàng mở đường. Rối máu tuy mạnh, đông, nhưng không ngăn cản được đòn tiến công của hắn, bị giết mở một con đường máu. Mục tiêu của Triệu Bân không phải chúng mà là cái biển máu kia, đó mới là cội nguồn sức mạnh của rối máu. Nghe Thương Khung nói, chỉ cần có máu làm căn cơ thì rối máu có thể sống lại liên tục, rất khó giết chết. Phá! Giọng nói của Triệu Bân âm vang, một kiếm chém tới biển máu. Công phạt của hắn khiến cả biển máu sao động, tạo nên một đợt sóng lớn. Một con cự long đỏ lòm từ bên trong gào thét đi ra, hô hấp toàn là sát khí, trong mắt rồng còn có cả ánh điện tóe ra. Hắc Châu Ma Long. Triệu Bân lẩm bẩm, hai mắt híp lại. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm, đây chính là Hắc Châu Ma Long, nói đúng ra là Hắc Châu Ma Long dạng con rối máu. Hắn đã đánh giá thấp huyết tôn, lão ta không chỉ tạo được rối người máu mà còn là tất cả các hình thái. Chỉ cần có máu, tựa như Hắc Châu Ma Long này. Growl. Trong một chớp mắt, Hắc Châu Ma Long giết đến. Triệu Bân không chút hoảng sợ, vung trường đánh rồng. Hắc Châu Ma Long bị đánh, lại chìm vào biển máu. Ngay sau đó một giây, nó lại ngưng tụ như cũ, lại tiếp tục xông lên, hình thể càng to lớn hơn. Thương Khung không nói dối. Chỉ cần có máu thì rối máu sẽ rất khó chết hết. Mở. Triệu Bân thầm gào lên. Bắt đầu hóa kỳ lân. Hắn một bước bay lên, một bàn tay che trời ập xuống. Oanh! Trưởng ấn che trời nặng như một ngọn núi, khí thế mạnh mẽ, đánh cho biển máu đỏ tươi lăn lộn. Có lẽ là trưởng quá mạnh nên máu tươi đã bị đánh thành tro, con rối ma long đang gầm thét cũng táng thân ở đó. Đám rối máu bên ngoài cũng khó thoát chết được. Triệu Bân thi triển hư không thiên lôi trận, sấm sét đánh xuống đầy trời, không ngừng công phạt. Đến khi hắn hạ xuống thì hóa kỳ lân đã tan. Mặt đất thì bừa bộn vô cùng. Máu tươi không còn lại chút gì, đoàn quân rối máu bị tiêu diệt. Hắn không dừng lại nhiều,
thu kiếm quay đi. Keng! Tiếng kiếm vang lên, một luồng sáng u ám chém tới, nhanh như chớp. Triệu Bân không kịp phòng ngừa, cũng không tránh được, bị chém mất một bên cánh tay. Ánh kiếm kia tràn ngập sát khí, xông vào thể phách của hắn, hóa thành từng sợi kiếm khí chạy loạn trong cơ thể hắn. Diệt! Mắt Triệu Bân sáng như đuốc, lấy sự mạnh mẽ của căn nguyên huyết mạch dập tắt sát ý. Sau đó là tiếng bịch bịch, tiết tấu chậm chạp, nghe kỹ thì mới biết là tiếng đi bộ. Có lẽ là cơ thể quá nặng nề hoặc là uy thế quá mạnh mẽ nên bước nào bước nấy đều vô cùng vang dội. Chuẩn tiên, Triệu Bân híp mắt. Một bóng người đi ra, xuất hiện trong mắt hắn. Đúng là cấp bậc chuẩn tiên, khí thế vượt qua thiên võ, không lừa được người. Sau khi sương mù tản đi thì hắn mới thấy rõ. Là một người áo đen che đi dung mạo, chỉ để lại đôi mắt băng giá tĩnh mịch, nhìn lâu một chút sẽ cảm thấy tâm hồn như bị cắn theo. Quanh người kẻ này có rất nhiều dị tượng phối hợp, có nhật nguyệt vần quanh, có sao sáng tô điểm, như ẩn như hiện. Không phải huyết tôn, Triệu Bân lẩm bẩm. Chính vì không phải nên hắn ta mới kinh ngạc, sao mà nhiều chuẩn tiên như vậy chứ? Giống như người này không biết xuất hiện ở đâu, lại có quan hệ thế nào với huyết tôn mà lại sở hữu tu vi chuẩn tiên. Nếu như đi vào tiên lộ thì kẻ này chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là chuẩn tiên mà là tiên chân chính. Tiểu bối đã lâu không gặp, người áo đen cười âm u, tiếng nói như ma chủ, vang vọng vô cùng. Tiền bối biết ta, Triệu Bân lạnh nhạt đáp, lại hóa kỳ lân, dùng hóa kỳ lân mở thể kỳ lân, nâng cao lực phòng ngự đến mức tối đa. Đối diện với chuẩn tiên thì lúc nào cũng sẽ bị miêu sát. Nhớ lần trước người đến thì mới chỉ là cảnh giới chân linh, người áo đen khê nhếch miệng, mới được 2 năm mà đã tiến bộ nhanh chóng vậy rồi quả nhiên là thế gian hiếm gặp. Triệu Bân nghe vậy thì nhăn mày. Hóa ra từ lần trước hắn vào huyễn vụ U Lâm thì người áo đen này đã có mặt, chẳng qua là không hiện thân mà thôi. Một cao thủ chuẩn tiên ở đây làm hắn thấy giận người. Nếu hôm đó người này đến làm loạn thì hắn chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hắn thậm chí còn cho rằng huyết tôn cũng không biết đến sự tồn tại của người này. Nếu vậy thì người này quá đáng sợ. Phải biết rằng huyết tôn cũng là chuẩn tiên, né được cảm giác của huyết tôn thì đạo hạnh của người này phải cao cỡ nào chứ? Rốt cuộc ngươi là ai? Triệu Bân nhìn không chớp mắt. Ta là ai không quan trọng, người áo đen cười yếu ớt, liếm đầu lưỡi đỏ chét, quan trọng là lão phu rất thích thân thể này của ngươi, cả huyết mạch của ngươi nữa, thật sự rất đáng quý. Keng! Đáp lại ông ta chỉ có tiếng kiếm chói tai. Là Triệu Bân đã sử dụng thuấn thân tuyệt sát, vung kiếm chém ra. Người áo đen không chuyển động, chỉ duỗi 2 ngón tay kẹp lấy kiếm Long Uyên, đầu ngón tay có ánh sáng âm u trông rất quỷ quyệt, lại hạ gục kiếm uy trong chớp mắt, thậm chí làm cho chiêu này của Triệu Bân trở nên không còn chút uy lực nào. Soạt! Một kích thất bại, Triệu Bân nhảy ra phía sau. Khá khen cho chiêu thiên nhãn thuấn thân. Người áo đen hơi nhếch miệng, vung ra một chưởng nhanh chóng. Triệu Bân lấy hồn gọi thiên lôi, tạo thành một ánh kiếm bổ vào bàn tay to lớn hư ảo. Khinh thường ngươi! Người áo bào đen như u linh, biến mất trong nháy mắt. Ông ta lại hiện thân ở ngay sau lưng Triệu Bân, vẫn vung một chưởng, bàn tay lưu chuyển, nơi lòng bàn tay còn có điêu khắc quỷ dị, chắc là một loại phong cấm gì đó, hơn nữa cấp bậc khá cao. Soạt! Triệu Bân nhanh như chớp cố gắng thoát ra. Người áo đen một tay nắm khoảng không, hơi chau mày. Thằng nhãi này phản ứng nhanh thật. Chu tiên quyết. Triệu Bân nhanh nhẹn quay người, bổ đến một ánh kiếm. Người áo đen không cả nhìn, lấy thân chống đỡ, sau đó chém qua một kiếm khí đen nhánh. Kiếm khí này cũng kinh khủng vô cùng, chân nguyên hộ thể của Triệu Bân trước mặt thứ này yếu ớt như một tờ giấy trắng, dễ dàng bị phá vỡ, khiến lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ máu đen ngòm. Là ngươi ép ta phải dùng chiêu này. Triệu Bân lóe sáng trong nháy mắt, mở trạng thái tóc vàng. Đúng lúc người áo đen giết đến, nhưng đụng phải một quyền kinh thiên của hắn rồi bị đánh cho lui lại. Đây là cảnh giới chuẩn thiên sao? Người áo đen kinh ngạc trong chớp mắt, quyền này trông cực kỳ mạnh và bá đạo. Thứ bá đạo hơn còn ở ngay sau đó nữa, trong lúc ông ta kinh ngạc thì Triệu Bân đã vung kiếm đi tới. Kiếm này coi như tạm. Người áo đen tràn ngập khinh bỉ, duỗi ra 2 ngón tay. Nhưng ngay sau đó... Khi ông ta sắp kẹp vào mũi kiếm Long Uyên thì uy lực của kiếm bỗng nhiên tăng mạnh. Đây không phải phong lôi quyết mà là vạn kiếm quy nhất. Không biết đã có bao nhiêu phân thân của Triệu Bân ngưng tụ sức lực cho chiêu bộc phát trong nháy mắt này. Lần này người áo đen không kịp trở tay. 2 ngón tay ông ta chĩa ra không kẹp được mũi kiếm Long Uyên.
Phụt, máu tươi tung tóe. Gương mặt của người áo đen bị Triệu Bân đâm trúng. Nguyệt Thần thổn thức một tiếng, chính cô ta cũng ái ngại thay cho người áo đen. Khinh thường người nào đó sẽ có kết cục rất nghiêm trọng. Giỏi lắm. Người áo đen giận quá hóa cười, vung trưởng đánh Triệu Bân. Vẫn không thể thấy rõ mặt của ông ta, nhưng vết máu trên mặt ông ta đã khép lại trong nháy mắt. Là ông ta xem thường tên võ giả chuẩn thiên này, không ngờ hắn có thể nắm chắc sức mạnh như vậy. Để làm được điều này thì võ hồn phải đạt một mức độ cực kỳ hà khắc, chỉ hơi sơ sẩy thì sẽ bị cắn ngược ngay. Cho nên ông ta mới bị đánh trúng một chiêu không kịp trở tay. Đường đường là cảnh giới chuẩn thiên mà lại bị một tên chuẩn thiên đánh cho tóe máu, quá mất mặt. Nhãi con, ngươi chọc giận ta rồi đấy. Người áo đen lạnh nhạt nói, thanh âm lạnh lẽo. Ông ta vừa dứt lời thì một gương mặt quỷ khổng lồ lập tức được diễn hóa ở trên khoảng không, lớn như một tòa núi lớn, tuy là ảo nhưng vặn vẹo vô cùng, chỉ nhìn thôi cũng thấy dữ tợn hơn cả lệ quỷ. Con mắt to lớn đỏ ngầu như sắp trào máu. Triệu Bân ngẩng lên nhìn, sắc mặt khó coi. Đúng là chuẩn tiên, thủ đoạn thông thiên. Hắn lần đầu được thấy mặt quỷ khổng lồ như thế này, cái miệng như bồn máu kia mà há ra thì có thể nuốt hẳn một đỉnh núi ấy chứ. Ác linh phệ thiên. Ma hậu ở bên thành Thiên Thu đột nhiên mở mắt. Cô ta đang nhìn lén chỗ khác thì liếc sang Huyễn Vũ U Lâm, nhìn thấy gương mặt quỷ dữ kia. Sao lại là, ác phương, ma hậu thì thầm. Cô ta lẩm bẩm, truyền cho ma quân biết thông qua phân thân của ma quân. Ma quân nghe được thì nhướng mày, chắc chắn là ác phương chứ. Ma hậu không đáp lại, lấy mắt thiên không nhìn lén, vén lên những lớp xương độc, cố gắng nhìn vào chỗ sâu, nhưng thấy Triệu Bân và người áo đen đã vào trạng thái giằng co. Mắt thiên không. Người áo đen nhếch miệng, nhìn lên trời. Vì là chuẩn tiên nên ông ta đương nhiên thấy được đôi mắt kia. Tiểu ma hậu, ai cho ngươi lá gan nhìn lén lão phu vậy? Người áo đen hừ lạnh, âm sát quanh thân mãnh liệt, che đậy không cho mắt thiên không nhìn trộm. Hừ, ma hậu khẽ rên, có lẽ đã bị đánh lén. Cô ta vậy còn đỡ, Lạc Hà, nữ soái và Linh Lung đều chảy máu ở khóe mắt. Bọn họ hợp lực thi triển sức mặt, ánh mắt tương liên. Ma hậu bị đánh lén thì họ cũng vậy. Đúng là ác phương rồi, ma hậu đã đưa câu trả lời xác đáng cho ma quân. Triệu Bân, mau rút lui. Ma quân hét lên, đổi hướng chạy về Huyễn Vũ U Lâm, sắc mặt càng thêm khó coi. Không hiểu kiểu gì. Một huyết tôn trốn đi đâu mất tăm. Một ân chú biến mất không dấu vết. Giờ lại nhảy ra một kẻ ác độc cái thế. Xét về bối phận thì ông ta còn phải gọi ác phương là tiền bối kìa. Kẻ này mạnh mẽ vô cùng, ông ta hiểu hơn ai hết. Chớ nói một Triệu Bân, dù là hai người cũng không phải đối thủ của ác phương ấy chứ. Ma quân dùng phân thân truyền âm cho Triệu Bân nên Triệu Bân nghe được. Hắn thì chưa hề nghe nói đến ác phương. Nhưng nghe giọng của ma quân thì kẻ này có vẻ rất đáng sợ. Growl. Gương mặt quỷ khổng lồ kia thật sự há ra cái mồm lớn như bồn máu, không thấy cổ họng đâu mà chỉ tối đen như mực, giống một vực thẳm. Cũng giống một hố đen, như có sức mạnh thôn thiên. Huyễn Vũ U Lâm to lớn vì thế mà rung chuyển. Xương độc cuồn cuộn bị hút vào trong. Dê số hòn đá lớn cũng bị nó nuốt vào. Triệu Bân không đứng vững, bị hút vào trong. Sức cắn nuốt kinh khủng khiến hắn khó mà chống lại, mặc dù có sử dụng chiêu di thiên hoàn địa thì cũng không thể thoát khỏi vùng không gian đó và bị nuốt vào. Phốc, phốc, phân thân của Triệu Bân ở Đế Đô và Thành Thiên Thu cùng nhau tan vỡ, thậm chí đám ma quân. Ma hậu có gọi gì cũng không nhận được hồi âm. Bị mặt quỷ nuốt rồi, ma hậu truyền âm nói. Khốn kiếp, sắc mặt ma quân trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta đã được chứng kiến chiêu ác linh thôn thiên của ác phương. Cho dù ông ta ở thời kỳ mạnh nhất cũng phải chật vật đối phó, nói gì đến Triệu Bân đang ở cảnh giới chuẩn thiên. Lần này bị nuốt e là lành ít dữ nhiều. Đây là đâu vậy? Bên trong thế giới hắc ám, Triệu Bân như người chết chìm, bay nhảy tới lui. Cảm giác chân thật nhất chính là một mực rơi xuống, giống như từ nhân gian vô hạn ngã xuống cửu u, không thể ngừng lại. Ở bên ngoài, ác phương đã ẩn vào đêm tối. Mặt quỷ kia cũng biến mất cùng một lúc. Mắt thiên không chưa từng rời đi, cố gắng nhìn xuyên qua Huyễn Vũ U Lâm. Đi rồi ư. Nữ soái lẩm bẩm, không tìm được cả Triệu Bân lẫn ác phương. Hai người đó giống như biến mất khỏi không gian, không thấy vết tích. Vẫn còn ở đó đấy, ma hậu nói. Sở dĩ không thấy là bởi vì ác phương đang che đậy. Tuy rằng mắt thiên không rất bá đạo, nhưng không phải cái gì cũng thấy được, nếu chuẩn tiên mà cố tình trốn thì rất khó mà tìm.
Vậy mặt quỷ đó là cái gì thế? Lạc Hà hỏi. Đó là ác linh phệ thiên, một bí pháp không gian cổ xưa, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bên trong tràn ngập ác linh, mà quân khi xưa từng đi vào, suýt thì chết trong đó. Vậy Triệu Bân chẳng phải sẽ lành ít dữ nhiều hay sao? Sắc mặt Linh Lung tái nhợt, nữ soái và Lạc Hà cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Ma hậu há miệng, cuối cùng không thể nói được gì. So với việc bảo Triệu Bân lành ít dữ nhiều thì, nói là chắc chắn phải chết còn dễ nghe hơn. Đến cả ma quân năm đó ở thời kỳ mạnh nhất còn suýt chết trong đó thì nói gì đến Triệu Bân đang ở cảnh giới chuẩn thiên cơ chứ? Cô ta thật sự không nghĩ ra Triệu Bân có thể thoát bằng cách nào. Mưa rồi. Chợt nghe thấy Tiểu Vũ Linh gào to lên, nhảy nhót tại cửa thành. Không ít người ra ngoài tụ trước cửa thành, mờ mịt nhìn bầu trời. Tứ Đại Thiên Võ liếc mắt sang, tập trung híp mắt nhìn lại. Trời mưa là cảnh tượng tự nhiên, có gì kỳ lạ đâu. Nhưng điều kỳ lạ là nước mưa có màu đỏ như máu, hoặc có lẽ nó chính là máu. Từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, mọi quang cảnh từ núi, cây cỏ, đến mặt đất, đều bị nhuộm đỏ. Về thành, cả thành đề phòng. Ma hậu truyền lời khắp thành Thiên Thu, giọng nói âm trầm. Lời của cô ta vẫn rất có trọng lượng, người nào đi ra khỏi thành đều quay về, đa số là bò lên trên thành lầu, lấy nỏ ra bày khắp thành. Nghe lời nói của ma hậu thì chắc chắn là có chiến sự, có ai đó đang muốn xâm lấn núi bất tử. Đám người này thật biết cách chọn thời điểm, tứ đại nữ thiên võ bận không rảnh tay, cường giả cũng ra ngoài hết, có thể nói là vườn không nhà trống, kẻ thù lại chọn đến ngay lúc này. Huyết ma, ba người nữ soái nhìn ma hậu. Đó là chiêu vũ thiên huyết hải của huyết ma, ma hậu không giấu giếm, khi mưa máu tụ thành biển máu thì sẽ có rối máu được tạo ra. Biển máu không bị diệt thì rối máu sẽ không chết. Nhìn lượng mưa này thì số lượng sẽ cực kỳ khổng lồ. Ba người Linh Lung nhíu mày, có dự cảm không lành. Kể cả với ma hậu, thứ bọn họ kiêng dè không phải rối máu mà là huyết tôn. Lão ta chắc chắn sẽ giết tới đây, có lẽ thành này không cản được lão ta. Mặc dù bọn họ đều là thiên võ nhưng cũng không hoàn toàn là đối thủ. Nếu cả ân chú cũng đến thì thành Thiên Thu này chắc chắn sẽ gặp họa ngập đầu. Ngoài ra còn có cả ác vương đang quấy rối bên ngoài. Triệu Bân chưa rõ sống chết, bên này thì sắp gặp họa. Nói đến ác vương, ông ta đã chìm vào lòng đất ngồi xếp bằng. Trên mi tâm của ông ta có một bí văn, quanh thân là âm sát lăn lộn, có cả ác linh vần quanh. Cả huyễn vụ U Lâm đều vì ông ta mà bị tàn phá bữa bãi. Chờ ta khép lại vết rách hồn phách thì sẽ xử lý ngươi sau. Ác vương nở nụ cười âm u, trước khi nhắm mắt còn nhìn vào thế giới hắc ám, có thể thấy rất rõ Triệu Bân. Sau nhiều năm ngủ say, vừa tỉnh lại đã gặp thành quả như thế, ông trời đúng là không tệ với ông ta mà. Trong thế giới hắc ám, Triệu Bân cuối cùng cũng ngừng lại, như áng mây phiêu dạt. Bốn phương tám hướng đều cô quạnh, chìa tay ra không thấy được năm ngón. Ta hiểu rồi. Triệu Bân lẩm bẩm những câu chỉ mình hắn nghe được, mở ra thiên nhãn cũng không thấy rõ điều gì, chỉ biết thế giới hắc ám này là một không gian quỷ quyệt, khá là giống với Phật Pháp Tu La Môn ngày xưa. Hắn tế ra bảo liên đăng, lấy ánh sáng của nó để mở đường. Ánh sáng chói mắt vô cùng nhưng cũng không chiếu sáng được nơi đây. Chết tiệt thật! Thế này còn làm ăn gì nữa? Bảo liên đăng lơ lửng trên đầu Triệu Bân, hắn đi bước nào nhìn bước đó. Hắn xoay chuyển đầu óc, ác vương đã cho hắn vào đây một lúc rồi mà vẫn chưa hiện thân, không hiểu là vì sao. Muốn coi không gian này là nhà giam để nhốt hắn ở đây? Hay là ác vương đang chưa ổn định? Chưa thể phản ứng đến hắn. Hắn cho là khả năng thứ hai đáng tin cậy hơn chút. Đi tiếp, hắn chủ động bỏ trạng thái tóc vàng đi. Cả sức mạnh Kỳ Lân cũng được trả lại cho Tiểu Kỳ Lân. Nếu không ra khỏi đây được thì cũng không cần phí sức. Tinh thần của Tiểu Kỳ Lân lại bắt đầu dâng cao, nhảy nhót tưng bừng. Triệu Bân liếc nó, có khi thánh thú biết cách hóa giải nơi này thì sao nhỉ? Kỳ Lân chỉ lè lưỡi, lắc đầu như cái trống bỏi. Nó đúng là thánh thú, nhưng đâu phải cái gì cũng biết. Dù sao nó cũng là thánh thú con, còn chưa khôi phục được hết ký ức truyền thừa nữa là. Keng! Triệu Bân ôm kiếm Long Uyên, chém về một phương. Nhưng một kiếm bá đạo này đánh vào cứ như muỗi bỏ bể, trưởng ấn hay quyền ảnh cũng vậy, không gây. Nổi một động tĩnh nào, giống như đấm vào bông vậy. Đừng cố đấm ăn xôi nữa. Ác phương cười một tiếng, mang theo tiếng khặc khặc. Lúc chữa trị hồn phách thì ông ta cũng không quên nhìn vào hắc ám. Ông ta cao cao tại thượng,
thích nhất là xem cảnh tượng người khác tuyệt vọng dẫy chết. Đây là nơi nào? Dù sao cũng phải cho vãn bối chết một cách rõ ràng chứ. Triệu Bân chậm rãi nói, thực ra thì hắn chỉ đang kiếm cớ thôi. Ác Phương khẽ nhếch miệng, cũng muốn tâm sự với Triệu Bân đấy, nhưng giờ ông ta chưa rảnh, cần chữa trị hồn phách trước đã, không thể phân tâm nửa lời, vậy mới có thể chuẩn bị để đoạt thân thể được. Chắc là ông ta bị thương rồi. Triệu Bân ực một hớp rượu, lẩm bẩm không ngừng. Nghĩ mà xem, một cảnh giới chuẩn tiên bắt được một chuẩn thiên mà không hề động thủ, nói không có vấn đề là nói láo. Nếu suy đoán chính xác thì Ác Phương kia tuyệt đối không phải bị thương ngoài da mà bị thương ở võ hồn. Vãn bối mời người nghe một khúc vậy. Triệu Bân ném bầu rượu đi, lấy đàn đá ra. Tiếng đàn du dương vang lên, không phải vô xương khúc hay tỉnh thế khúc mà lại là vong thế khúc. Đây là khúc hắn ngộ ra từ chú vong thế, còn làm sao để có chú vong thế thì đương nhiên là từ ma hậu mà ra rồi. Lúc hắn gọi tỉnh Liễu Như Tâm thì đã có may mắn được thưởng thức chú vong thế. Nhìn nhiều thì đương nhiên sẽ học lỏm được, nên mới có vong thế khúc của hôm nay. Đây là lần đầu tiên hắn lôi ra dùng, nói là mời người nghe hát nhưng đúng hơn là quấy rầy tâm trí của Ác Phương. Muốn yên tâm chữa thương hả? Không có cửa đâu. Tinh! Tiếng đàn du dương của vong thế khúc dễ nghe mà êm tai, kèm theo một loại ma lực của chú vong thế. Ác Phương đang nhắm mắt khoanh chân cũng phải nhíu mày. Khi nghe vong thế khúc, tâm trí ông ta hơi rung động một chút. Nghe nhiều thì sẽ không chỉ đơn giản là rung động mà còn trở nên nhiễu loạn tâm trí, khó bình tĩnh tâm cảnh. Chú vong thế. Ác Phương thông suốt mở mắt, nhìn vào thế giới hắc ám. Đúng là tên nhất kia đang đánh đàn. Tiếng đàn và ý đàn đều có ma lực vọng thế quấy rầy tâm trạng của ông ta. Ông ta lại đánh giá thấp tên thân thể của tiểu biết này rồi. Tiếng đàn bộ qua ông ta mà đánh thẳng vào và hồn, ý đàn mặc kệ không gian, xuyên qua hắc ám tiền bối, khúc này nghe hay chứ? Triệu Bân vừa đánh đàn vừa hỏi. Hắn cảm nhận được Ác Phương đang nhìn mình, đây cũng chứng minh rằng hắn suy đoán không sai. Ác Phương đang bị thương, lại còn là tổn thương về hồn phách. Cho nên dùng vong thế khúc để phân tâm ông ta là hoàn toàn chính xác. Nếu không bình tĩnh nổi thì chỉ thương cái đếch gì nữa. Nói cho cùng thì hắn đang ép Ác Phương ra tay, chỉ cần ông ta chịu hành động thì sẽ có sơ hở, hắn cũng sẽ có khả năng chạy thoát. Tóm lại là vẫn hơn ngồi đây chờ chết. Rảnh như vậy à, để ta tìm việc cho ngươi làm. Ác Phương cười khẩy, bóp một ấn quyết. Vừa dứt lời, thế giới hắc ám đã vang lên rất nhiều tiếng lệ quỷ kêu gào. Triệu Bân không ngừng đàn, hai con mắt chuyển quanh, có thể cảm nhận được một đôi mắt đã xuất hiện trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào hắn, sức mạnh ác niệm cũng đang cuộn trào. Một bóng người khôi ngô nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn. Đó là một người cao to, tóc tai bù xù, trong tay có diều chiến bị gì, giống như vừa bò từ trong mộ ra, toàn thân đầy bùn đất, thân xác nát giữa không chịu nổi, đầu lâu to lớn, không khác gì bộ xương, chỉ còn dư một tầng thịt nhão cuối cùng. Ác linh. Triệu Bân híp mắt, nhìn ra được kẻ này là gì. Đây là một loại ác linh, nói đúng ra là vật dẫn cho ác linh ký sinh trong cơ thể, điều khiển kẻ này. Dạng ác linh này xuất hiện từ bốn phương tám hướng, có dạng người cũng có dạng thú, có kẻ tự hành động, có kẻ thì dựa vào vận chuyển. Số lượng đi ra nhiều vô số kể, khiến hắn dại cả ra đầu. Thao túng được nhiều ác linh thế này thì đúng là không hổ danh Ác Phương. Hưởng thụ đi nhé. Ác Phương âm u cười. Lại nhắm mắt tiếp. Tập thể ác linh gào thét, đánh tới dồn dập. Triệu công tử ổn định đứng vững. Tốc độ đánh đàn của hắn tức thì tăng lên, mang thêm ý sát phạt. Ý đàn vô hình chính là đòn tấn công bá đạo nhất của hắn, giống như những thần kiếm mạnh mẽ chém về tứ phương. Vô số ác linh bị đánh giết, có máu tươi bắn ra bốn phía, tiếng kêu rên ngày càng thảm thiết. Ác Phương lại mở mắt, nhìn hắc ám lần thứ ba. Thằng tiểu bối này có bản lĩnh không nhỏ. Không ngờ uy lực của tiếng đàn này lại mạnh như thế, bao nhiêu ác linh như bia sống thế mà không ai tiếp cận được gần hắn, hay cho một vong thế khúc. Thể ánh sáng. Triệu Bân quát lạnh, thể phách bỗng tràn ngập những tia sáng. Ác Phương đang nhìn chằm chằm hắn bỗng bị trói đến sầm cả mặt. Chết tiệt. Ác Phương nổi giận, miệng niệm pháp quyết. Toàn bộ hắc ám run lên, gào thét như sấm rền, vang vọng khắp nơi. Rõ ràng là ông ta lại điều động ác linh nữa. Ác linh cực kỳ mạnh mẽ, số lượng đông đảo, mang theo ác khí ngập trời. Lại nữa à? Ánh mắt Triệu Bân lóe lên, chau mày. Giống như hắn đã chọc giận Ác Phương, FTC Vương phải gọi ác linh mạnh hơn đến đánh hội đồng hắn. Nhìn số lượng thì không phải chỉ có một hai con mà là cả một quân đoàn ác lệnh tụ lại,
trông như một vùng biển. Tiếng đàn của hắn cũng đã ngừng lại, Triệu Bân cất đàn đá, tiện tay xách kiếm Long Uyên lên. Vong Thế Khúc rất bá đạo, có tác dụng khi đối phó với ác linh bình thường, nhưng với ác linh mạnh thì lại không quá rõ, cũng không thể nói là nó vô dụng, chẳng qua số lượng ác linh này đông quá, nếu chỉ đánh đàn thì sẽ không ngăn nổi. Growl. Tốc độ của ác linh cực nhanh, kẻ nào đi đứng trơn tru đã đánh tới gần đó. Đó là một con rồng đen nhánh, đúng là ác linh, chẳng qua khi hình rồng lộ ra thì bao phủ sức mạnh ác niệm, mắt rồng to lớn còn phun ra được lửa cháy, thỉnh thoảng có cả tia sét lóe sáng. Uinh! Triệu Bân xách kiếm lao tới, chém nứt đầu con rồng khổng lồ. Không đợi hắn đứng vững, một quái vật hình người từ cách đó không xa lao tới. Nó có ba đầu sáu tay, bộ dạng rất quái dị và hung dữ, sức chiến đấu cũng hung hãn, có thể dùng ác niệm tập hợp hải dương cắn nuốt Triệu Bân, ẩn chứa sức mạnh quỷ dị, sau khi tiến vào thể phách còn có hiệu quả phong ấn. Phong ấn ta! Triệu Bân hét lên đầy đanh thép, lao ra như một con dao long. Đập vào mặt hắn là một con rết đen thui vô cùng to lớn, cũng là một ác linh đáng sợ. Nó há cái miệng to như chậu máu nuốt chửng lấy Triệu Bân, trong bụng nó cũng có sức mạnh ác niệm cuồn cuộn. Mở ra! Triệu Bân cường thế và bá đạo, vung kiếm chém ra một khe hở. Ác linh rết đen lập tức hộc máu, bị nhát kiếm của hắn chém thành hai nửa, đến cả quái vật hình người cũng bị nổ tung thành cho bụi. Một số ác linh đến sau không may mắn lắm, gặp ngay phải thiên cháo hộ thể. Phụt, phụt. Lại có vết máu bắn ra tung tóe, ác linh đổ rạp như ngả dạ. Thế nhưng số lượng ác linh vẫn nhiều không đếm xuể, có bao nhiêu con ngã xuống thì có bấy nhiêu con lao ra từ trong bóng tối, dường như không thể nào giết hết được, đã vậy bọn chúng không biết sợ, cứ như đội quân cảm tử liên tục nhào về phía trước. Cứ từ từ hưởng thụ đi. Ác Phương mỉm cười bấn cợt, ông ta lại khoanh chân nhắm mắt, ngăn chặn mọi âm thanh trong không gian ác linh. Chỉ cần đối phương không gảy đàn thì không có gì đáng ngại. Bao nhiêu ác linh như thế, hắn còn rảnh tay gảy đàn nữa sao? Không ai quấy rầy, đúng là tâm trạng thong dong. Thế nhưng, tâm tình của ông ta chẳng duy trì được bao lâu đã nghe thấy tiếng đàn. Vẫn là khúc phong thế. Đã vậy còn là khúc phong thế hỗn loạn không theo có quy luật nào, chỉ đơn giản là đánh bừa thôi. Tất nhiên đây là kiệt tác của Triệu công tử. Dù đang đánh trận, hắn cũng không quên âm đàn đá chạy tới chạy lui như con chó bới đất, rảnh tay là gây vài dây đàn. Mỗi một loạt động tác của hắn đều thể hiện rõ một điều rằng, lào từ không dễ dàng gì, mẹ kiếp, người cùng đựng hàng được thoải mái quả thật vậy, Ác Phương chẳng dễ chịu gì. Khúc phong thế hoàn mỹ cũng đủ khiến ông ta thấy phiền lòng, huống hồ là khúc nhạc rối tinh rối mù này. Nó đã không còn là khúc nhạc nữa, mà là tạp âm hàng thật giá thật rồi. Thế nhưng, tiếng đàn mà tên tiểu tử này đánh ra có thể bất chấp ngăn cản từ không gian, khó lòng bịt lại, không muốn nghe cũng không được. Tiên binh. Ác Phương khẽ nheo hai mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc đàn đá. Là do mắt ông ta bị tật ư, đó là vật của tiên gia, chẳng trách tiếng đàn mà nó phát ra quỷ dị và khó lường, khả năng xuyên thấu cực kỳ mạnh, âm luật tấn công thẳng vào võ hồn lúc nào cũng khiến tâm trí người nghe rối loạn. Nếu ở thời điểm đỉnh cao, tất nhiên ông ta không sợ. Nhưng với tình cảnh ngày hôm nay, ông ta cần được tĩnh tâm mới ổn, gặp phải tiếng đàn quấy nhiễu, rất khó an thần. Muốn lên đường sớm như vậy, để ta thành toàn cho ngươi. Ác Phương đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi lòng đất. Một bàn tay của ông ta hướng về phía hư không, lòng bàn tay xuất hiện hoa văn bí ẩn hình mặt quỷ. Đùng! Bên trong không gian ác linh lại là một cảnh tượng khác. Ngẩng đầu nhìn lên, một bàn tay to lớn che trời từ trên không trung nhào xuống. Chỉ sợ ngươi không đến. Triệu Bân hét ầm lên, vung nắm đấm xuyên qua bàn tay che trời kia. Ác Phương rên rỉ. Vì dư chấn nên bị đẩy lùi một bước. Ông ta vừa mới đứng vững đã trông thấy một luồng sáng ma chém về phía mình từ hướng chính diện. Ác Phương biến sắc, bởi vì uy lực của tia sáng khiến ông ta run rẩy. Có thể thấy, người ra tay không phải người tầm thường. Quả đúng là như vậy, không phải là người tầm thường. Đó là bất diệt ma quân từng thống nhất bát hoang, dọc đường xương gió sấm giật cuối cùng cũng chạy tới. Cho dù là cao thủ thiên võ thì đòn tấn công của ông ta cũng đủ đáng sợ. Phá! Ác Phương thét lên, trong cơ thể có một luồng kiếm quang ác niệm chém ra làm ma quang đứt đoạn. Cùng lúc đó, ma quân lao tới, tay cầm bất diệt chiến kích, xung quanh ma sát ngút trời, giống như một vị ma thần cái thế từ thời đại viễn cổ trở về, từng bước chân của ông ta khiến mặt đất rung chuyển. Tiểu ma quân, hóa ra ngươi vẫn còn sống. Ác Phương mỉm cười dữ tợn.
dù đã qua 8.000 năm, ông ta vẫn có thể liếc mắt là nhận ra người này. Cùng cảnh giới thiên võ, ngoại trừ bá chủ ma vực năm đó ra, không ai sở hữu uy thế như này. Chẳng trách luồng ma quang trước đó mạnh đến mức bá thiên tuyệt địa, nếu là một cao thủ thiên võ bình thường, e rằng đã bị tiêu diệt rồi. Tiền bối, đã lâu không gặp, Ma Quân điềm tĩnh nói, thần sắc không nhìn rõ được là vui hay buồn. Tu vi thiên võ, chạy tới đây tìm đường chết à? Thể phách của ác vương rung lên, sức mạnh ác niệm cuồn cuộn trào ra, biến thành đại dương ác khí, cuốn theo vô số ác linh. Chỉ riêng tiếng gào thét ghê rợn của chúng cũng khiến tâm trạng của người ta rối bời, nói gì tới những cảnh tượng đáng sợ khác. Người bình thường trông thấy chắc sẽ ngã quỵ mất. Uy áp của ông ta mạnh đến mức trời đất rền vang sấm chớp. Ân oán giữa ta và ngươi không liên quan tới tiểu bối, để hắn đi, Ma Quân điềm nhiên nói. Ngươi, có tư cách để đàm phán điều kiện với lão phu à, ác phương thét lên, không thừa ra nửa lời đã bắt đầu tấn công ngay lập tức, một ngón tay vung ra u quang xuyên thủng hư không, đồng thời mang theo sức mạnh định vị, một đòn tấn công không thể sai lệch. Trên thực tế, Ma Quân cũng không có ý định né tránh, ông ta dùng cơ thể để hứng chịu, lồng ngực bị chọc thủng một lỗ. Dính phải một đòn, đâu có chuyện không đáp trả. Chiến kích của ông ta cũng chém một nhát chuẩn xác vào chân nguyên hộ thể của ác phương, uy lực còn sót lại trên chiến kích chém ra một vết thương trên lồng ngực của ông ta. Ác phương ngó lơ vết thương này, lao tới như ma quỷ, bàn tay như đao, từ trên trời vun vút lao xuống. Ma Quân đã đoán được điều này từ trước, ông ta vung chiến kích, quăng nó ra ngoài. Keng! Trường đao và chiến kích va chạm, không chỉ tạo ra âm thanh vang dội và thanh thúy mà còn có ánh lửa tóe ra. Ngoài ra, một quầng sáng đen thui lấy hai người này làm trung tâm không ngừng lan rộng ra bốn phía. Nơi nào mà nó đi qua, đất đá sụp lở, cây cối cao chọc trời cũng bị chém gãy ngang lưng. Quỳnh! Cánh tay của Ma Quân rung bần bật, chiến kích trong tay bị hất văng. Ác phương cũng không khá hơn, xương bàn tay nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng khả năng khôi phục của ông ta rất bá đạo, chỉ mất một tích tắc mà vết thương đã lành hẳn, máu tươi chảy ra ngoài cũng dội ngược vào trong. Vết thương nhỏ xíu này cũng chỉ như gãi ngứa cho ông ta thôi. So với ta năm đó, ngươi kém xa. Ác phương mỉm cười ghê rợn, khoe hết hàm răng trắng ẩn, cuốn theo ác niệm ngập trời mà lao đến. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt, khó giấu vẻ tham lam. Hôm nay đúng là may mắn, chưa biết chừng còn có thể bắt sống một tiểu ma quân, cũng là vận may lớn rồi. Đùng, Ma Quân cũng không sợ, ông ta rất mạnh và cường thế ma sát đen ngâm của ông ta diễn hóa thành khải tượng của huyết mạch. Đùng, binh, cũng giống như cường giả thành thiên thu, nhóm cường giả đại hạ lúc trước ra ngoài công phạt huyết ma cũng đều đang trên đường trở về, quần anh hội tụ từ bốn phương tám hướng tràn về núi Bất Tử. Tốt lắm! Trên một đỉnh núi tĩnh mịch, ân chú đã xuất hiện. Đứng từ đây lão ta có thể dễ dàng trông thấy núi Bất Tử, lão ta dường như còn có thể nhìn xuyên thấu qua các dãy núi san sát nhau, nhìn thấy thành thiên thu bên trong núi Bất Tử kia chính là một nơi rất tốt, càn khôn trong thành vô cùng huyền ảo. Một đám phế vật, ân chú chỉ nhìn thoáng qua rồi liền xoay người rời đi. Không sai, lão ta đang định để huyết tôn công phạt chỗ này. Trong lúc đó lão ta lại một mình chạy về phía đế đô. Đêm nay không chỉ thành thiên thu không có đại lão trấn giữ mà đế đô đại hạ cũng giống như vậy. Cướp đoạt chỗ nào cũng giống nhau, hơn nữa ở đế đô còn có thứ mà lão ta còn muốn dựa vào đại địa linh mạch để trở lại thời kỳ đỉnh phong. Chiến trường ở núi Bất Tử này cứ giao cho dòng dõi huyết ma là được rồi. Nói chung thì lão ta đã rất biết điều rồi. Ít nhất thì lão ta cũng đã điều đến đầy một quân đoàn ngụy bí giả để hỗ trợ. Nhanh! Nhanh! Huyết tôn hoàn toàn không biết điều đó, vẫn đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Biển máu mà lão ta thi triển ra sắp hoàn chỉnh. Không kẻ nào có thể thoát. Lão ta đan tay vào nhau thay đổi ấn quyết. Khi ấn quyết trong tay lão ta thay đổi thì biển máu bên trong núi Bất Tử lại dậy sóng, từng bóng người bằng máu liên tục ngưng tụ thành hình, tất cả đều là con rối máu. Ngoài con rối máu hình người thì còn có con rối máu hình thú. Đám rối máu này có mạnh hay không thì hiện tại chưa thể kết luận. Nhưng số lượng bọn chúng xuất hiện thật sự vô cùng khổng lồ. Đừng nói đến mấy người nữ soái, ngay cả ma hậu nhìn thấy cũng cảm thấy kinh hãi. Ực, tiểu vũ linh âm thầm nuốt nước miếng, có chút sợ hãi. Không hổ là huyết tôn, không hổ là kẻ từng đối chiến ngang ngửa với ma quân, quả nhiên bí pháp thông thiên, vừa mở màn đã tạo ra kiệt tác, đẻ ra một đội hình rối máu khổng lồ như vậy, không sợ thận yếu hay sao?
Phá! Một tiếng quát lạnh lùng đột ngột vang vọng khắp vòng trời. Đó vẫn là bí pháp của huyết tôn, một luồng sáng màu máu đã từ trên trời giáng xuống. Ầm! Toàn bộ núi bất tử đều ông ông chấn động. Sau đó mê tung trận cấp thiên trong núi bất tử đã bị phá nát, biển sương mù do tiểu vũ linh phóng ra cũng bị đánh diệt hơn phân nửa, núi bất tử mông lung vô định cuối cùng cũng đã chậm rãi lộ ra rõ ràng. Chết tiệt, thật đáng xấu hổ. Tiểu vũ linh ho khan một tiếng, nó tổn hao bao nhiêu sức lực cuối cùng lại bị đối phương một kích phá hủy. Chỉ có điều chuyện này cũng không lạ, dù sao huyết tôn cũng là một cường giả chuẩn tiên. Giết cho ta. Huyết tôn vung kiếm chỉ vào sâu bên trong. Đêm nay, Thiên Tông đã đóng cửa sơn môn. Tối nay cổng thành đế đô đại hạ cũng đóng chặt. Không còn cách nào, phòng thủ bên trong đã trống rỗng, hơn 9 phần cường giả Thiên Tông và hoàng tộc không còn ở đây. Bọn họ hoặc là bôn ba bên ngoài hoặc là đều đã trở thành ngụy bí giả hoặc là đi giải cứu núi bất tử. Người có thực lực chấn giữ trong thành hiện tại không còn được bao nhiêu, bọn họ bắt buộc phải canh phòng nghiêm ngặt, khó tránh khỏi phải tử thủ. Nhưng hoàng tộc cùng Thiên Tông vẫn còn có thứ khác để dựa vào. Đó chính là sát trận cấp tiên. Có sát trận này ở đây thì cho dù cường giả thiên võ có đến cũng phải suy nghĩ kỹ càng, có thể bước vào cũng chưa chắc có thể bước ra, không phải ai cũng có chiến lực mạnh mẽ cùng nội tình hùng hậu như Triệu Bân, một mình dẫn lôi đánh diệt đế đô đại nguyên. Chiến trường bên kia đang rất nóng. Trên tường thành đế đô, Hắc Huyền và Bạch Huyền đang đứng cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Tuy rằng khoảng cách vô cùng xa nhưng bọn họ dường như có thể nhìn thấy ánh lửa và nghe thấy tiếng la hét giết chóc. Bất đắc dĩ, lão tổ đã bảo họ trấn thủ đế đô. Nếu không thì bọn họ nhất định cũng đã chạy tới đó góp vui. Tứ đại pháp sư hộ quốc cũng đang đứng trên tường thành cảnh giác quan sát tứ phương. Ngoại trừ một vị pháp sư hộ quốc, sắc mặt của ba vị pháp sư còn lại đều đã tái nhợt, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Bọn họ đều là người đã bị yểm trú. Huyết mạch đã bị hút gần cạn, đều đang phải tự đối kháng. Màn đêm dần chìm sâu. Phố xá ồn ào náo nhiệt giờ đã trở nên vắng vẻ lạnh lùng. Nhưng bầu không khí càng quạnh quẽ thì lại càng khiến cho cường giả đại hạ cảm thấy như sắp có điểm xấu xảy ra. Khụ khụ. Trong ngự hoa viên của hoàng cung thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng ho khan. Bởi vì ban đêm tĩnh mịch cho nên tiếng ho khan nghe vô cùng rõ. Đó là tiếng ho của Hoàng Phi Vũ Linh. Bà ấy đang ôm một gốc cây cổ thụ ho ra máu. Bà ấy cũng là một người bị yểm trú, trạng thái của bà ấy hiện giờ còn tồi tệ hơn các pháp sư hộ quốc, cho dù có tự đối kháng cũng không thể ngăn cản được huyết mạch bị hút cạn, mà chú ám hắc hành hạ thân thể bà ấy vô cùng thê thảm, bà ấy lúc này đã không còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bà ấy cũng sắp biến thành ngụy bí giả. Một làn gió thổi qua cuốn theo một luồng sát khí. Khi Hoàng Phi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người mặc áo tím bước vào. Đó chính là Tử Y Hầu, ánh mắt lão ta vô cùng lạnh lùng, quanh thân còn có khí uẩn thiên võ. Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã thăng lên cảnh giới thiên võ, Hoàng Phi liếc mắt nhìn, không khỏi có chút kinh ngạc. Sở Lam đâu? Tử Y Hầu thản nhiên hỏi. Ngươi tìm nàng làm gì? Hoàng Phi lau vết máu nơi khóe miệng nói. Biết rõ còn giả ngốc sao? Ngươi thật sự cho rằng chỉ một tia tà niệm có thể hồi sinh hồng tước sao? Nàng còn sống, nàng vẫn sống ở trong lòng ta tin tưởng sư tỷ hoàn toàn có thể trở về nhân gian. Ngươi tin tưởng ân chú như vậy sao? Tin đến mức không ngại cùng lão ta đồ sát sinh linh vô tội, Hoàng Phi nhìn Tử Y Hầu không chớp mắt. Vậy thì sao? Tử Y Hầu hừ lạnh một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, ta chỉ muốn đưa sư tỷ trở về. Hoàng tộc, Thiên Tông hay Đại Hạ, tất cả đều không quan trọng. Vậy ngươi có biết hồng tước chết như thế nào không? Hoàng Phi lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Tử Y Hầu khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng về phía Hoàng Phi. Chính ân chú đã giết hồng tước, Hoàng Phi cuối cùng đã nói ra bí mật. Không thể nào, Tử Y Hầu quát lên, ta tận mắt chứng kiến sư tỷ táng thân trong thiên kiếp. Những gì ngươi nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, Hoàng Phi nhẹ giọng nói, với tu vi và thủ đoạn của ân chú thì tạo ra một ảo giác cũng không hề khó. Năm xưa một võ tu cảnh giới chuẩn thiên như ngươi thì có thể nhìn thấu được gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời của người sao? Tử Y Hầu lạnh lùng cười nói. Hoàng Phi không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo cho một khối tinh thạch ký ức bay ra. Bên trong khối tinh thạch ký ức này là cảnh Triệu Bân dùng thiên nhãn lưu lại hình ảnh trong rừng rậm huyết u, bên trong có hình ảnh thi thể cấp tiên của Hồng Tước, có hình ảnh ánh sáng vô lượng, cũng có cuộc nói chuyện giữa Triệu Bân và ân chú, một thứ cũng không bỏ sót.
Tử Y Hầu cầm lấy nó rồi nghiền nát. 3-5 giây sau đó, hai mắt lão từ từ lồi ra, con người cũng từ từ co rút lại, những đường gân máu xuất hiện trong mắt nhiều hơn, làm đôi mắt lão đỏ ngầu như muốn chảy máu. Không thể nào! Chuyện này không thể nào xảy ra! Tử Y Hầu liên tục gào thét, như thể bị ma chướng. Lão đã bị lừa, bị ân chú lừa, là ân chú đã giết chết sư tỷ của lão, cùng là kẻ đánh cắp ánh sáng vô lượng, từ đầu đến cuối đây chỉ là một trò bịp. Từ đầu đến cuối lão đều bị ân chú xoay vòng vàng, an chú, người thật đáng chết. Tiếng hét đó của Tử Y Hầu là tiếng hét phát ra từ tận tâm can. Lão cầm kiếm, xông đến Ngự Hoa Viên như một tên điên, sự căm hận, phẫn nộ, bi thương và đau đớn đã nuốt chửng linh hồn Tử Y Hầu, khiến cho một người vốn tâm tư thâm sâu như lão biến thành một tên điên không hơn không kèm. Hỏi thế gian, tình là gì? Hoàng Phi Vũ Linh không đuổi theo, chỉ lẩm bẩm một câu, bà ấy đã không còn phân biệt được bản thân đang tự oán hay là thương xót cho Tử Y Hầu nữa. Lão là một tên điên, một kẻ cuồng loạn vì tình, cũng là người si tình, nhưng chẳng phải con gái bà ấy cũng thế sao? Uỳnh! Một tiếng uỳnh đột nhiên vang lên, vọng khắp hoàng cung. Kim loan điện rộng lớn, một người rớt từ trên trời xuống va vào làm nó sụp đổ ầm ầm, có lẽ vì chấn động quá mạnh nên mấy cung điện lớn xung quanh Kim loan điện cũng lập tức sụp vỡ theo, đến cả Ngự Hoa Viên ở cách đó rất xa cũng bị chút uy lực còn lại làm rung lắc, hoàng phi còn đang đắm mình trong suy tư cũng bị chấn tới hộc máu, hất lùi ra sau. Tử Y Hầu đi ngang qua Kim loan điện cũng trùng hợp bị dính đòn, bị chấn động văng ra xa ngay lập tức. Không sai, người rơi từ trên trời xuống là Triệu Bân, sau khi ra khỏi không gian ác linh, hắn gặp phải hiện tượng không gian sai lệch nên bị dịch chuyển đến đế đô, trùng hợp thế nào lại va vào hoàng cung. Sát khí quấn quanh cơ thể hắn biến thành những luồng kiếm khí, bắn ra khắp bốn phía, rất nhiều lầu các bị chém đến ngói văng khắp nơi. Bùm! Trong đống đổ nát, hắn khuỵu một chân xuống đất, nôn ra máu. Hiện tượng sai lệch không gian này suýt chút đã lấy mạng hắn. Nếu không phải nhờ có trường sinh quyết thì hắn đã bị sức mạnh không gian xé xác thành cho bụi từ sớm rồi. Hả? Triệu Bân đột nhiên ngước mắt lên, nhìn về một hướng. Hắn ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc, là Tử Y Hầu. Lúc này không cần cảm nhận nữa, bởi hắn đã nhìn thấy người rồi, chắc chắn là Tử Y Hầu, không ngờ lão đã quay lại. Triệu Bân, trả tiên thể lại cho sư tỷ ta. Tử Y Hầu gào lên, cầm kiếm lao tới, hai mắt đỏ ngầu. Đúng thật là lão đã điên rồi, cuồng loạn đến mức trong đầu chỉ còn lại hai suy nghĩ, một là giành lại tiên thể cho sư tỷ, hai là giết chết ân chú. Trả mạng lại cho phụ thân ta. Triệu Bân thét to, hắn hét ra lời từ tận sâu trong đáy lòng. Hắn lê cái thân xác đầy máu me của mình nhào ra hư không, cuối cùng cơn hận bị đè nén suốt 2 năm cũng đã bùng nổ vào lúc này. Hôm nay, hắn nhất định phải giết Tử Y Hầu, ai ngăn cản cũng vô dụng. Đùng, ầm. Thống soái của Hoàng Ảnh Vệ và Thánh Tử của Thiên Tông đã khai chiến ngay trong Hoàng Cung. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa đã phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Là ai đang gây náo loạn? Tiếng hét lớn vang lên từ bốn phía, thủ vệ Hoàng Cung cũng kéo đến. Nhưng họ vẫn chưa kịp tiến lại gần thì đã bị tàn dư sóng đánh bật ra lại hết tốp này đến tốp khác. Triệu Bân, Tử Y Hầu, Long Dương Hoàng Đế mới lên ngôi của Đại Hạ cũng bị kinh động, từ xa, hắn ta đã nhận ra là ai? Tử Y Hầu thống soái tiền nhiệm của Hoàng Ảnh Vệ, sư đệ của Lão Tổ Hồng Uyên, đương nhiên là hắn ta phải nhận ra. Cơ Ngân Thánh Tử Thiên Tông, Long Dương cũng nhận ra, chẳng những nhận ra mà còn biết được thân phận thật sự của hắn nữa. Chính vì biết nên hắn ta mới không thấy bất ngờ khi trận chiến này nổ ra. Cả thế giới đều biết ân oán giữa Triệu Bân và Tử Y Hầu, bắt đầu từ giây phút Triệu Uyên bị ép tự sát, số mệnh đã định sẵn trong hai người, nếu không có một kẻ chết thì thù oán này sẽ không dừng lại. Mà nếu hắn ta là Triệu Bân, chắc hắn ta cũng muốn giết Tử Y Hầu. Lùi ra sau. Long Dương hét lớn, hắn ta đang ra lệnh cho thủ vệ Hoàng Cung. Mệnh lệnh của Hoàng đế mà, đương nhiên là rất có hiệu quả. Các thủ vệ Hoàng Cung vây đến lảo đảo lui ra sau, dù không có lệnh của Long Dương, chẳng một ai dám chạy lên trước, đừng nói họ, dù là chuẩn thiên đỉnh cao cũng chưa chắc chịu nổi được tàn dư sóng của cuộc chiến. Bọn họ vừa kinh hãi vừa ngờ nghịch. Sao Thánh Tử Thiên Tông lại đánh nhau với Tử Y Hầu, dù trước đây giữa hai người có mâu thuẫn thì cũng không thể đánh nhau trong Hoàng Cung. Hoàng đế còn có mặt ở đây cơ mà, không nể nang ai sao? Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đến. Hoàng phi Vũ Linh vịn vào cây cổ thụ, khóe miệng không ngừng chảy máu,
Trạng thái của bà ấy vốn đã không tốt, trước đó bị trúng uy lực dư âm, đúng là họa vô đơn chí, huyết mạch sói mòn nhanh hơn rất nhiều. Bà ấy không tiến lên ngăn cản trận chiến này. Tử Y Hầu đã phát điên rồi, còn Triệu Bân đã bị thù hận che mờ hai mắt, chắc cũng càng tỉnh táo hơn là mấy. Không có sức mạnh tuyệt đối, chẳng ai có thể khống chế được hai kẻ điên cuồng loạn mang sức mạnh ngút trời đó. Ầm, bùm. Dưới sự chứng kiến của bà ấy, Triệu Bân và Tử Y Hầu càng đánh càng mãnh liệt. Đao mang và kiếm quang lóe lên cả vùng trời. Trường ấn, quyền ảnh liên tục xuất hiện. Mỗi lần hai người họ va chạm, một tầng sáng lại lan rộng ra ngoài. Hoàng cung cũng bị vạ lây, các lầu gác ở xung quanh nối đuôi nhau sụp đổ, dường như hai kẻ đang đánh nhau kia đã biến thành đội tháo dỡ chuyên nghiệp, đi đến đâu là sụp lở tới đó. Hễ chỗ nào mà hai người họ đi ngang qua thì bất kể là cung điện hay là núi giả cũng đều biến thành đống đổ nát, khắp nơi đều là gạch ngói, gỗ và đá vụn. Dừng tay! Hắc Huyền và Bạch Huyền tới nơi, lớn tiếng la hét. Sau đó, hai người một trái một phải, bị chấn ngược ra ngoài. Dừng tay, ta! Tứ Đại Pháp Sư Hộ Quốc cũng tới, họ còn xấu hổ hơn cả Hắc Huyền và Bạch Huyền, nói xong câu là đã bị uy lực dư âm hất cho té thẳng cẳng. Pháp Sư Hộ Quốc có nội lực yếu nhất còn trúng một tia kiếm khí của tàn dư sóng, suýt bỏ mạng ngay tại chỗ. Hai người bị điên à? Sáu người xúm lại mắng. Đánh nhau ở đâu chả được, sao mà lại chọn đánh ở Hoàng Cung, thế khác nào vả vào mặt Hoàng đế? Bọn họ không biết được nội tình nên cũng có thể thông cảm. Nếu như họ biết thân phận thật sự của Cơ Ngân thì chắc sẽ không nói như vậy. Thù giết cha không đội trời chung, đổi lại là bất cứ ai khác, đối phương cũng chẳng chần chừ do dự đâu. Hay! Dương Huyền Tông đã đến, ông ta chỉ biết thở dài. E rằng chỉ khi có một trong hai người Triệu Bân và Tử Y Hầu chết thì ân oán giữa họ mới thật sự kết thúc, Hoàng đế Đại Hạ không ngăn cản, Hoàng Phi cũng không. Đương nhiên trưởng giáo Thiên Tông như ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Có cản cũng vô dụng. Dù là lão tổ Hồng Uyên ở đây thì cũng không ngăn được Triệu Bân. Phụt. Máu văng ra trước sự chứng kiến của mọi người. Triệu Bân hộc máu. Vốn dĩ Tử Y Hầu không phải là đối thủ của hắn nhưng vì không gian sai lệch, hắn bị sức mạnh không gian chém bị thương quá nặng, sức chiến đấu giảm mạnh, đồng thời Tử Y Hầu lại ở trạng thái tốt nhất, bởi thế hắn mới bị rơi vào thế hạ phong. Có điều, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn cần thời gian để tạm nghỉ, không cần quá lâu, bởi vết thương trên người hắn đang lành lại qua từng giây, sức chiến đấu cũng đang dần hồi phục. Thực tế cũng chứng minh hắn càng đánh càng mạnh hơn. Tử Y Hầu ở cảnh giới thiên võ cũng bị hắn đập cho máu me be bét như thường. Chuyện gì thế? Đường phố vắng lặng đã không còn yên tĩnh nữa. Rất nhiều người bị tiếng động to lớn phát ra từ Hoàng Cung đánh thức, ra khỏi phòng, trèo lên mái nhà. Cố gắng nhìn về phía Hoàng Cung. Nửa đêm nửa hôm mà ai đang đánh nhau ở Hoàng Cung thế kia? Hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Lẽ nào có người đến đánh tận ổ Đại Hạ? Chẳng nhà các nước cũng muốn bắt trước Cơ Ngân, lên bắt các Hoàng đế Đại Hạ sao? Đám phản phúc này L rất nhiều trường lào mắng to, thái độ tả về muốn tiên cung cần vương giúp vua, chắc chắn có kẻ đánh tới tận nhà rồi Tiểu Vũ Linh cũng mắng y như những người đó. Tính luôn hai lão đạo Bạch Huyền và Hắc Huyền. Bốn đại hộ quốc pháp sư, đại thần trong triều, trưởng lão Thiên Tông, thám tử của các phương triều đang ở trong thành. Toàn bộ đều trợn trừng hai mắt, khuôn mặt đó quen lắm đấy, biết không hả? Đúng vậy, rất quen, là Triệu Bân của thành Vong Cổ. Đến hôm nay, khắp các đường lớn ngõ nhỏ vẫn đang dán lệnh truy nã hắn. Mẹ kiếp! Mấy lời đó vang lên khắp đế đô. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trước đây ân chú đã đoán không sai. Thánh tử Thiên Tông thật sự là Triệu Bân của thành Vong Cổ. Hắn cũng trâu thật đấy, Tử Y Hầu lùng bắt khắp nơi mà hắn lại dám trà trộn vào Thiên Tông, còn leo lên được vị trí thánh tử, muốn làm chuyện này thì phải khí phách cỡ nào. Cần sự gan dạ và dũng cảm bao nhiêu. Còn nữa, hắn đã tránh được đại trận soát hồn như thế nào. Đi một vòng lớn, hóa ra thanh niên ưu tú được người đời ca tụng lại là diễn viên xuất sắc có thể giành cả tượng vàng. Khuôn mặt của hắn đã làm điên đảo cả nhân sinh quan. Rất nhiều lão tiền bối suýt xoa tặc lưỡi, kinh hãi đến mức đầu óc quay cuồng. Hèn gì tối nay Cơ Ngân lại bất thường như vậy, nếu đã là Triệu Bân của thành Vong Cổ, vậy việc tối nay hắn đánh nhau với Tử Y Hầu là rất hợp lý, phụ thân hắn bị ép đến tự sát, đây là thù giết cha mà. Long triều Đại Hạ đúng là không thiếu nhân tài. Thám tử của các nước đều hít một hơi thật mạnh. Sau tất cả, ai cũng phải thốt lên má nó.
Dù là con hát thì cũng không thể diễn hay được bằng Triệu Bân. Thì ra hắn lại đẹp trai đến thế. Có câu nói từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, nó khá đúng trong tình cảnh này nha. Mấy tiểu thư thế gia đều tỏ ra mơ mộng, khuôn mặt tầm thường thì nhìn không vừa mắt nhưng gương mặt thật này đúng là không có gì để chê. Người đẹp, có thiên phú, thực lực lại mạnh, thân phận tôn quý, chiến tích có 102. Đi đâu tìm được anh chồng vừa ý như thế chứ? Nếu không được thì bù thêm xính lễ cũng được vậy. Ngày xưa ân chú oan biết chừng nào. Nếu hôm nay lão ta cũng có mặt ở đây thì nhất định sẽ tức đến hộc máu. Rất nhiều người nhếch mép, cười khẩy đại tế ti của hoàng tộc, đại trận soát hồn là hàng dỏm thì khỏi phải nói, cháu trai lại bị một tên giả mạo đánh tàn phế, bản thân là đại tế ti của hoàng tộc mà còn phải đền cả chục tỷ cho người ta. Nhưng những người biết nội tình lại rất rõ, ai cũng có thể oan, chỉ có mỗi ân chú là không. Tài diễn xuất của lão ta cũng không phải dạng vừa. Cơ ngân xoay bọn họ vòng vòng thì ân chú đâu có khác. Nhắc đến ân chú, giờ lão ta đang sung sướng cơ. Ai nói không có người quấy rối? Tên đó đã lên vào đại địa linh mạch từ lâu, lâu ta đến đế đệ còn sớm hơn cả Triệu Bân và Tử Y Hầu, giờ đang bận rộn dưới lòng đất, không phải vì nuốt đại địa tinh nguyên mà là muốn có được toàn bộ đại địa linh mạch, nhỏ đến tận gốc. Thỉnh thoảng là ta còn ngước mắt nhìn lên bầu trời. Dường như có thể nhìn xuyên qua mặt đất để quan sát trận chiến của Triệu Bân và Tử Y Hầu. Lão ta cười ngạo nghễ. Đánh đi, đánh chết hết thì càng tốt. Lão ta không ngại làm ngư ông đắc lợi đâu. Trả tiên thể lại cho sư tỷ ta. Tử Y Hầu hét lớn như một tiếng sấm, chấn động cả bầu trời. Lão vẫn như một thằng điên, chỉ cuồng loạn tấn công mà hoàn toàn không phòng ngự. Sư tỷ, tiên thể. Mọi người nghe Tử Y Hầu nói thì ngây mặt ra. Vậy là ý gì? Lão Tổ Hồng Tước đã chết rồi sao? Nhưng tiên thể trong lời Tử Y Hầu là có hàm ý gì? Hồng Tước đã thành tiên rồi sao? Đừng nói gì đến người đời, ngay cả kẻ trong triều cũng không hiểu gì. Rốt cuộc đêm đặc biệt này sẽ có bao nhiêu bí mật được tiết lộ? Trước ánh mắt chăm chú của đám đông, Tử Y Hầu thua rồi, bị một trưởng của Triệu Bân giáng xuống nên biến thành viên vẫn thạch nhuốm máu rơi xuống khỏi bầu trời. Làm một tòa đại điện nguy nga bị đập nát từ trên đỉnh xuống dưới nền đất. Đùng! Không đợi Triệu Bân bồi thêm đòn tấn công nào, lại có một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ này phát ra từ dưới lòng đất, toàn bộ mặt đất huỳnh một tiếng rồi bắt đầu rung lắc. Sau đó, một bóng đen từ dưới lòng đất phá nền đất mà chui lên, giống như một luồng sáng đen cắm thẳng vào bầu trời. Kẻ đó là ân chú. Lão ta đúng là quá quyết đoán. Bất chấp lôi cả rễ lẫn ngọn của đại địa linh mạch ra khỏi mặt đất, bộ rễ to đùng và nguồn tinh hoa rồi rào đó vừa lấp lánh vừa trong veo, đang tỏa sáng rực rỡ. Uỳnh đùng. Mặt đất rung lắc một hồi, phần nửa đế đô đổ sập. Điều đáng sợ hơn là khu vực này bỗng chốc xuất hiện sấm chớp đi đùng. Đại địa linh mạch không chỉ liên quan tới vận khí của đại hạ mà còn dính dáng với góc trận của đế đô, bây giờ bị nhổ cả rễ nên càn khôn hư hỏng. Kiếm quang hỗn loạn điên cuồng chém ra, đao mang được diễn hóa ra văng ngập trời. Triệu Bân khẽ rên rỉ, bị uy thế mà linh mạch cuốn theo hất văng ra ngoài. Điều này là do ân chú cố ý, dùng uy thế của đại địa linh mạch để đả thương hắn. Những âm thanh hô to gọi nhỏ hỗn tạp vang vọng khắp đế đô. Ân chú quyết đoán nhổ cả gốc lẫn rễ của đế đô khiến một nửa đế đô bị đổ sập, không biết bao nhiêu phòng ốc lầu gác bị phá hỏng. Cũng không biết bao nhiêu người bị chôn vùi trong đó. Biến cố ập đến quá nhanh và đột ngột khiến mọi người không kịp trở tay, nào ai biết rằng đi hóng chuyện còn gặp phải động đất. Đó là gì thế? Không ít người ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Thứ đó giống như một cái cây, nói đúng hơn là bộ rễ của một cái cây, chúng quấn lấy nhau rất phức tạp, mỗi nhánh rễ vô cùng to lớn, màu sắc trong veo như pha lê, tỏa sáng lấp lánh, ngoài ra còn có linh lực dồi dào cuồn cuộn. Đến mức linh lực đậm đặc biến thành khói mây, che phủ bầu trời khiến nó mông lung và mơ hồ. Đại địa linh mạch. Các lão bối có ánh mắt khẽ há miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Họ chắc chắn không thể nhầm được, đó là đại địa linh mạch, là thể ngưng kết của tinh túy đại địa. Trời ơi, ta nhìn thấy gì thế này? Hóa ra bên dưới đế đô có đại địa linh mạch. Dưới bầu trời, nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên. Đừng nói tới khán giả trong thành, đến cả bốn vị pháp sư hộ quốc cảm thấy choáng váng đầu óc. Với cấp bậc và bối phận hiện giờ mà họ không hề hay biết rằng dưới lòng đất của Hoàng Thành Đại Hạ ẩn giấu một kho tàng như vậy. Chẳng trách mỗi khi khoanh chân ngồi thiền, thỉnh thoảng họ vẫn ngửi thấy tinh khí của lòng đất. Là ai? Đúng là phí phạm của trời.
sau chút kinh ngạc là những tiếng mắng chửi vang vọng trời đất. Ý nghĩa của đại địa linh mạch lớn đến mức nào, thế mà bị nhổ cả rễ lên. Thế nhưng bầu trời có đám mây linh khí che phủ, cũng vì nhãn giới của họ quá thấp, không nhìn ra được ra ai, chỉ biết người đó rất đáng sợ, tới cả cao thủ chuẩn thiên cũng cảm thấy vô cùng áp lực, cứ như thể một ngọn núi đang đè xuống khu vực này. Ân chú! Hoàng Phi lảo đảo bước tới, có thể nhìn thấy người đó qua tầng mây. Bà ấy lại một lần nữa đánh giá ân chú quá thấp rồi. Đại địa linh mạch có phân thân của bà ấy, thế mà bà ấy không hề phát hiện ra. Rõ ràng ân chú lại tạo ra hiện tượng giả bằng ảo thuật, mê hoặc phân thân của bà ấy, khiến bản thể cũng bị lừa theo. Chết tiệt! Hoàng Phi quát lên một tiếng, gắng gượng đứng vững. Bà ấy sử dụng cấm thuật bản mệnh, sát kiếm cũng được giơ cao, khôi phục tiên trận chu sát của đế đô. Tiếc rằng bởi vì linh mạch đã bị nhổ cả rễ, một nửa đế đô đổ sập nên nhiều góc trận cũng hư hại, tiên trận chu sát không còn hoàn chỉnh nữa, uy lực mà nó tạo ra không bằng nổi 3 phần 10 của thời kỳ đỉnh cao. Đùng! Sấm chớp tập trung lại thành kiếm mang thiên lôi lao ngược lên bầu trời. Tiên trận chu sát hoàn chỉnh, có lẽ ta sẽ kiêng dè đôi phần. Với uy lực như hiện tại mà nó cũng đòi đả thương lão phu, ân chú mỉm cười khinh nhờn, búng tay tạo ra một tia sáng màu trắng, ngưng tụ thành kiếm mang. Đó là ánh sáng vô lượng. Người có kiến thức chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ánh sáng màu trắng là sức mạnh gì. Đúng vậy, đúng là ánh sáng vô lượng, cuốn theo kiếm uy vô song từ trên trời giáng xuống. Keng! Hai luồng kiếm mang va chạm với nhau. Vô số kiếm khí điên cuồng bắn ra khiến không khí tóe lở, kiếm thiên lôi không địch nổi ánh sáng vô lượng nên lập tức tan tành, Hoàng Phi Vũ Linh điều khiển tiên trận cũng gặp phản vệ cực mạnh, suýt nữa đã cắm đầu xuống. Tầng mây che phủ bầu trời cuối cũng tan đi. Bấy giờ người trong thiên hạ mới thấy rõ đó là ai, chẳng phải ân chú sao? Chuyện này, người không biết chuyện không khỏi sững sờ. Tình huống gì thế này, đại tế ti muốn tạo phản à? Nhiều lão bối khẽ nheo mắt. Trong trí nhớ của họ, rõ ràng đại tế ti là cao thủ chuẩn thiên, bây giờ nhìn lại mới thấy xung quanh lão ta có tiên khí bao bọc, lão ta là một vị tiên ư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ân chú đã trải qua những gì, mới qua bao lâu chứ? Thế mà lão ta đã thành tiên rồi. Triều Long đại hạ, đúng là nhân tài tề tựu. Thám tử của các nước khác phải hít một hơi thật sâu. Quang cảnh ngày hôm nay, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ còn trừ lại một câu chửi thề thôi. Đùng! Khi mọi người vẫn đang ngạc nhiên thì Triệu Bân đã vọt thẳng lên trời như một tia chớp. Hắn lại mở trạng thái tóc vàng, đẩy sức chiến đấu lên mức đỉnh cao nhất. Một đốm sáng mà cũng đòi rực rỡ như nhật nguyệt sao. Ân chú vừa bớn cợt vừa chế nhạo, bàn tay che trời của lão ta từ trên đầu ập xuống. Giữa những ngón tay của Triệu Bân có sấm sét, nắm đấm di thiên của hắn xuyên qua bàn tay kia. Ân chú mới trước đó vẫn còn cười cợt lập tức bớt đi vẻ đùa giỡn của mình. Xương bàn tay của lão ta đau nhức vì dư chấn. Tên tiểu tử này lại mạnh hơn khá nhiều so với lúc trước, uy lực của nắm đấm quá bá đạo. Hay lắm! Ân chú xách theo đại địa linh mạch, dùng nó làm vũ khí để quật hắn. Đúng lúc Triệu Bân lao tới nên hắn hứng chọn đòn tấn công này, bị linh mạch quét văng ra ngoài, xương cốt trong cơ thể kêu lên răng rắc, sức mạnh dồi dào ẩn chứa bên trong đại địa linh mạch rất đáng sợ đấy. Đùng! Binh! Cùng chịu cảnh bị đại địa linh mạch hất văng còn có Dương Huyền Tông, bốn vị pháp sư hộ quốc, Hắc Huyền và Bạch Huyền, cường giả đại hạ và các trưởng lão Thiên Tông vừa mới lao lên bầu trời. Đến cả Triệu Bân còn không chịu nổi uy lực của đại địa linh mạch, huống gì là họ. Họ như những bao cát rơi xuống nền đất, tạo nên vang lên những tiếng bịch bịch. Ân chú, ngươi lừa ta. Dù đám đông liên tục rơi xuống, vẫn có một người lao ngược lên trời. Đó là Tử Y Hầu cùng tiếng gào thét phát ra từ tận linh hiền của lâu là người quá vô dụng. Ân chú mỉm cười nham hiểm và đáng sự, sử dụng một nhánh rễ của linh mạch. Tử Y Hầu vừa mới lao tới đã bị đòn tấn công của linh mạch hất văng ra khỏi 9 tầng mây. Thể phách cấp thiên võ của lão cũng không chịu nổi uy lực bá đạo từ linh mạch, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng và kỳ kinh bát mạch bị đứt đoạn vì chấn động. Phách thiên trảm. Triệu Bân lại quay về, vung kiếm chém ra hàng trăm kiếm mang. Ân chú cười gằn một tiếng đầy bấn cợt, nhón tay lấy một luồng sáng vô lượng, chém kiếm mang vỡ tan vỡ nát, nhánh rễ đại địa linh mạch ập đến sau đó quật văng Triệu Bân lần thứ hai, sức mạnh tràn trề bá thiên tuyệt địa. Đùng! Triệu Bân cố gắng đứng vững, xách kiếm tiếp tục tấn công. Ân chú đang cắn nuốt linh mạch, tuyệt đối không thể để lão ta đạt được ý đồ. Giết!
Tử Y Hầu gào thét, kéo theo tấm thân bê bết máu quay trở về. E rằng lão phát điên thật rồi, không biết lão sử dụng cấm pháp gì mà cống hiến toàn bộ thọ nguyên, mái tóc dài như thác đổ bỗng chốc trắng xóa, đôi đồng tử nhuốm máu cũng ngả sang màu vàng, hình thái cực kỳ quái dị. Đùng, binh, tiếng nổ vang lên ngay sau đó rung chuyển đất trời. Triệu Bân và Tử Y Hầu liên thủ với nhau đối đầu cùng ân chú, một đông một tây điên cuồng tấn công, không một ai trong số hai người sợ phải trả giá, đao mang kiếm mang múa loạn xạ, trường ấn quyền ảnh bay ngập trời. Ân chú vẫn sừng sững bất động. Lão ta như một vị tiên đứng giữa hư không, dung hòa bản thân vào đại địa linh mạch, dùng linh mạch để tấn công. Mỗi nhánh rễ thô to của linh mạch đều hàm chứa sức mạnh vô song khiến bầu trời rung chuyển, dù một địch hai vẫn chiếm thế thượng phong, đánh cho Triệu Bân và Tử Y Hầu liên tục hộc máu. Ực, người trong thiên hạ đứng xem mà nuốt nước bọt ừng ực. Họ không biết đại tế ti có mạnh hay không, nhưng đại địa linh mạch đúng là quá hung hãn mà. Sức chiến đấu của Triệu Bân đến mức nào, tu vi của Tử Y Hầu đến mức nào, hai người liên thủ mà vẫn không địch nổi uy lực của linh mạch. Đung uinh uinh. Dư chấn của nó rất rộng, bao phủ đất trời. Các khán giả lùi về sau hết lần này đến lần khác, không ai đỡ nổi dư chấn. Đến khi quay đầu lại, họ không khỏi cảm thán, Triệu Bân và Tử Y Hầu trước khi đối địch đến mức không chết không thôi, bây giờ lại liên thủ đánh với ân chú, đúng là khiến người ta cảm khái. Đại hạ, e là sắp có thay đổi lớn rồi. Nhiều người lầm bầm, ai cũng nhìn ra được cục diện trận chiến. Dù Triệu Bân và Tử Y Hầu liên thủ thì cả hai vẫn không phải đối thủ của ân chú. Đó là một cao thủ chuẩn tiên, còn có đại địa linh mạch hỗ trợ. Cho dù bản thân lão ta không ra tay, nhưng vẫn có thể tiêu hao sức lực của Triệu Bân và Tử Y Hầu đến chết. Lao tới giúp đỡ. Không ít người có suy nghĩ này, thế nhưng lực bất tòng tâm. Dương Huyền Tông và những người khác chính là ví dụ đẫm máu, dư chấn của trận chiến quá mạnh, đến cả trưởng giáo Thiên Tông cũng không thể đến gần chứ đừng nói tới họ. Họ xông lên đó phần nhiều cũng chỉ làm con tốt chết thay, muốn tham chiến thì cảnh giới cũng phải thiên võ mới được. Mở. Hoàng Phi chắp hai bàn tay, định mở chiến lực thiên võ. Huyết mạch của bà ấy rất đặc thù, phối hợp cùng cấm pháp là có thể sử dụng sức chiến đấu của cao thủ thiên võ. Trước nay bà ấy vẫn luôn đóng vai hồng tước, gặp khi chiến tranh sẽ tỏa trấn đế đô, dùng thứ này để trấn nhiếp bốn phương, nhưng cái giá phải trả cũng thảm khốc lắm. Cần phải hao tổn thọ nguyên, ngoài ra suốt đời không thể tiến vào cảnh giới thiên võ. Mơ ước thì đẹp đẽ đấy, nhưng hiện thực quá tàn khốc. Lần này bà ấy không thể thành công. Sau khi chúng ma chú ám hắc, huyết mạch của bà ấy đã hao tổn gần hết, căn bản không cầm cự nổi sức chiến đấu thiên võ. Không những không thể khởi động nó, bà ấy còn gặp phải phản vệ đáng sợ. Phụt, phụt, hai vệt máu xuất hiện. Triệu Bân và Tử Y Hầu vừa hộc máu. Cả hai chúng đòn tấn công từ đại địa linh mạch, bị ân chú vung trưởng đánh rơi. Hai người như hai viên vẫn thạch nhuốm máu rụng khỏi bầu trời, tạo ra hai cái hố sâu hóm cho đế đô vốn đã hoang tàn. Tâm trạng của người trong thiên hạ bỗng chốc nguội lạnh. Người xem đồng loạt cảm thán, e là sắp biến thiên thật rồi. Thế nên mới nói, không thể ở lại đế đô được nữa. Họ chẳng lạ gì thói ăn ở xử sự của ân chú, không chỉ tàn nhẫn mà còn hung bạo, nếu để ân chú nắm quyền. Những người như họ dường như chỉ còn nước làm trâu làm ngựa. Còn thứ gì để trông cậy nữa không? Tiếng cười gằn của ân chú vọng xuống từ 9 tầng mây, cợt nhả và châm biếm. Lão ta thật sự thấy khoan khoái, chẳng hề chật vật chút nào, lúc này còn đang nuốt lấy đại địa linh mạch. Đánh nhau với hai người kia cả trăm hiệp nhưng khí huyết của lão ta không hề giảm bớt, ngược lại còn dồi dào lạ thường. Tinh túy của lòng đất chính là suối nguồn mát lành cho sức mạnh của lão ta. Lão ta quả thật có thể tiêu hao chân nguyên và tiên lực của đối thủ đến khi cạn kiệt. Chuẩn tiên. Sự tồn tại vượt trên cả thiên võ đáng sợ như vậy đấy. Thế mà một kẻ tàn bạo như vậy còn được linh mạch bổ sung uy lực, đẩy lão ta tới đỉnh cao nhất. Đừng nói là Triệu Bân và Tử Y Hầu, dù có thêm cả Bất Diệt Ma Quân và Hồng Nguyên Đại Hạ cũng bị đánh cho tàn phế thôi. Phụt. Triệu Bân lảo đảo, đứng cũng không vững. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là hắn bị thương quá nặng. Trước giờ chưa từng thê thảm đến thế. Đánh một trận tử chiến cùng ác linh, sau đó gặp phải vết nứt không gian, căn bản không thể sử dụng được sức chiến đấu mạnh nhất, đánh nổi ân chú mới là lạ. So với hắn thì Tử Y Hầu còn thê thảm hơn. Lúc này đây, lão đâu còn ra dáng một con người nữa. Nguyệt Thần bớt chút thời gian liếc qua lão mà tặc lưỡi cảm thán. Hai kẻ này chắc chắn cầm tinh con rán, đối đầu với ân chú,
lại còn là ân chú điều khiển linh mạch mà không bị đánh chết, quả là kỳ tích. Cùng nhau lên đường đi. Ân chú mỉm cười dữ tợn, ánh sáng vô lượng từ trên trời rót xuống. Ánh sáng vô lượng biến thành kiếm mang, uy lực không gì cản nổi, đã vậy còn có khả năng định vị, nhắm thẳng vào Triệu Bân và Tử Y Hầu. Người trong thiên hạ không khỏi run rẩy, phen này chúng đòn chắc chắn mất mạng. Đùng! Triệu Bân gắng gượng đứng vững, hai tay siết chặt kiếm Long Uyên. Tử Y Hầu khẽ gầm lên, hai mắt lộ vẻ điên cuồng. Uỳnh! Đúng vào lúc này, chiếc nhẫn ma của Triệu Bân đột ngột rung lên. Sau đó, một bóng dáng thướt tha từ bên trong bước ra ngoài, hòa cùng với bảo liên đăng và ánh sáng mê ly của nó, giống như tiên tử bước ra từ trong tranh, không nhiễm khói bụi trần gian đẹp như một giấc mơ. Nhìn kỳ lại, hóa ra đó là tiên thể của Hồng Tước. Ầm! Hồng Tước đáp đất khiến cho đại địa ông ông chấn động. Quanh thân Hồng Tước có tiên khí uốn lượn, chấn diệt hai luồng ánh sáng vô lượng. Triệu Bân khẽ cau mày khi nhìn thấy cảnh này, bảo liên đăng trong bảo khố của hắn đã khiến cho Hồng Tước bị thi biến sao? Hay là bảo liên đăng đã đánh thức ý chí của Hồng Tước, thậm chí còn khiến cho Hồng Tước trở về dương gian? Sư tỷ, thân thể Tử Y Hầu run lên, lệ rơi đầy mặt. Hồng Tước không đáp lại, chỉ lặng yên giống như một pho tượng đá không chút sức mẻ, chỉ có mái tóc và y phục nhuốm đầy tiêu khí đang tung bay trong gió, cho dù chỉ còn là một thi thể cấp tiên nhưng cô ta vẫn phong hoa tuyệt đại như trước. Thật thú vị, ân chú cười nhạt nói. Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, không ngờ gặp lại Hồng Tước lại ở trong tình trạng này. Trong ánh mắt của lão ta lộ ra sự oán hận cùng phẫn nộ, sở dĩ lão ta bị trọng thương đều là do đại hạ Hồng Tước năm xưa trước khi chết đã đánh phản lại lão ta một kích khiến cho lão ta bị trọng thương đến tận hôm nay. Lão ta kéo dài hơi tàn nhiều năm mới có thể nghĩ ra cách dùng linh mạch cùng ánh sáng vô lượng chữa trị. Người kia là Hồng Tước lão tổ sao? Thế nhân thấy vậy thì đều sửng sốt. Trước đây bọn họ còn nghe nói Hồng Tước đã chết nhưng không hề biết cô ta chết khi nào, hơn nữa từ khi nào mà cô ta tiến vào cảnh giới cấp tiên. Như vậy, lúc trước Hồng Tước xuất hiện khi chia đôi cửu vĩ là ai? Sao có thể như thế được? Hoàng Phi lẩm bẩm, đó thật sự là Hồng Tước, nhưng sao cô ta có thể trở về dương gian? Bà ấy cảm thấy khó hiểu, mấy người Dương Huyền Tông cũng cảm thấy khó hiểu không kém, có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa cho nên bọn họ cũng không thể nhìn thấy tình huống cụ thể. Đã lâu không gặp, ân chú khẽ nói. Lão ta không nhìn mọi người, chỉ nhìn đại hạ Hồng Tước. Đã lâu không gặp, Hồng Tước khẽ hé môi, cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt đẹp của cô ta dường như còn có ngọn lửa cháy, đó là ngọn lửa của Bảo Liên Đăng, cô ta vẫn là một người chết không hề có cảm xúc, nhưng Bảo Liên Đăng có linh đã tiếp cho cô ta thêm chút cảm xúc của con người. Vèo, cô ta bay lên như diều gặp gió, như phàm nhân mọc cánh thành tiên. Không chỉ trong mắt có ánh lửa mà cả tiên thân cũng đều dấy lên ngọn lửa màu vàng, đó cũng chính là lửa của Bảo Liên Đăng, tiên uẩn trên người cô ta tỏa ra ánh sáng ngọc, rõ ràng là một người chết nhưng vẫn có thể diễn hóa dị tượng cấp tiên. Một kẻ đã chết mà cũng dám tấn công ta, ân chú quát lên một câu đầy uy lực, tung ra một trường từ trên trời giáng xuống, nếu như ngươi muốn chết không toàn thây thì hôm nay ta cũng không ngại giết ngươi thêm một lần nữa. Lời này khiến cho tất cả mọi người đều phải nhướng mày. Ân chú đã thừa nhận lão ta đã giết Hồng Tước. Trường ấn khổng lồ che trời mang theo khí thế vô cùng lớn. Hồng Tước nhẹ nhàng phất tay hóa ra một biển sao, dễ dàng bổ đôi trường ấn khổng lồ. Bảo Liên Đăng, hay lắm. Khóe miệng ân chú hơi nhếch lên, lão ta đã có thể nhìn ra manh mối. Xem ra ngọn đèn kia đã sử dụng Hồng Tước, muốn dùng uy lực của tiên thân đối kháng với lão ta. Đùa gì vậy? Chỉ một ngọn đèn cùng một thi thể mà cũng muốn đánh bại ân chú ta sao? Hoàn toàn tan biến thành mây khói đi. Ân chú cười lạnh, ánh sáng vô lượng lượn lờ trong lòng bàn tay lão ta đã hóa thành kiếm quang chém tới. Hai ngón tay của Hồng Tước khép lại bắn ra một tia sáng vàng, đó là ánh sáng của Bảo Liên Đăng. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Kiếm quang hình thành từ ánh sáng vô lượng đã bị chém gãy. Sao có thể như thế được? Ân chú nheo mắt, khó có thể tin được chuyện này. Lão ta còn cho rằng mình nhìn nhầm, một kích vừa rồi là do Hồng Tước đã ngự động năng lượng của Bảo Liên Đăng. Ngay cả lão ta cũng như vậy thì cũng đừng nói tới người khác, mấy người Hoàng Phi đều lộ ra vẻ hoang mang, rõ ràng là một người chết nhưng tại sao trạng thái của Hồng Tước lão tổ lại đáng sợ đến như vậy? Cấm! Ân chú lại phất tay áo ra tay. Hư không rung lên, một chiếc chuông lớn hư ảo bay ra bao phủ lấy Hồng Tước.
Trên thân chuông có khắc bí văn kỳ dị đan xen lưu chuyển, còn có một luồng ánh sáng mang lực phong ấn lượn lờ xung quanh. Phá! Hồng Tước khẽ quát lên một tiếng, tung ra một chưởng đánh diệt cái chuông lớn. Ân chú lộ ra nét mặt dữ tợn, ngay lập tức thay đổi ấn quyết, hư không lại ông ông chấn động, sau đó hiện ra một lốc xoáy đen kịt, lốc xoáy mang theo lực cắn nuốt khủng bố khiến cho không gian xung quanh nó cũng trở nên méo mó. Hồng Tước bay lên trời liền bị lốc xoáy nuốt chửng. Ấn quyết của ân chú thay đổi khiến cho lốc xoáy trong nháy mắt đóng băng. Phá! Một thanh âm thản nhiên vang lên. Hồng Tước xé toạc lốc xoáy bước ra, tung ra một chưởng sáng chói từ trên trời giáng xuống. Ân chú từng bước không đứng vững, choáng váng mất một lúc sau khi trúng chưởng, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng biến mất, lộ ra gương mặt dữ tợn gớm ghiếc nhất. Thật quá kỳ quái, sao chiến lực của Hồng Tước lại khủng bố đến như vậy? Cũng không nhìn xem nàng ta đang sử dụng cái gì. Nguyệt Thần vừa liếc nhìn thì đã có thể nhìn thấu. Bảo Liên Đăng kia hoàn toàn không phải là vật bình thường. Tuy nhiên nếu Hồng Tước muốn một mình đánh bại ân chú chỉ bằng chiếc đèn này thì vẫn còn kém xa, ân chú không phải là hạng võ tu soàn xính, lão ta là một vị tiên hàng thật giá thật bị ngã xuống phàm trần, lão ta hoàn toàn khác với huyết tôn là người mắc kẹt ở cảnh giới chuẩn tiên mà chưa thể đột phá. Tu vi của ân chú lúc này có thể nói là đã vượt qua cảnh giới tiên, nhưng bởi vì phàm giới có áp chế cho nên cấp bậc cao tới đâu cũng sẽ bị áp chế xuống cảnh giới chuẩn tiên. Hư không lại ầm ầm chấn động. Liên hỏa Hồng Tước cùng linh mạch ân chú khai chiến kịch liệt đến mức khiến cho đất trời như muốn sụp đổ. Nhóm khán giả liên tục lùi lại, chấn động lần này còn mạnh hơn lần trước. Diệt! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, tiêu trừ sát khí trong cơ thể. Hắn bốc ra một nắm đan dược rồi nuốt hết, cố gắng hết sức để bổ sung chân nguyên cùng tiên lực. Tử Y Hầu cũng đang làm như vậy, muốn khôi phục lại chiến lực trong thời gian ngắn nhất. Phụt! Huyết quang chói mắt hiện ra. Đại hạ Hồng Tước đẫm máu, cô ta đã bị ánh sáng vô lượng đánh trúng lại bị ân chú thao túng linh mạch, tiên thân mộng ảo nhuộm đỏ máu tươi, ngay cả ngọn lửa của Bảo Liên Đăng cũng trở nên ảm đạm hơn trước. Ngươi đã thay đổi chủ ý của ta rồi. Luyện ngươi thành con rối cũng không phải là một lựa chọn tồi. Ân chú nở nụ cười hung ác, trong mắt lóe lên tia sáng, dữ tợn như một ác ma. Một tiếng ông ông chấn động khác lại vang lên. Ngay sau đó từ trong cơ thể của lão ta lại bay ra một tòa bảo tháp linh lung tọa lạc trong hư không, bên trên bảo tháp có khảm một viên minh châu lớn nở rộ ánh sáng chiếu rọi khắp không gian u ám. Hồng Tước tránh né không kịp, ngay lập tức bị nhốt vào trong bảo tháp. Bảo tháp linh lung ông ông chấn động, bên trong có lửa cháy cùng lôi điện liên tục đánh ra, tất cả đều là hình thái của bí pháp, không chỉ có lực phong ấn mà còn có lực luyện hóa đáng sợ, nó đang chậm rãi luyện diệt ánh sáng của Bảo Liên Đăng. Sư tỷ, Tử Y Hầu gầm lên rồi lại phóng lên trời. Tốc độ của Triệu Bân còn nhanh hơn gấp bội, hắn giống như một luồng sáng xuyên thẳng lên 9 tầng mây. Không biết lượng sức, ân chú ngự động đại địa linh mạch đánh tới. Triệu Bân nhanh như chớp tránh né sau đó đâm tới một kiếm lợi phong phá về phòng ngự của đối phương nhưng lại bị một ánh sáng về hạn cản lại kiếm uy bị triệt tiêu, hắn cũng bị linh mạch đánh bay ra ngoài. Keng, Tử Y Hầu phóng đến ngay sau đó. Chém ra một kiếm ân chú chỉ thân nhiên liếc mắt một cái, sau đó lại đánh ra một luồng lĩnh mạch. Phá, y ngắn. Trong bảo tháp linh lung truyền ra một tiếng gầm của Hồng Tước. Ý chí của cô ta rất lớn, cô ta đã dùng ý chí điều khiển ngọn lửa của Bảo Liên Đăng phá tan bảo tháp linh lung. Trong nháy mắt ánh sáng của cô ta cũng dần mai một, cô ta giống như một chiếc lá rơi xuống hư không. Nhưng cũng cùng lúc đó cô ta cũng ngưng tụ năng lượng của Bảo Liên Đăng đánh thẳng lên trời, gây ra sự chấn động khủng khiếp. Ánh sáng chói mắt xé nát đại địa linh mạch, hất tung ân chú đang được linh mạch bảo vệ. Hự! Ân chú kêu rên, khóe miệng chảy ra máu tươi. Lão ta lại đánh giá thấp Hồng Tước một lần nữa, không ngờ cô ta có thể hất văng lão ta ra khỏi đại địa linh mạch. Đại địa linh mạch không còn người khống chế nên ngay lập tức rơi vào hư không. Triệu Bân đang xông tới không kịp né tránh nên ngay lập tức bị đại địa linh mạch đâm trúng. Hắn cùng với đại địa linh mạch từ trên bầu trời hạ xuống. Nguồn năng lượng khổng lồ khoét ra trên mặt đất một hố sâu. Chiến! Triệu Bân quát lên một tiếng rồi lại phóng lên cao. Nhưng hắn vừa mới nhảy ra khỏi hố sâu thì đã bị đại địa linh mạch tóm lại, linh mạch giống như cũng có linh, nó đang vươn vòi buộc chặt lấy hắn, chậm rãi chui vào bên trong cơ thể của hắn. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Linh mạch hùng vĩ như núi, Triệu Bân ở trước mặt nó chỉ giống như một con trâu chấu nhỏ, lại giống như một cái hố không đáy đang không ngừng hút linh mạch vào trong.
nói là hắn hút vào cũng không chính xác. Phải nói là đại địa linh mạch tự động dung nhập vào cơ thể hắn. Ngoại trừ linh mạch thì cây thần tạo hóa trong cơ thể Triệu Bân cũng góp phần không nhỏ, cây thần tạo hóa yên tĩnh một thời gian cuối cùng cũng thi triển đại chiêu hấp dẫn linh mạch dung nhập vào trong cơ thể Triệu Bân. Hự! Triệu Bân kêu rên, trên trán nổi đầy gân xanh. Đây là địa linh mạch, năng lượng của nó vô cùng lớn, giống như đại dương đang điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể hắn, cho dù hắn có đan hải thì cũng không thể nào gánh nổi nguồn năng lượng khổng lồ này. Thân thể cường hãn của hắn liên tục xuất hiện những vết rách dường như có thể nổ ra bất cứ lúc nào, máu tươi cũng giàn giụa chảy ra. Á! Nguồn năng lượng khổng lồ của linh mạch đã đánh thẳng vào ý niệm của hắn. Đầu óc của hắn quay cuồng, giờ phút này hắn không còn phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, tinh thần vô cùng hỗn loạn, giống như tấm thân đã bị đọa xuống địa ngục rồi bị từng đợt thiên lôi đánh gục. Linh mạch của ta mà ngươi cũng dám động vào. Ân chú ổn định thân thể. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên dưới liền vô cùng tức giận. Lại có thêm một luồng ánh sáng vô lượng khác ngưng tụ thành kiếm khí đâm thẳng xuống dưới. Triệu Bân. Mấy người Dương Huyền Tông tái mặt, điên cuồng hét lên. Bọn họ ở quá xa cho nên không thể cứu viện kịp, trong khi đó trạng thái của Triệu Bân lúc này vô cùng hỗn loạn, hắn gánh không nổi nguồn năng lượng khổng lồ của linh mạch cho nên ý thức đã rơi vào trầm mê, nếu như lần này hắn bị ánh sáng vô lượng của ân chú đâm trúng thì chắc chắn sẽ chết. Đúng lúc này, một bóng người đẫm máu lại từ trên trời giáng xuống. Đó chính là Tử Y Hầu, lão ta đã chém ra một kiếm chặn ánh sáng vô lượng lại. Vì vậy cho nên lão ta cũng phải trả giá đắt, sát kiếm bị đánh bay, một cánh tay bị chấn diệt, sát ý của ánh sáng vô lượng xâm nhập vào khí lực của lão ta khiến cho thân thể của lão ta dập nát. Muốn chết, ân chú hừ lạnh một tiếng. Lão ta vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng vô lượng thứ hai đã từ trên trời giáng xuống. Giết! Tử Y Hầu gầm lên rồi phóng lên trời chắn trước ánh sáng vô lượng. Thế nhân nhìn thấy cảnh này thì đều xúc động, không ngờ cuối cùng người liều chết bảo vệ Triệu Bân lại là kẻ thù giết cha của hắn, chân nguyên hộ thể của lão ta đã không còn, thương tích trước mắt cũng vô cùng trầm trọng nhưng lão ta vẫn mạnh mẽ xông lên chặn ánh sáng vô lượng lại. Phụt! Huyết quang nở rộ. Tử Y Hầu bị một kiếm xuyên qua, giống như một chiếc lá rơi từ trên trời rơi xuống. Ta trả lại mạng cho cha của ngươi. Trong giờ phút hấp hối, Tử Y Hầu khàn giọng nói một câu. Chính lão ta đã ép chết Triệu Uyên, cũng chính lão ta đã tạo ra huyết kiếp, lão ta đã làm biết bao nhiêu chuyện ác nhưng bao nhiêu năm nay lão ta chưa bao giờ mảy may nghĩ rằng sẽ có một ngày nợ máu phải trả bằng máu. Cũng vào lúc này, một luồng sáng vàng đã nở rộ rồi xuyên thẳng lên bầu trời. Theo sau đó là uy áp thiên võ bá thiên tuyệt địa xuất hiện. Thăng cấp. Thánh tử Thiên Tông đã nghịch thiên thăng cấp. Hắn lại niết bàn lột xác trong cảnh tuyệt vọng một lần nữa, mạnh mẽ tiến lên cảnh giới thiên võ. Thăng cấp. Thánh tử Thiên Tông đã thăng cấp. Những thanh âm kinh ngạc tràn khắp đế đô bị tàn phá. Không ai có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra tình huống như vậy, thủ đoạn của ân chú mạnh mẽ như hổ dữ, lão ta muốn nhổ tận gốc đại địa linh mạch không ngờ cuối cùng nó lại trở thành vật của Triệu Bân, giúp cho hắn niết bàn lột xác trong nghịch cảnh đầy tuyệt vọng. Bây giờ hắn chính là cường giả thiên võ trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Lúc này ân chú chính là người phiền muộn nhất. Đây là kết cục mà lão ta không thể chấp nhận nổi, đại địa linh mạch rõ ràng là của lão ta thế nhưng bây giờ lại thuộc về Triệu Bân, thậm chí còn giúp cho hắn đột phá cảnh giới, công sức lão ta chủ tính biết bao nhiêu năm trời cuối cùng lại trở thành cục diện tặng không cơ duyên cho Triệu Bân. Để mạng lại đó, gầm lên một tiếng, Triệu Bân mang theo sát khí ngập trời phóng thẳng lên 9 tầng mây. Sau khi hắn hấp thụ đại địa linh mạch, khí huyết của hắn dâng lên cuồn cuộn, ánh mắt như có thể bắn ra ngọn lửa, nhìn từ xa hắn ta đã không còn là một con người mà là một khối lửa lớn màu vàng kim tựa như một vòng thái dương tỏa ra hào quang vạn trượng chiếu diệt vòng trời hắc ám. Thăng cấp lên cảnh giới thiên võ chính là hắn đã niết bàn đại lột xác, thân thể cùng võ hồn đều thăng hoa. Cho dù ngươi có thăng lên thiên võ thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Ân chú nghiến răng nghiến lợi, trường ấn khổng lồ lại từ trên trời giáng xuống. Lão ta hoàn toàn có cơ sở để nói ra câu này, lão ta là một vị tiên, cho dù có gặp áp chế của phàm giới thì cũng vẫn là chuẩn tiên, sự tồn tại của lão ta là thiên hạ vô địch, một phàm nhân cảnh giới thiên võ nho nhỏ đã nghĩ mình sẽ giết được lão ta thì đúng là chuyện nực cười. Triệu Bân cũng tung ra một trưởng mang theo lôi điện oanh diệt trưởng ấn khổng lồ của ân chú. Ân chú kêu rên một tiếng rồi kinh ngạc lùi lại, ánh mắt khiếp sợ, thực lực của Triệu Bân cao hơn lão ta tưởng tượng rất nhiều.
hắn rõ ràng mới vừa thăng lên cảnh giới thiên võ sao lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Bân lại giết tới. Hắn tiếp tục tung ra hám thiên quyền đánh ân chú văng ra xa 8.000 trượng. Thế nhân nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt nuốt nước miếng. Đối phương là một cường giả chuẩn tiên hàng thật giá thật thế mà vẫn bị một quyền của Triệu Bân đánh trở mình. Nhưng lúc này vẫn chưa đáng là gì. Triệu Bân lại tiếp tục tung ra một quyền. Ân chú còn chưa kịp ổn định thân thể thì đường quyền thứ ba đã đánh tới. Quyền uy bá liệt vô song phá vỡ tiên lực hộ thể của ân chú, để lại trên lồng ngực của lão ta một quyền ấn thật sâu, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt nứt gãy vang lên, đến tột cùng đã có bao nhiêu gân mạch bị cắt nứt e rằng chỉ có ân chú mới biết. Triệu Bân, người đã khiến cho ta tức giận rồi. Hai mắt của ân chú đục ngầu, lão ta chậm rãi thủ thế. Lão ta vừa dứt lời thì ở ấn đường của lão ta đã hiện lên một bí văn, lão ta đã mở ra một loại cấm pháp, chiến lực trong chớp mắt bạo tăng. Huyết sát ngay lập tức quay cuồng trên không trung khiến cho thiên địa trở nên vô cùng lạnh lẽo. Giết! Lão ta gầm lên, huyết sát đỏ tươi mạnh mẽ cuốn đến. Nhưng khi huyết sát cuốn đến nửa đường thì đột nhiên dừng lại. Không chỉ huyết sát dừng lại, lão ta còn sinh ra ý nghĩ muốn bỏ chạy. Chuyện này cũng không thể trách lão ta, bởi vì trên bầu trời tối đen đã có mây đen vần vũi thiên lôi oanh tạc đầy trời, lại có thêm một nguồn uy áp khiến cho tinh thần của lão ta ông ông chấn động. Thậm chí còn không thể thở nổi là thiên kiếp. Là thiên kiếp thiên và của Triệu Bản rút lui. Nhìn thấy trên bầu trời vần vũ lôi điện, bên dưới ai cũng run rẩy. Mấy lão già nhanh chân chạy trước, những người khác tự cũng không chậm, bất luận là trưởng giáo thiên tông hay hoàng đế đại hạ cùng do thám của các quốc gia đều lui về phía sau thật xa. Nếu như là thiên kiếp bình thường thì chưa chắc bọn họ đã sợ đến như vậy, bởi vì ở đây không thiếu yêu nghiệt nghịch thiên hoàn toàn có thể đối kháng được. Nhưng thiên kiếp của Triệu Bân thì lại là chuyện khác. Thiên kiếp của hắn vô cùng khủng bố, nếu như không phải là yêu nghiệt đồng cấp với hắn thì bước vào chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hự! Triệu Bân kêu rên, trên trán nổi đầy gân xanh. Nguồn năng lượng khổng lồ của đại địa linh mạch đã khiến cho hắn phải bị động bước vào cảnh giới thiên võ. Thậm chí thiên kiếp này còn cực kỳ khốc liệt, hắn không thể nào phong ấn nổi. Đã không phong ấn nổi, thì hắn cũng không nên cố phong ấn nữa. Hắn thu lại phong ấn, trong chớp mắt hoàn toàn giải phóng thiên kiếp. Tiếng sấm ầm ầm vang lên ngay sau đó. Bên trong mây mù cuồn cuộn là hàng tỷ luồng lôi điện lóe sáng. Hay lắm! Nguyệt thần nhìn thấy cảnh này thì liền trầm trồ khen ngợi. Chúc phúc của thần cùng chín kiếp chúc phúc cũng đều nở rộ ánh sáng. Bọn họ chờ lâu như vậy chính là chờ trận thiên kiếp này. Khi thiên kiếp đánh xuống thì bọn họ cũng sẽ được tiếp thêm sức mạnh hủy diệt. Như vậy bọn họ mới có thể đánh diệt nguyền rủa của thần. Phản công. Ba bên hiệp lực đồng loạt tấn công. Nguyền rủa của thần bị đánh tan tác, ánh sáng nguyền rủa chậm rãi mai một. Ở bên ngoài, ân chú cũng bị đánh tan tác. Mới vài giây trước lão ta còn kiêu ngạo hò hét muốn tiêu diệt Triệu Bân. Nhưng ngay giây sau lão ta đã xoay người chạy trốn. Nếu như không có thiên kiếp thì lão ta hoàn toàn có tự tin có thể tiêu diệt được Triệu Bân, chẳng sợ đối phương có cảnh giới thiên võ, cũng chẳng sợ đối phương đã dung nhập với đại địa linh mạch. Tuy vậy, chuyện hắn có thiên kiếp trợ uy lại là một chuyện khác, lão ta bỏ chạy không phải vì sợ Triệu Bân mà vì sợ thiên kiếp. Thiên kiếp rất công bằng. Bất kể có tu vi gì, chỉ cần bước vào phạm vi thiên kiếp thì liền phải bị động ứng kiếp. Đi đâu? Triệu Bân quát lên một tiếng rồi dẫn theo thiên kiếp giết tới. Cảnh tượng hiện ra vô cùng chấn động, trông hắn giống hệt một vị lôi thần. Tất cả mọi người đều mở lớn hai mắt, sau đó lại bị ánh sáng khủng khiếp của thiên kiếp làm cho chói mắt. Thiên kiếp của cảnh giới thiên võ quả nhiên quá khủng bố, nhưng khí thế của người nào đó lại còn có vẻ càng khủng bố hơn, cùng là cảnh giới thiên võ nhưng dường như hắn còn chói mắt hơn tất cả mọi người. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi đế đô. Ân chú bỏ chạy còn Triệu Bân thì đuổi đánh. Nhanh lên! Một cảnh tượng lớn như vậy sao có thể thiếu được quần chúng đuổi theo phía sau như thủy triều tràn tới, hai người Triệu Bân đánh tới đâu thì bọn họ liền theo tới đó. Trong đó hết 8 phần đều mang theo tinh thạch ký ức để thu lại hình ảnh, cảnh tượng này vô cùng quý giá, đem về đặt ở đầu giường không chỉ có thể trừ tà mà còn có thể tránh thai. Đế đô bị tàn phá rộng lớn như vậy mà trong nháy mắt đã trở nên vô cùng trống trải. Trên đống đổ nát, một bóng người đầy máu đang cố bò về phía trước như một con chó. Đó chính là Tử Y Hầu, lão ta còn chưa chết hẳn, chỉ còn lại chút hơi tàn. Kẻ đáng hận, cũng có chỗ đáng thương.
Lão ta là một kẻ điên cuồng vì tình, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong lòng lão ta đã không còn ân oán gì nữa. Lão ta chỉ muốn bỏ đến bên cạnh sư tỷ, muốn trước khi chết còn được ôm lấy người mà lão ta yêu cả đời một lần cuối. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, có một nguồn năng lượng nhẹ nhàng đẩy lão ta đang cố gắng bỏ, đến bên cạnh Hồng Tước. Người ra tay chính là Hoàng Phi, nói là thương hại cũng được mà không đành lòng cũng được, Tử Y Hầu là một lão bối khiến cho người ta vừa kính vừa hận, lần này lão ta đã cứu đại hạ, cũng đã đủ lý do để bà ấy giúp đỡ lần cuối cùng. Tiếng sấm vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Thiên kiếp của Thánh Tử Thiên Tông cuối cùng cũng giáng xuống, hàng tỷ lôi điện đánh xuống tụ thành một biển lôi điện, Triệu Bân đứng trên đỉnh của biển lôi điện đuổi giết ân chú, hắn đi tới chỗ nào thì chỗ đó liền trở thành phế tích hỗn độn. Á! Ân chú gầm giống, là tiếng gầm giống từ tận sâu trong linh hồn. Đúng như thế nhân nói, kế hoạch của lão ta đã biến thành một mớ hỗn độn. Lão ta chủ tính nhiều năm như vậy cuối cùng lại xuất hiện một biến cố chính là Triệu Bân liên tục phá hỏng kế hoạch của lão ta. Lão ta sống đến tận ngày hôm nay, đã trở thành một vị tiên hàng thật giá thật, không ngờ lại bị một con kiến đuổi giết. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân quát lên một tiếng, hắn vung kiếm thu hút thiên lôi, đầy trời lôi điện bổ xuống. Ân chú hốt hoảng, ngay lập tức bị biển lôi điện nhấn chìm, những người nhìn thấy cũng đều giật mình thon thót. Lần này e rằng ân chú đã phải gục ngã rồi. Lớp người già đều vuốt râu quả quyết nói. Tuy nhiên, bọn họ vẫn quá xem thường đại tế ti đại hạ, không ngờ lão ta lại có thể thoát ra khỏi biển lôi điện, tóc tai bù xù, toàn thân đầm đìa máu tươi, kéo lê thân hình đẫm máu liều mạng bỏ chạy. Không chết không ngừng. Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên trong tay, đuổi sát không buông. Triệu Bân liên tục dẫn lôi đánh tới, nhưng ân chú bị đánh thê thảm thì hắn cũng không dễ chịu. Đây là thiên kiếp của hắn, hắn cũng là người bị thiên lôi đánh đầu tiên, thân thể tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi của hắn lúc này đã bị đánh nát bươm. Đánh, không chết không ngừng. Những tiếng quát hùng hùng hổ hổ cũng liên tiếp vang lên trên đường đi. Những người vừa quát lên chính là Hắc Huyền và Bạch Huyền, bọn họ thấy ân chú bị đuổi giết thì liền vô cùng phấn khởi. Trận chiến này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, chỉ cần tiêu diệt được ân chú thì ma chú ám hắc liền được hóa giải, nếu như không phải e ngại thiên kiếp. Nếu như không phải sợ bị thiên lôi đánh thì bọn họ chắc chắn đã xông lên trợ chiến rồi. Đánh, không chết không ngừng. Bên phía nhóm cường giả thành thiên thu cũng đang hô lớn. Tiểu Vũ Linh cũng đang gào lên, tên nhóc này chẳng những giỏi đánh phụ trợ mà còn rất giỏi hò hét trợ uy, nó liên tục gào lớn rồi bay tán loạn đầy trời. Nhìn chiến cục thì thành thiên thu đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, 8 ngụy bí giả thiên võ đều đã bị đánh diệt. Những ngụy bí giả khác hoặc là bị phong ấn hoặc là bị chân áp, tất cả đều lần lượt ngã xuống. Ngoài ra biển máu cũng đã mất đi ma lực, tốc độ tái tạo của những con rối máu đã suy giảm, bí pháp này tuy rằng biến hóa kỳ lạ nhưng cũng có nhược điểm, khi đến thời hạn thì sẽ biến thành nước. Phụt! Huyết quang hiện ra. Ma thân huyết tôn thiên võ cuối cùng đã bị lão môn chủ chém đầu. Đến lúc này, ngụy bí giả cùng những con rối máu gần như đã bị thu thập sạch sẽ. Cường giả thành thiên thu cùng cường giả đại hạ đồng loạt phản công đánh diệt biển máu, một đường càn quét núi bất tử. Ân chú, lão già khốn nạn. Bá thiên tuyệt địa như huyết tôn cũng phải mở miệng văng tục mắng chửi. Liên minh với lão ta, đánh đến cuối cùng lại rơi vào một cái hố lớn. Đánh tới tận lúc này mà lão ta vẫn chưa thấy ân chú xuất hiện, chỉ có quỷ mới biết ân chú đang trốn ở đâu. Bây giờ lão ta đang bị các cường giả thiên võ vây công, một mình thật sự khó có thể đánh lại. Diệt. Ma hậu khẽ quát rồi chém tới một kiếm. Hai mắt huyết tôn đỏ ngầu, tung ra một chưởng đánh diệt kiếm khí. Vì chuyện này nên lão ta cũng phải trả giá đắt, trong lúc không kịp phòng bị lão ta đã bị Hồng Uyên đánh trúng một chưởng rồi hộc máu giàn giụa. Lão ta còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy các đòn công phạt của những cường giả thiên võ khác từ tứ phương đánh tới, đao mang, kiếm quang, chưởng ấn, quyền ảnh. Xuất hiện đầy trời. Mặc dù không thể đả thương đến căn cơ của lão ta nhưng số lượng đòn công phạt khổng lồ cũng đã đủ khiến lão ta phải kinh hãi. Cút! Huyết tôn quát lớn một tiếng, tung ra một chưởng đánh trở mình thương khung sau đó từng bước phóng ra khỏi vòng vây. Tất cả cường giả thiên võ đều không dừng lại, đồng loạt đuổi giết, liên tục tung ra đòn tuyệt sát. Vèo! Huyết tôn liều mạng bỏ chạy, lại có thể trốn thoát khỏi vòng vây công phạt lần nữa. Sau đó lão ta lại biến thành một màn xương máu trước mắt tất cả mọi người, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Bí pháp không gian. Hồng Uyên cùng Ma Hậu đồng thanh nói,
hai mắt hơi nheo lại nhìn thẳng vào hư không. Nhưng bọn họ vẫn không thể tìm được bóng dáng của huyết tôn, dường như lão ta đã dùng bí pháp không gian trốn ra khỏi khu vực này. Chờ ngày sau, ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Từ trên vòm trời bỗng vọng đến một tiếng gầm giống. Đó là tiếng gầm giống của huyết tôn, là tiếng gầm giống phát ra từ tận linh hồn. Tất cả mọi người đều cố hết sức dùng cảm chi lực cảm nhận nhưng vẫn không thể tìm ra nguồn gốc của thanh âm đó. Chết tiệt, Thương Khung mắng lớn một tiếng. Một cơ hội tốt như vậy nhưng vẫn để cho huyết tôn chạy thoát. Hồng Uyên cùng Ma Hậu đều im lặng, tuy rằng đây đúng là một cơ hội tốt nhưng một cường giả chuẩn tiên muốn chạy trốn thì rất khó cản lại, đó là chưa nói tới huyết tôn còn thông hiểu bí pháp không gian, muốn bắt lão ta lại cũng khó như lên trời.